Đại Hào Môn, Tiêu Phàm, bản dịch chuẩn. Chương 451, Hoàng gia có phiền. Lại sau một khắc, ngay cả Phạm Nhạc đều sách không ngừng hắn, Lâm Thành đạc một tiếng hét thảm, bỗng nhiên cuộn thành một đoàn, khóe miệng, lỗ mũi, con mắt thậm chí trong lỗ tai đều hướng bên ngoài chảy ra vết máu, hai tay không ngừng đang ngực cào, rất nhanh liền đem áo thun cào nát, từng đạo vết máu tại bộ ngực hắn nổi lên. Phạm Nhạc song mi có chút nhăn lại, buông lỏng tay ra. Phanh, Lâm Thành đạc tựa như đầu gỗ mục một đầu mới ngã xuống đất, không ngừng vặn vẹo, miệng bên trong ha ha có âm thanh, lại là trầm thấp ám câm, thất khiếu chi rỉ ra máu tươi, càng ngày càng nhiều. Tha mạng, tha mạng, mãnh liệt muốn sống dục vọng, kích thích Lâm Thành đạc giác quan, dốc hết toàn lực từ lạc lạc rung động hàm răng lóe ra cầu xin tha thứ ngôn ngữ. Nguyên bản vội vã muốn cùng Phạm Nhạc nói chuyện Phạm Linh cũng bị tình hình này dọa sợ, trốn ở Phạm Nhạc sau lưng, giữ chặt cánh tay của hắn, chăm chú tựa sát hắn, xinh xắn thân thể không ngừng phát run, nhắm mắt lại không dám nhìn về bên này. Lạc Gia Thành mặc dù là hàng đầu thuật hưng thịnh nhất thành thị một trong, nhưng so ra mà nói, hàng đầu sư dù sao vẫn là cực thiểu số, Phạm Linh Hòa nói bên trong có quan hệ hàng đầu thuật cùng hàng đầu sư truyền ngôn nghe qua không ít, nhưng vẫn là lần đầu tận mắt nhìn đến. Vị này hàng đầu sư dáng dấp nhưng thật ra vô cùng soái khí, chính là thủ đoạn này quá dọa người. Hoàng Dũng Huy càng là sắc mặt trắng bệch, dọa đến một tiếng cũng không dám lên tiếng. Cùng Phạm Linh đồng dạng, Hoàng Dũng Huy cũng là lần đầu nhìn thấy hàng đầu sư thi triển hàng đầu thuật. Trước đó, Hoàng Dũng Huy nhưng thật ra là không tin tưởng lắm hàng đầu thuật tồn tại. Hắn là nhận qua giáo dục cao đẳng ở trường nghiên cứu sinh. Đối với hàng đầu thuật loại này thần kỳ không phải sức mạnh tự nhiên, tổng là có chút nửa tin nửa ngờ. Cái này hay là bởi vì hắn đánh tiểu sinh sống ở Lạc Gia Thành, thực đang nghe qua quá nhiều có quan hệ hàng đầu thuật nghe đồn. Nếu như hắn sinh hoạt tại những thành thị khác, lấy hắn tiếp nhận giáo dục mà nói, hắn đánh chết cũng sẽ không tin tưởng trên thế giới này thật có hàng đầu thuật tồn tại. Thẳng đến trước đây không lâu, chân thực phát sinh ở bên cạnh hắn một kiện đại sự, mới khiến cho hắn thiết thiết thực thực lĩnh giáo hàng đầu thuật lợi hại. Trọn vẹn tra tấn Lâm Thành đạt thời gian một chén trà, Tiêu Phàm mới nhẹ nhàng một chỉ, lăng không điểm ra. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Xuy một tiếng. Một đạo chân khí bắn ra, chui vào Lâm Thành Đạc thể nội, Lâm Thành Đạc toàn thân chấn động, chỉ cảm thấy loại kia xâm nhập toàn thân mỗi một chỗ xương cốt ngứa lạ thông suốt mà dừng, lập tức liền như là từ địa ngục lập tức thăng nhập thiên đường, toàn thân trên dưới. Vô một chỗ khó chịu, vô một chỗ không thoải mái. May mà Lâm Thành Đạc đầu óc còn không có hỏng, nghiêng người, liền ghé vào Tiêu Phàm dưới chân, cuống quýt dập đầu, miệng bên trong nói liên miên lải nhải nói lời cảm kích. Hận không thể đem mình đối hàng nhức đầu sư kính ngưỡng tất cả đều thổ lộ ra. Ngươi, Tiêu Phàm từ tốn nói. Đúng đúng, Lâm Thành Đạc không dám chút nào kháng cự, liên tục không ngừng đứng lên, nhìn về phía Tiêu Phàm, trên mặt tận lực lộ ra nịnh nọt tiếu dung. Giờ phút này hắn ngũ quan chi rỉ ra vết máu giống như, lại phối hợp cái này nịnh nọt tiếu dung, quả thực chính là khủng bố. Phạm Linh dọa đến nhắm mắt lại, không dám nhìn, ngay cả Cơ Khinh Sa đều nhăn nhăn tú mỹ song mi. Thoảng qua nghiêng đầu qua đi, nói cho ngươi ba chuyện. Thứ nhất, từ nay về sau, không cho phép lại quấy rầy Phạm Linh, nếu không, ngươi sẽ chết. Không dám không dám, Lâm Thành Đạc liên tục không ngừng nói. Là thật không dám, hắn không hoài nghi chút nào Tiêu Phàm nói lời, những này tàn nhẫn hàng đầu sư, nói lấy người tính mệnh, tuyệt không phải nói đùa. Thứ hai, không cho phép trước bất kỳ ai lộ ra hành tung của chúng ta, nhất là Phạm Anh. Đúng đúng, không dám không dám. Lâm Thành Đạc lại gà mổ thóc, gật đầu không ngừng. Không hề nghi ngờ, đây là Phạm Nhạc mời tới viện binh, chuyên tới đối phó Phạm Anh, Lâm Thành Đạc cũng không dám kẹp ở giữa. Đó là chân chính đường đến chỗ chết, vô luận song phương ai duỗi ra một cái đầu ngón tay út, cũng đem hắn bóp chết rồi, so bóp chết con kiến còn đơn giản. Thứ ba, sau khi trở về chờ điện thoại của ta, dựa theo phân phó làm việc. Chỉ cần ngươi có thể hoàn thành ta giao cho ngươi nhiệm vụ. Sau một tháng, ta cho ngươi thu hàng. Tiêu Phàm hay là chậm rãi nói, ngữ khí không chậm không nhanh, thật giống như hắn nói mỗi một câu, đều là pháp luật, Lâm Thành Đạc trừ phụng mệnh làm việc, không có bất kỳ cái gì cái khác đường có thể đi. Vâng, tuân mệnh, Lâm Thành Đạc hay là không chút do dự, lập tức cúi đầu nghe lệnh. Cút, sau đó ra lệnh chính là Phạm Nhạc. Ai ai, đúng đúng, thiếu gia, ta không phải cái kia. Nhìn qua. Lâm Thành Đạc còn muốn liền tự mình vừa rồi hành vi hướng Phạm Nhạc làm giải thích. Phạm Nhạc thế mà không chết, còn xin lợi hại hàng đầu sư viện binh trở về, hắn cùng Phạm Anh ở giữa trận này sinh tử chi chiến, xem ra là không thể tránh né.
vạn nhất Phạm Nhạc chiến thắng, một lần nữa nhập chủ Phạm gia, đó chính là hắn kết thúc nói đến. Coi như Phạm Nhạc có thể tha thứ, chỉ sợ Phạm Linh cũng sẽ không bỏ qua hắn. Chỉ là trong lúc này, hắn thân hàng đầu, vô pháp khả thi, cũng chỉ có thể trước chú ý trước mắt. Mau cút, Lâm Thành Đạc lời nói còn nói xong, đã ba một tiếng, chịu một bàn tay, đánh cho trước mắt sao vàng bay loạn, miệng bên trong một mặn, chỉ cảm thấy toàn bộ nửa bên răng đều buông lỏng. Hiển nhiên Phạm Nhạc còn định cho hắn một cước, Lâm Thành Đạc lập tức dọa đến tè ra quần, không dám tiếp tục trì hoãn, lộn nhào chạy, đem mấy cái thổ dân tùy tùng ném ở nơi đó rên rỉ run rẩy, lại nơi nào còn nhớ được bọn hắn. Dù sao dạng này thổ dân tiểu lưu manh, chỉ cần hoa mấy cái tiểu tiền, mặt đường bên trên muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, để làm gì liền làm gì, Lâm Thành Đạc cũng chưa từng chân chính đem bọn hắn coi như người nhìn qua. Nhị ca, Phạm Linh rốt cục dám mở mắt đến, vừa mừng vừa sợ hướng Phạm Nhạc kêu lên. Lanh canh, rời khỏi nơi này trước lại nói. Phạm Nhạc khoát tay, ngừng lại nàng. Lúc này, cách đó không xa vang lên tiếng bước chân, có bảo an hướng bên này đi tới. Lập tức đoàn người hướng cách đó không xa xe nhỏ đi đến, Phạm Linh đau chân, đi không nhanh, Phạm Nhạc tác họ khẽ cong eo, đưa nàng ôm ngang. Ai nói bảo an không đáng sợ, nhưng dù sao nơi này là khách sạn bãi đậu xe dưới đất, nếu thật là bị người ngăn lại, cũng là phiền phức. Mấy cái kia người thổ dân tiểu lưu manh thương thế cũng không nhẹ, nháo đến cục cảnh sát đi, liền không dễ thu thập. Chẳng lẽ đem rượu cửa hàng bảo an cũng đánh ngã? Mặc dù rất dễ dàng, nhưng tiêu trưởng giáo tựa hồ không phải loại kia làm việc không quan tâm họ cách. Mắt thấy Hoàng Dũng Huy còn ngốc ngơ ngác đứng ở nơi đó, trong tay bưng lấy một chùm đã sớm bị trà đạp phải không ra hình dạng gì hoa hồng, lo sợ không yên luống cuống, Phạm Nhạc nhíu nhíu mày, hướng hắn vẫy tay. Tới, cùng đi, đứng nơi đó làm gì đâu, chờ lấy cảnh sát bắt ngươi a. A, a nha, Hoàng gia nhị thiếu rốt cục lấy lại tinh thần, ôm hoa hồng, đi chậm chậm liền theo sau. Đi tới xe bên cạnh, Cơ Khinh Xa trên dưới dò xét hắn vài lần. Mỉm cười hỏi, Hoàng nhị thiếu, hoa này, người đến cùng trả lại là không đưa a? A, tặng tặng, thế nhưng là Lanh Canh không thu a. Lại là mặt mũi tràn đầy thần sắc khó khăn, Cơ Khinh Xa không khỏi bật cười, nói, người đều chưa thử qua, thế nào biết người ta nhất định không thu. Hoàng Dũng Huy lúc này là rốt cục cơ linh, bận bịu tức đưa trong tay loạn thất bát tao hoa hồng nâng đến Phạm Linh trước mặt, bầm tím mặt đỏ bừng lên, ngập ngừng nói, Lanh Canh, hoa này, tặng cho ngươi. Nhìn xem cái này thiên nhiên manh con mọt sách, Phạm Linh coi là thật dở khóc dở cười. Cơ Khinh Xa khẽ cười nói, Lanh Canh, đón lấy đi, về sau đối với người ta tốt đi một chút, hai người chú định có vợ chồng duyên phân, đừng khi dễ người thành thật a. A, Phạm Linh cũng có chút ngây người, nàng không biết Cơ Khinh Xa, cũng không dám tiếp cái này miệng. Chẳng qua là cảm thấy vị này siêu cấp xinh đẹp dáng người siêu cấp bồng tỷ tỷ có một loại nói không nên lời cảm giác thân thiết. Nhưng lại có cảm giác thân thiết, cũng là lần đầu gặp mặt, há miệng liền mở dạng này cho đùa. Vẫn có chút qua, Tiêu Phàm cũng mỉm cười. Cơ Khinh Xa nói không sai, Hoàng Dũng Huy cùng Phạm Linh tướng mạo quá rõ ràng, là điển hình vợ chồng duyên. Mặc kệ thế sự thay đổi thế nào, hai người bọn họ cuối cùng sẽ trở thành vợ chồng. Lên xe hẳng nói, Phạm Nhạc đã bên trên ghế lái, vẫy tay một cái, nói. Nha, ngồi ở ghế cạnh tài xế Phạm Linh bận bịu tức từ Hoàng Dũng Huy trong tay tiếp nhận hoa hồng, đoan đoan chính chính ngồi xuống. Rất nhanh, xe liền lái ra bãi đậu xe dưới đất. Đi đâu, Phạm Nhạc cũng không quay đầu lại. Hỏi, nơi này đánh qua một khung, tạm thời không tốt ở tại khách sạn. Phạm Nhạc rời đi Lạc Gia Thành rất nhiều năm, cùng năm đó vòng tròn lại không có bất kỳ cái gì tiếp xúc, muốn giải quyết chuyện tối nay, còn phải tìm chút thời giờ mới được. Bất quá rơi ra băng cùng Lạc Gia Thành cảnh sát đều rất, chỉ cần tiêu ít tiền, như thế làm việc nhỏ rất dễ dàng giải quyết. Tiêu Phàm cười cười, nói, đi Hoàng gia, đi Hoàng gia. Phạm Nhạc có chút trợn tròn mắt, Hoàng Dũng Huy cũng mở to hai mắt nhìn, có chút không rõ ràng cho lắm. Tiêu Phàm nhìn về phía Hoàng Dũng Huy, khẽ cười nói, thế nào, Hoàng tiên sinh không chào đón chúng ta à? Không phải, ta không phải ý tứ kia, ta nói là, hiện tại có chút không tiện. Tại Tiêu Phàm thanh tịnh như nước ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Hoàng Dũng Huy lắp bắp, toàn thân đều có chút không được tự nhiên. Hắn nguyên vốn cũng không phải là loại kia giỏi về cự tuyệt người khác họ cách, huống chi Tiêu Phàm ba người ra sân phương thức là như thế huyễn khốc, đã sớm đem đơn thuần Hoàng nhị thiếu trấn trụ, cự tuyệt càng thêm khó mà mở miệng. Nhưng khoảng thời gian này, xác thực không tiện mang khách lạ về nhà, nhất là loại này lai lịch không rõ khách nhân, nó còn có một vị hàng đầu sư.
Tại Nam Dương, vô luận loại nào thế lực gia tộc khổng lồ, cũng không dám tùy tiện để một vị chưa quen thuộc hàng đầu sư vào ở nhà mình. Tiêu Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, Hoàng tiên sinh, ta biết ngươi có chút lo lắng. Nhưng không nói gạt ngươi, trong nhà ngươi phát sinh chuyện phiền toái, chúng ta có lẽ có thể giúp một tay giải quyết hết. À, ngươi, ngươi đều biết. Hoàng Dũng Huy giật nảy cả mình, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt chi lập tức tràn ngập ý sợ hãi, kìm lòng không đặng hướng về sau rụt rụt thân thể. Những này hàng đầu sư, thật chẳng lẽ dạng này không gì không biết không gì làm không được à? Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, rất chân thành nói, Hoàng tiên sinh, người ấn đường tái đi, chân núi huyết quang ẩn hiện, nhất là càn cung sát khí ngút trời. Rất rõ ràng, lệnh tôn Hoàng Thanh Vân tiên sinh gần đây có phiền toái rất lớn, thậm chí là họa sát thân. Lệnh tôn hẳn là hàng đầu thuật a. Hoàng Dũng Huy há to miệng, nửa ngày nói không ra lời, trong mắt ý sợ hãi đã đậm đến tan không ra. Phạm Nhạc lại không nói hai lời, tay lái hướng phải đánh, xe nhỏ trực tiếp hướng về Hoàng Phủ chạy tới. Hoàng Phủ cùng Phạm Phủ cách xa nhau không xa, đều tọa lạc tại người Hoa giàu có giai tầng khu quần cư. Đối khu vực kia, Phạm Nhạc thực tế quá quen thuộc. Chương 452, đề phòng xâm nghiêm. Biết Hoàng Thanh Vân xảy ra chuyện, nhưng mà Hoàng Phủ xâm nghiêm đề phòng, hay là thoảng qua vượt quá Tiêu Phàm ngoài ý muốn. Cứ việc Hoàng gia nhị thiếu liền ngồi trên xe muốn đi vào Hoàng gia gia môn, hay là lọt vào ngăn cản, hai tên thần tình nghiêm túc người Hoa nam tử đi lên phía trước, không chút khách khí liền ngăn lại xe nhỏ. Hai người này đều bằng khoát eo tròn, khổng vũ hữu lực, bên hông căng phồng, rõ ràng đều mang súng ống. Tiêu Phàm thấy thẳng nhíu mày, xem ra chính mình đối lạc gia thành tình trạng an ninh, hay là đoán chừng phải quá lạc quan. Hoàng phủ những lính gác cửa này, vậy mà đều phối súng. Chẳng lẽ lạc gia thành đối với súng ống quản lý, buông lỏng như vậy? Hay là nói, chỉ cần có tiền, pháp luật cùng quy định đều có thể không nhìn. Là ta, Hoàng Dũng Huy kịp thời ra mặt, hai tên gác cổng nhìn thấy Hoàng Dũng Huy mặt mũi bầm dập dáng vẻ, lập tức giật nảy cả mình, đồng thời lui lại một bước, bàn tay đến bên hông, nó một vị nhanh tay, trực tiếp đem tay súng rút ra. Nhìn thấy loại này tay súng, Tiêu Phàm hai mắt lại thoảng qua co rút lại một chút. Thế mà là 5-4 thức. Dựa theo ra mắt thời đại mà nói, loại này tay súng đã sớm tụt hậu, khuyết điểm không ít, tỉ như trọng lượng cùng kích thước quá lớn, mang theo đạn lượng ít, xạ kích lực phản chấn lớn, hai lần phát xạ lúc độ chính xác kém cùng các loại, đều là mau bệnh. Nhưng mà không thể phủ nhận là, 5-4 thức tay súng lực sát thương xa không phải bình thường cảnh dụng tay súng thậm chí là quân dùng tay súng chỗ có thể so sánh. Tại hỏa lực càng thêm cường đại dã chiến bộ đội, 5-4 tay súng lớn uy lực lộ ra rất nhiều dư. Nhưng tại không có cái khác vũ khí hạng nặng phối hợp tình huống dưới, Bảo Tiêu sử dụng 5-4 thức tay súng, có thể tùy tiện đánh xuyên cảnh dụng áo chống đạn to lớn lực sát thương đối với bất kể đối thủ nào mà nói, đích đích xác xác là uy hiếp chí mạng. Các ngươi khẩn trương cái gì? Trên xe đều là bằng hữu của ta. Hoàng Nhị Thiếu có chút mất hứng nói. Mặc dù Hoàng Dũng Huy là thiên nhiên manh con mọt sách, nhưng đêm nay bị mấy cái thổ dân tiểu lưu manh béo đánh một trận, toàn thân trên dưới, vô một chỗ không đau. Gặp lại cái này hai tên Bảo Tiêu như lâm đại địch dáng vẻ, thậm chí ngay cả súng đều rút ra, người tính khí tốt hơn nữa cũng sẽ tức giận. Thật xin lỗi nhị thiếu gia, đây là đại thiếu gia định ra đến quy củ. Mấy ngày nay, người xa lạ không thể đi vào, chưa nhổ súng tên kia Bảo Tiêu, niên kỷ hơi dài, rõ ràng hai người tổ hợp lấy hắn làm chủ, liền hướng Hoàng Dũng Huy làm giải thích. Ta nói, bọn hắn không là người xa lạ, bọn hắn là bằng hữu của ta. Hoàng Dũng Huy tấm dưới mặt tới. Tức giận nói, chỉ là vị này ngoan ngoãn tử coi như sụ mặt, cũng bây giờ không có cái gì lực uy hiếp. Hai vị Bảo Tiêu hai mặt nhìn nhau, lại vẫn không có cho qua ý tứ. Phạm Nhạc trên mặt lộ ra vẻ mong mỏi. Đặt trước kia, Phạm gia thiếu gia muốn tiến vào Hoàng Phủ, có cái gì Bảo Tiêu có can đảm cản trở. Cơ Khinh Sa nhìn Tiêu Phàm một chút, thấp giọng nói, nếu không, ta đi cùng bọn hắn nói chuyện. Cơ Khinh Sa quyền cước bên trên khẩu tài rất tốt. Hai vị này Bảo Tiêu sợ là dùng không được hai cái đối mặt, liền sẽ bị Cơ tổng thuyết phục. Tiêu Phàm cười cười, nói, không cần, có thể giữ lời nói nhân mã bên trên liền muốn đến. Giữ lời nói người, Cơ Khinh Sa thoảng qua giật mình, có chút nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Phàm. Làm sao nàng không có chút nào dự cảm? Tiêu Phàm mỉm cười gật đầu, thần sắc rất là chắc chắn. Quả nhiên, sau một lát, hai đạo ánh đèn bắn thẳng đến mà đến, một đài màu đen limousine thẳng lái qua. Tại cách đó không xa két một tiếng dừng lại, hai tên Bảo Tiêu bộ dáng nam tử mạnh mẽ từ trên xe nhảy xuống, dọn xong phòng ngự trận thế. Thần sắc khẩn trương, như lâm đại địch, đại ca,
đang cùng Bảo Tiêu gấp đỏ bạch nhãn Hoàng Dũng Huy gặp một lần đài này xe sang, không khỏi vui mừng quá đỗi. Vội vội vàng vàng chạy tới, hợp lấy cái này chủ nhân của xe là đại ca hắn Hoàng Cao Huy. Dũng Huy, muộn như vậy ngươi còn ở bên ngoài bên cạnh, một tên dáng người cao gầy nam tử trẻ tuổi từ xe sang bên trên đi xuống, rất kinh ngạc nói, lập tức liền kinh a một tiếng, chuyện gì xảy ra? Ngươi thụ thương rồi, ai làm, tên này dáng người cao gầy nam tử trẻ tuổi, nhìn ngũ quan cùng Hoàng Dũng Huy hơi có chỗ tương tự, cũng là Mỹ nam tử, bất quá bộ mặt đường cong so Hoàng Dũng Huy kiên nghị nhiều, rõ ràng là loại kia vô cùng có quyết đoán họ cách. Hắc hắc, không có việc gì, bị thương ngoài ra, đụng phải mấy tên côn đồ. Hoàng Cao Huy gật gật đầu, ánh mắt vượt qua Hoàng Dũng Huy. Trực tiếp hướng na bên cạnh xe đảo qua đi, song nghi cao lại, hạ thấp giọng hỏi, Dũng Huy, đây không phải là xe của ngươi. Làm sao, mấy tên kia cũng dám cùng đến nơi đây. Lạc Gia Thành trị an không tốt, đầu đường lưu manh hỗn đản tiểu bang phái không ít, thường xuyên phát sinh đánh nhau ẩu đả sự kiện. Cái gì, Hoàng Dũng Huy ngạc nhiên, lập tức liền ý thức được là đại ca hiểu lầm. Không phải, đại ca, ngươi lầm, bọn hắn không phải lưu manh, là bằng hữu của ta. Là bọn hắn đánh chạy lưu manh, đưa ta về nhà. Thế nhưng là ngươi nhìn, A Phát bọn hắn lại đem người ta ngăn lại, ngay cả súng đều rút ra, đây cũng quá không lễ phép đi. Hoàng Dũng Huy không chịu được hướng đại ca phàn nàn. Thực tế đêm nay cùng hướng nói khác biệt, Phạm Linh liền ngồi ở trong xe đâu. Nói đến, đây cũng là bạn gái lần đầu đến nhà, kết quả trực tiếp bị Bảo Tiêu nhổ súng ngăn lại, Hoàng nhị thiếu quá thật mất mặt. Nói thế nào hắn cũng là Hoàng phủ nhị thiếu gia, là nhà này tòa nhà lớn chủ nhân. Là như thế này à, cái kia hẳn là hảo hảo cảm tạ người ta. Hoàng Cao Huy nghe thôi, mỉm cười, vén lên hai đầu chân dài, liền hướng về bên kia đi qua. Hắn so Hoàng Dũng Huy lớn tuổi hơn 10 tuổi, đã sớm ra giúp đỡ phụ thân làm việc, bây giờ Hoàng Thanh Vân đã là nửa về hưu trạng thái, toàn bộ Hoàng thị tập đoàn nói chuyện thường vụ, đều là hắn đang xử lý. Hòa nói xử sự thông minh tháo vát, hoàn toàn không phải Hoàng Dũng Huy loại sách này ngốc tử có thể so. Đại thiếu gia, cái kia gọi A Phát hơi lớn tuổi chút ngoài cửa vội vàng chào đón, ngăn ở Hoàng Cao Huy trước người, thần sắc nghiêm trọng lắc đầu. Ý là nhắc nhở Hoàng Cao Huy, địch tình không rõ. Không muốn tùy ý tiếp cận. Liền vừa rồi khoảng thời gian này, A Phát một mực tại quan sát tỉ mỉ trong xe bốn người. Trừ Phạm Linh bên ngoài, cái khác ba người đều là thường tỉnh táo, đối bọn hắn để phòng xâm nghiêm không có bất kỳ cái gì phản ứng, thậm chí A Biu ngay cả súng đều móc ra, ba người hay là thần sắc tự nhiên, thật giống như A Biu móc ra chính là cái đồ chơi. Cứ như vậy ngồi ở trong xe, đã không rời đi, cũng không xông vào, liền hạ xe giải thích một câu đều không đáp lại. Ba người niên kỷ giống như cũng không lớn, A Phát cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này người trẻ tuổi, trong đầu bồn chồn. Khoảng thời gian này, tình huống thực tế quá khẩn trương, trong phủ phát sinh đại sự như vậy, làm Hoàng phủ lão nhân, A Phát không thể không treo lên 12 phân tinh thần đến, tùy thời chuẩn bị ứng đối tình trạng khẩn cấp. Không sao, Hoàng Cao Huy gật gật đầu, đưa tay vỗ vỗ A Phát bả vai, đối với hắn tận trung cương vị biểu thị khẳng định, tiếp tục cất bước hướng về phía trước. Đem Hoàng Cao Huy đến gần, cửa xe mở ra, Tiêu Phàm bọn người đi xuống. Chính chủ đến, lại ngồi ở trong xe liền không khỏi quá khinh thường, có sai lầm lễ tiết. Hoàng Cao Huy gặp một lần phía dưới, lập tức liền biết A Phát là quá khẩn trương. Mấy người này, có lẽ không nhất định là bằng hữu, nhưng liền xem như địch nhân, cũng sẽ không là phía sau đả thương người tiểu nhân hèn hạ. Vô luận Tiêu Phàm, hay là Cơ Khinh Sa Phạm Nhạc, loại này người trên người khí độ, tuyệt đối là trang không ra. Hoàng Cao Huy những năm này tung hoành giới kinh doanh, duyệt vô số người, điểm này ánh mắt vẫn phải có. Người tốt, Hoàng tiên sinh, Tiêu Phàm mỉm cười, chủ động hướng Hoàng Cao Huy chào hỏi. Chào ngươi, xin hỏi tiên sinh họ gì? Bỉ họ Tiêu, Tiêu Phàm, vị này là bạn gái của ta, Cơ Khinh Sa, vị này là Phạm tiên sinh, vị này là Phạm tiên sinh muội muội Phạm tiểu thư. Nghe cái này giới thiệu, Cơ Khinh Sa nở nụ cười xinh đẹp. Trắng nõn gương mặt xinh đẹp nổi lên hai đoàn đỏ ửng nhàn nhạt. Giả trang nam nữ bằng hữu, đây là đã sớm nói tốt lắm, mấu chốt Tiêu Phàm lúc nói lời này, tương đương tự nhiên, không có chút nào miễn cưỡng làm ra vẻ chi ý, đây mới là Cơ Khinh Sa chân chính để ý. Ngài tốt Tiêu tiên sinh, ngài tốt, Cơ tiểu thư. Hoàng Cao Huy liên tục không ngừng tiến lên cùng Tiêu Phàm bọn người một một nắm tay, theo đủ quy củ. Kỳ thật người tuổi trẻ bây giờ, bình thường đều không có chú ý như thế. Sơ lần gặp gỡ bằng hữu cũng chưa chắc liền muốn nắm tay, chỉ là Tiêu Phàm đám người khí độ thực tế không phải bình thường,
Hoàng Cao Huy mảy may cũng không dám thất lễ. Tiêu tiên sinh, nghe Dũng Huy nói, hắn đụng phải một chút lưu manh hỗn đản kiếm chuyện, là các người mấy vị xuất thủ tương trợ, cưỡng chế di rời mấy cái kia lưu manh. Tiêu Phàm mỉm cười nói, chỉ là việc nhỏ, một cái nhấc tay thôi, không cần phải nói. Hoàng Cao Huy bận bịu tức nói, đối tiêu tiên sinh là một cái nhấc tay, đối đệ đệ ta coi như ý nghĩa trọng đại, cảm tạ cảm tạ. Phạm Nhạc ở một bên nói, Hoàng tiên sinh, cảm tạ liền không dám nhận. Bất quá ta hạ thủ có chút nặng, mấy cái kia lưu manh đoán chừng muốn lên nằm bệnh viện một đoạn thời gian. Có thể sẽ kinh động cục cảnh sát, tối nay chúng ta có chút không tiện ở tại khách sạn. Tiêu tiên sinh cùng Cơ tiểu thư đều là nhân vật tai to mặt lớn, không tình nguyện lắm đi cục cảnh sát hiệp trợ điều tra. Hoàng Cao Huy cười ha ha một tiếng, nói Phạm tiên sinh hoàn toàn không cần phải lo lắng, nếu là vì trợ giúp đệ đệ ta mới xảy ra chuyện như vậy, đương nhiên từ chúng ta hoàng gia đến xử lý, làm sao có thể lại phiền phức tiêu tiên sinh cùng Cơ tiểu thư đâu. Lời nói này phải chắc chắn khí quyển, lấy hoàng gia tại Lạc Gia thành thực lực, Hoàng Cao Huy nói như vậy không coi là nhiều nói ngoa. Không phải nói tất cả bản án, hoàng gia đều có thể giải quyết. Nhưng chỉ là thu thập mấy cái lưu manh hỗn đản, vấn đề thật đúng là không lớn. Huống chi mấy cái này lưu manh hỗn đản khi dễ hắn Hoàng Cao Huy đệ đệ trước đây, coi như Phạm Nhạc không có xuất thủ, Hoàng Cao Huy biết về sau, cũng sẽ không bỏ qua mấy tên kia. Đối cái này so với mình tiểu rất nhiều tuổi đệ đệ, Hoàng Cao Huy 10 điểm yêu thương. Tốt, vậy liền phiền phức Hoàng tiên sinh, Phạm tiên sinh nói chuyện này. Cái này không đều là chúng ta phải làm sao? Đến, tiêu tiên sinh, Cơ tiểu thư, Phạm tiên sinh, Phạm tiểu thư, trong phòng mời. Chư vị nếu là không chê, đêm nay ngay tại nhà ta ở tạm, ngày mai lại làm thích đáng an bài. Không biết mấy vị ý như thế nào? Hoàng Cao Huy lời nói đến càng ngày càng là khách khí. Phạm Nhạc câu nói mới vừa rồi kia, người bình thường là sẽ không quá cường điệu, nhưng Hoàng Cao Huy gì cùng dạng người. Phạm Nhạc nói được rõ ràng, tiêu tiên sinh cùng Cơ tiểu thư đều là nhân vật tai to mặt lớn. Phạm Nhạc khí độ vốn là đã cao cao tại thượng, ngay cả hắn đều như thế tôn sùng Tiêu Phàm cùng Cơ Khinh Sa, bởi vậy có thể thấy được, tiêu tiên sinh cùng Cơ tiểu thư thật là đại nhân vật. Hoàng Cao Huy tuyệt đối không ngại hảo hảo cùng như vậy đại nhân vật kết bạn một phen. Cái gọi là bằng hữu, có khi thật muốn nhìn duyên phân. Chương 453, thuật pháp cấm chế. Tại Hoàng Cao Huy tự mình dẫn dắt phía dưới, tự nhiên sẽ không lại thụ đến bất kỳ trở ngại nào, hai đài xe sang một trước một sau, chạy tiến vào hoàng gia to lớn trong trạch viện. Hoàng gia tòa này đại trạch viện, cùng nó nói là một ngôi biệt thự, còn không bằng nói là một cái trang viên, từ mấy tòa nhà độc lực công trình kiến trúc tạo thành, mang theo rất rõ ràng hoa hạ cổ điển kiến trúc phong vị, tại cái này tha hương nơi đất khách, làm cho lòng người bên trong tự nhiên sinh ra cảm giác thân thiết. Hoàng Cao Huy rất khách khí. Tự mình an bài Tiêu Phàm bọn người ở tại một tòa biệt thự bên trong vào ở. Nhìn ra được, đây là hoàng gia khách phòng, trang trí sự tinh mỹ xa hoa, ở xa khách sạn 5 sao phía trên. Đương nhiên, phổ thông khách nhân, khẳng định cũng vô duyên vào ở biệt thự này. Tiêu Phàm cùng Cơ Khinh Sa còn là bị an bài tại một buồng bên trong nghỉ ngơi. Bây giờ thế giới này, cái gọi là nam nữ bằng hữu, không chính là như vậy chuyện sao? Cùng Hoàng Cao Huy dẫn Hoàng Dũng Huy cáo từ rời đi. Cơ Khinh Sa rốt cục nhịn không được, vội vã hỏi, Tiêu Phàm, người cũng hiểu hàng đầu thuật. Tiêu Phàm chỉnh lý lâm thành đạt thủ đoạn, thấy thế nào đều không giống như là cố ý giả vờ giả vịt. Bởi vì không có cái kia tất yếu, thật muốn thu thập lâm thành đạt, có là những biện pháp khác, không cần nhất định phải làm cho hắn đem Tiêu Phàm xem như hàng đầu sư. Tiêu Phàm liền cười, nhẹ nói, kỳ thật chuyện này tương đương đơn giản, chỉ cần minh bạch một vấn đề liền có thể. Vấn đề gì, cái gì là hàng đầu thuật? Cái gì là hàng đầu thuật? Đúng, cái gọi là hàng đầu thuật, nói trắng ra chính là miêu cương nuôi cổ chi thuật truyền đến Nam Dương, lại cùng nơi đó lưu hành vu thuật đem kết hợp, sinh ra đến một môn mang theo dày đặc dược lý học dấu vết huyền học. Nó nguyên lý không có gì hơn là mượn nhờ dược vật hoặc là thiên địa lực lượng đến tác dụng tại nhân thể. Có lúc là tác dụng tại trên sinh lý, có lúc là tác dụng về tâm lý, hoặc là cả hai gồm nhiều mặt. Dạng này thủ pháp, không chỉ có riêng là hàng đầu thuật một nhà có thể làm được. Cái khác rất nhiều lưu phái, đều có cùng loại cấm chế phương pháp, Tiêu Phàm mỉm cười cho Cơ Khinh Sa làm giải thích, vô cực môn cấm chỉ thủ pháp cực kỳ tinh diệu, cái này là người ngoài cực khó lý giải. So như mặt nước phẳng lặng tổ sư dưới tại Tân Lâm trên thân đồng mệnh cấm chế. Liền phi thường kỳ diệu, chỉ cần Tiêu Phàm xảy ra vấn đề, Tân Lâm liền sẽ cùng theo xảy ra vấn đề. Cùng hàng đầu thuật thủ đoạn, giống nhau y hệt, chỗ cao minh, còn hơn, thì ra là thế.
Vô cực truyền thừa, quả nhiên là bác đại tinh thâm. Cơ Khinh Xa không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, có chút ao ước, cũng có chút kính phục. Tiêu Phàm nhìn qua Cơ Khinh Xa, hỏi chẳng lẽ Hà Lạc phái không có dạng này truyền thừa sao? Không có, Cơ Khinh Xa quả quyết lắc đầu, 10 điểm khẳng định đáp. Ta học qua điểm huyệt thuật, trong đó có một ít nguyên lý, miễn cưỡng có chút tương tự, nhưng cũng chỉ thế thôi. Điểm huyệt thuật vốn chính là rất cao thâm thủ pháp, ta cũng chỉ là hiểu một điểm ra mau thôi. Về phần thuật pháp bên trên cấm chế, ta thật chưa từng có cơ hội học qua. Ồ, Tiêu Phàm song mi nhẹ nhàng dương lên, Cơ Khinh Xa không khỏi kinh ngạc nói, cái này có cái gì không đúng à? Vì cái gì ngươi là vẻ mặt như thế? Từ Tiêu Phàm thần sắc đến xem, tựa hồ Cơ Khinh Xa phải hiểu cấm chế chi thuật mới đúng. Thế nhưng là, Cơ Khinh Xa mình rất rõ ràng, nàng là thật không hiểu. Nhưng tiếp xúc qua, chỉ bất quá loại này tiếp xúc. Đối nàng mà nói tuyệt không phải chuyện gì tốt, mà là ác mộng. Hà Lạc Âm Dương phái, có dạng này truyền thừa, Tiêu Phàm rất khẳng định nói. Thật sao, ta làm sao không biết? Cơ Khinh Xa càng thêm kinh ngạc. Tiêu Phàm lắc đầu, nói, đó là bởi vì, các ngươi Hà Lạc phái truyền thừa, cùng chúng ta Vô Cực môn truyền thừa đồng dạng, đều thất lạc đến kịch liệt. Nhất là Âm Dương phái truyền thừa, cơ hồ thất lạc đại bộ phận phân. Bất quá Hà Lạc phái một chút cơ bản cấm chế thủ pháp, ta vẫn là biết một chút. Dạng này, cùng chuyện bên này xong xuôi, sau khi trở về ta đem các ngươi Hà Lạc phái những tài liệu này đều sao chép một phần cho ngươi. Chính ngươi chậm rãi đi lĩnh ngộ, ngươi ngược lại là chấn định cực kỳ. Ngươi cứ như vậy có nắm chắc, nhất định có thể đánh bại Ma Cưu, từ trong tay hắn cầm tới, Xích Viêm Thảo. Cơ Khinh Xa ngập nước đôi mắt đẹp liếc nhìn hắn một cái, nói. Không có, trên thế giới này. Chỉ sợ vô luận ai cũng không có hoàn toàn chắc chắn nhất định có thể đánh bại Ma Cưu Đại Quốc Sư. Nhưng mặc kệ như thế nào, dù sao cũng phải hướng về phía trước nhìn, người không thể mỗi ngày đều sinh hoạt đang sợ hãi cùng lo nghĩ bên trong. Tiêu Phàm từ tốn nói, ngữ khí tự nhiên nhiên, không có chút nào làm ra vẻ chi ý. Ta không có ngươi tốt như vậy tâm thái, nói thật với ngươi, mấy ngày nay, ta đều khẩn trương cực kỳ. Cơ Khinh Xa cũng rất thản nhiên nói. Đối mặt Đan Mạn Quốc thậm chí là toàn bộ Nam Dương thứ nhất hàng đầu sư, cho dù ai đều sẽ khẩn trương, Cơ Khinh Xa thừa nhận điểm này, mảy may cũng không mất mặt. Nếu thật là một điểm không khẩn trương, kia mới kỳ quái. Lại không phải khờ lớn, Tiêu Phàm liền vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm chặt lại tay của nàng. Cơ Khinh Xa tiêm tiêm tố thủ, thoảng qua có chút rét run. Ngươi yên tâm, mặc kệ thế cục cỡ nào hiểm ác, ta đều sẽ kiệt lực cam đoan an toàn của ngươi. Cơ Khinh Xa phản tay nắm chặt Tiêu Phàm tay, ngửa đầu nhìn về phía hắn, thấp giọng lại kiên định nói, ta không muốn ngươi cam đoan, ta cũng đừng ngươi liều mạng như thế. Mặc kệ có thể hay không cầm tới, Xích Viêm Thảo, ta liền muốn tốt cho ngươi tốt. Tiêu Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, không nói gì nữa. Cái gọi là thế sự vô thường, lại cái gọi là thiên mệnh khó trái. Dù coi như mạnh như hắn Tiêu Phàm dạng này đại thuật sư, theo một ý nghĩa nào đó có thể nhìn rõ tương lai. Tại trong rất nhiều chuyện đều không thể làm gì. Những cái kia động một chút lại kêu gào nhân định thắng thiên, Tiêu Phàm chẳng qua là cảm thấy buồn cười mà thôi. Liền lên Yến Kinh tạo không ra một khối chính hắn cầm không nổi tảng đá. Người bình thường, cũng dám nói ra dạng này không biết trời cao đất rộng lời nói tới. Ông trời chú định ngươi là kết cục như vậy, ngươi chính là lại tâm cao khí ngạo, lại có 10.000 cái không cam tâm, cũng chỉ có thể tiếp nhận, không có nửa điểm kháng cự chỗ trống. Cơ Khinh Xa thân thể mềm mại chậm rãi nhích lại gần, nhẹ nhàng dựa sát vào nhau tiến vào Tiêu Phàm trong ngực, đưa tay ôm eo của hắn, yên lặng, cũng không nói chuyện. Có rất nhiều tình ý, là không cần dùng ngôn ngữ thổ lộ. Biết rõ Nam Dương chi hành hung hiểm vô so, biết rõ muốn đối mặt chính là Ma Cưu Đại Quốc Sư cùng không cổ phái hơn 10 vị hàng đầu sư, một nước vô ý liền sẽ vạn kiếp bất phục, biết rõ Tiêu Phàm muốn Xích Viêm Thảo là lấy về vì Tân Lâm cứu mạng, Cơ Khinh Xa có 10.000 cái lý do không tới. Nàng lại không chút do dự liền lựa chọn cùng Tiêu Phàm đồng hành. Tâm tư của nàng, chính nàng minh bạch, Tiêu Phàm cũng minh bạch, không cần phải nói ra. Cơ Khinh Xa chỉ là tại Tiêu Phàm trong lồng ngực nhẹ nhàng một tựa, lập tức đứng thẳng người, nở nụ cười xinh đẹp, nói ta cho ngươi trả đi. Hoàng gia nhà này đãi khách biệt thự xa hoa phòng xếp, phối trí chi đầy đủ, không chút nào tại xa hoa khách sạn tổng thống phòng xếp phía dưới. Đồ uống trà đều có mấy bộ, nhìn qua tựa hồ cũng đồng dạng. Kỳ thật hiểu được trà đạo người, một chút liền có thể nhìn ra trong đó khác nhau. Cơ Khinh Xa cầm một bộ lĩnh nam nghệ thuật uống trà đồ uống trà tới, bày ra tại ô mộc trên bàn trà, triển khai nghệ thuật uống trà tư thế. Bóng đêm càng thâm, nhưng rõ ràng vẫn chưa tới lúc ngủ.
còn có khách sẽ tới bái phỏng. Tiêu Phàm lẳng lặng ngồi tại làm bằng gỗ ghế sofa bên trong, mắt nhìn Cơ Khinh Sa ngồi xổm ở nơi đó, mang mang lục lục, xanh thẳm ngón tay có chút phỉnh lên, Tiêu Phàm không thể không thừa nhận, cả đời này chưa bao giờ thấy qua xinh đẹp như vậy, như thế rung động lòng người tay hoa. Nhìn Cơ Khinh Sa trà, cùng nhìn nàng xuống bếp đồng dạng, tuyệt đối là một loại khó nói lên lời hưởng thụ. Thật giống như vừa rồi kia nhìn thoáng qua ôm, lại làm cho người dư vị vô tận. Nếu như nói thế gian có tuyệt đại vưu vật, Cơ Khinh Sa không thể nghi ngờ là được. Tân Lâm, Uyển Thiên Thiên, thậm chí Azelena, Trần Dương, Phương Du Mỹ, đều là khó gặp đại mỹ nữ, đều có các đặc sắc. Luận tướng mạo luận dáng người, Cơ Khinh Sa chưa hẳn so với các nàng càng hơn một bậc, nhưng luận đến nữ nhân hương vị, cũng tuyệt đối là Cơ Khinh Sa đủ nhất. Cơ Khinh Sa rõ ràng là danh chấn tứ phương nữ cường nhân, cửa sắt thành phố thế giới ngầm chân chính trung cực trọng tài, lại vẫn cứ lại dạng này nữ nhân vị mười phần. Loại cảm giác này, vốn là kỳ diệu phi thường, có lẽ có thể xưng là tuyệt đại vưu vật nữ nhân, đều là đặc biệt như vậy. Chinh phục dạng này nữ nhân, là rất cường đại nam nhân cả một đời trung cực mộng tưởng. Thậm chí ngay cả Tiêu Chân Nhân ở sâu trong nội tâm, cũng giữa bất chi bất giác lên một tia biến hóa khác thường, ngay cả Tiêu Phàm chính mình cũng chưa từng phát giác. Lượn lờ thanh hương, ở trong phòng dần dần bay lên, Cơ Khinh Sa đem một chén vàng óng nước trà nhẹ nhàng bày ra tại Tiêu Phàm trước mặt. Khó được bộ này thời gian chuẩn bị, cũng là cực phẩm trà minh tiền trà. Hoàng gia không hổ là Lạc gia thành bốn người đại hoa gia tộc đứng đầu, nội tình thâm hậu. Coi như ở xa cái này man hoang nước ngoài, vẫn như cũ bảo lưu lấy 10 điểm thuần chính hoa hạ truyền thừa. Tiêu Phàm nâng chung trà lên, nhẹ khẽ nhấp một miếng, vừa cười vừa nói, trà là trà ngon, bất quá cùng tưởng tượng của ta bên trong, còn có như vậy một chút điểm sai đừng. Khác biệt, cái gì khác biệt, Tiêu Phàm nhìn một chút nàng kiều mị tận xương khuôn mặt, cười mà không nói. Trà là trà ngon, thế nhưng là còn không xứng với trà người. Cơ Khinh Sa nháy mắt liền hiểu được, không khỏi gương mặt xinh đẹp xinh hà. Không nghĩ tới Tiêu Chân Nhân cũng sẽ có nói đùa thời điểm, cứ việc cái này trò đùa mở như thế mịt mờ. Nhưng ít ra, đây là một loại đặc biệt không giống bình thường. Trước đó, là Cơ Khinh Sa tại danh mãnh trêu chọc Tiêu Phàm, Tiêu Phàm từ đầu đến cuối không có cái gì đáp lại, thậm chí còn có từng điểm không có ý tứ, cánh tay đều là cứng đờ. Hiện tại, Tiêu Phàm rốt cục đáp lại, cái này liền mang ý nghĩa, quan hệ giữa bọn họ, càng tiến vào một tầng. Nếu như Cơ Khinh Sa đối mặt chính là nam nhân khác, căn bản liền khỏi phải phiền toái như vậy, đừng bảo là nàng có chỗ biểu thị, liền xem như lạnh lùng như băng, tránh xa người ngàn dặm, những nam nhân kia hay là sẽ trăm phương ngàn kế nhìn trước gót chân nàng góp, nghĩ hết tất cả biện pháp lấy nàng niềm vui. Tiêu Phàm không phải nam nhân khác, như thế một điểm biến hóa rất nhỏ, đã đầy đủ Cơ Khinh Sa vui vẻ thỏa mãn. Tiếp tục phát triển tiếp, khẳng định còn sẽ có tiến một bước đột phá. Đối với tương lai đột phá, Cơ Khinh Sa trong lòng tràn đầy mơ hồ chờ mong. Không khí trong phòng, trở nên có mấy phần đặc biệt. Hạnh phúc vĩnh viễn là ngắn ngủi, loại này đặc biệt bầu không khí, rất nhanh liền bị người đánh gãy. Vô lượng thọ phúc, một tiếng trầm thấp hùng hậu đạo hiệu bỗng nhiên truyền đến. Tiêu Phàm nguyên bản buông xuống song nghi, bỗng nhiên dương lên, Cơ Khinh Sa càng là lập tức đứng dậy. Hai người tương hỗ liếc nhau một cái, đêm khuya trước tới bái phỏng vị đạo trưởng này, nội lực thật thâm hậu. Chương 454, Nguyên Thành Chân Nhân. Từ tiếng bước chân phán đoán, đến hai người, trong đó một vị, là Hoàng Cao Huy. Vô luận là ai tiếng bước chân hoặc là tiếng nói, chỉ cần nghe qua một lần, Tiêu Phàm liền có thể một mực ghi nhớ. Hoàng Cao Huy đi tại đạo nhân sau lưng, hắn là Hoàng gia đại thiếu, Hoàng gia nói chuyện thường vụ thực tế người phụ trách, trong nhà mình, lại lễ nhượng đạo nhân phía trước, đạo nhân này thân phận, khẳng định không đơn giản. Mà đi phía trước bên cạnh đạo nhân, tiếng bước chân cơ hồ nhỏ khó thể nghe, nếu không phải Tiêu Phàm Cơ Khinh Sa đều là đại cao thủ, người bình thường tuyệt đối nghe không được. Vô lượng thọ phúc, Tiêu cư sĩ, Cơ cư sĩ, bần đạo nguyên thành, đêm khuya quấy dày, mời hai vị cư sĩ đừng nên trách. Nói người đi tới cửa, dừng bước lại, chậm rãi nói, trong giọng nói chính bình thản, không mang mảy may lệ khí. Cơ Khinh Sa giật nảy cả mình, hạ giọng đối Tiêu Phàm nói, là Ngọc Dương quan trụ trì chân nhân, Lạc gia thành Long môn phái trưởng giáo nguyên thành tử. Thân phận này, chẳng khác gì là Lạc gia thành đạo giáo lãnh tụ, cũng chính là Lạc gia thành người hoa lãnh tụ tinh thần. Tiêu Phàm gật gật đầu, cao giọng nói, cho mời nguyên thành chân nhân. Phòng khách đại môn bị nhẹ nhàng đẩy ra, một tên mão vàng áo choàng lão đạo sĩ, tại Hoàng Cao Huy cùng đi, chậm rãi đi vào cửa tới. Tên này lão đạo sĩ, tóc hoa râm, dưới hàm ba chòm râu dài,
cũng là cho màu trắng, nhìn qua niên kỷ tại 6-70 tuổi ở giữa, dung mạo hiền lành, lực tương tác 10 phần. Chỉ nhìn tướng mạo, cho dù ai cũng sẽ không đem hắn cùng võ lâm cao thủ liên hệ với nhau. Chỉ có cùng là đại cao thủ, mới có thể nhìn ra được, lão đạo sĩ này hai mắt đóng mở ở giữa, thần quang trầm tĩnh, cho thấy phải nội lực cực kỳ thâm hậu. Tiêu cư sĩ, Cơ cư sĩ, vừa thấy được Tiêu Phàm cùng Cơ Khinh Xa, Nguyên Thành Tử hai mắt khẽ híp một cái. Đánh cái chắp tay, Nguyên Thành Tử đêm khuya qua tới bái phỏng trước đó, có quan hệ mấy vị này thần bí khách nhân lai lịch. Tự nhiên trước hết hướng Hoàng Dũng Huy cẩn thận hiểu rõ một phen. Cứ việc Hoàng gia vị này nhị thiếu, thật là cái con mọt sách. Một phen nói đến dây dưa dài dòng, thật không minh bạch, nhưng mấu chốt thuyết minh lại là rất rõ ràng. Căn cứ Hoàng Dũng Huy miêu tả, Tiêu Phàm là cái hàng đầu sư. Tại toàn bộ rơi giả bang, người Hoa hàng đầu sư cũng không phải tuyệt vô cận hữu, chỉ là tướng so thổ dân hàng đầu sư, số lượng muốn ít hơn nhiều. Như thế một vị thần bí trẻ tuổi người Hoa hàng đầu sư bỗng nhiên chủ động tìm tới Hoàng gia, khẳng định có nguyên nhân, nhất định phải trong đêm làm rõ ràng. Biết được đối phương thế mà là hàng đầu sư về sau. Dù là Hoàng Cao Huy dũng khí rất hào, cũng không dám lại lẻ loi một mình trước tới bái phỏng, cũng may có Nguyên Thành chân nhân tự mình tọa chấn, cũng là khỏi phải quá mức sợ hãi. Nhưng Nguyên Thành tử vừa thấy được Tiêu Phàm cùng Cơ Khinh Xa, liền rất bén nhạy ý thức được, Hoàng Dũng Huy miêu tả xảy ra vấn đề, chí ít là không hoàn chỉnh. Tiêu Phàm có phải là hàng đầu sư còn khó xác định, nhưng hắn cùng Cơ Khinh Xa, đều 100% là võ thuật cao thủ. Mà lại là đỉnh tiêm cái chủng loại kia, Nguyên Thành tử một chút liền có thể nhìn ra, nhất là Tiêu Phàm, hai mắt thần quang lấp lóe, trên mặt bảo quang oánh oánh, ẩn ẩn lưu chuyển không thôi. Nguyên Thành tử cả đời này, chỉ có tuổi trẻ thời tiết, tại Long Môn phái lại đến thay mặt trưởng giáo, sư tổ của hắn Đan Hà chân nhân trên thân cảm thụ qua dạng này khí tức. Đan Hà chân nhân một tay sáng lập Ngọc Dương Quan, là công nhận Long Môn phái Lạc Già Thành chi mạch kiệt xuất nhất truyền nhân, nội công tu vi thâm bất khả trắc, nghe nói đã tu luyện tới trong truyền thuyết Tam Hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên cảnh giới. Nhưng lúc kia, Đan Hà chân nhân đã cổ hy cao tuổi, chuyên cần khổ luyện vượt qua 60 năm, luyện đến như thế cảnh giới cao thâm, có thể lý giải. Trước mắt Tiêu Phàm, nhiều nhất sẽ không vượt qua 30 tuổi, trẻ tuổi phải không tưởng nổi, chẳng lẽ cũng tu luyện tới Tam Hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên cảnh giới tối cao. Nguyên Thành tử thật muốn hoài nghi giác quan của mình ra mau bệnh. Duy nhất có thể khẳng định là Tiêu Phàm khẳng định không phải bản địa người Hoa. Lạc Gia Thành người Hoa thế hệ trẻ tuổi bên trong, ra dạng này tuyệt đỉnh đại cao thủ, thân là Hoa người lãnh tụ tinh thần Nguyên Thành tử không có khả năng hoàn toàn không biết gì. Nguyên Thành chân nhân, Tiêu Phàm khẽ khom người hoàn lễ. Chân nhân chi danh hào, tuyệt không dám nhận. Tiêu cư sĩ mời gọi thẳng bần đạo đạo hiệu. Chân nhân quá khách khí. Nguyên Thành chân nhân mời ngồi. Hoàng tiên sinh mời ngồi. Tiêu Phàm mỉm cười mời. Nguyên Thành tử cùng Hoàng Cao Huy liếc nhau. Ngay tại trước khai trà ngồi xuống. Hoàng Cao Huy lần nữa hướng Tiêu Phàm gửi tới lời cảm ơn, Tiêu tiên sinh, đệ đệ ta đã đem tình huống đều nói với ta, phi thường cảm giác tạ Tiêu tiên sinh cùng bằng hữu của ngài trượng nghĩa xuất thủ, không phải đệ đệ ta tối nay thật sẽ rất phiền phức. Tiêu Phàm khoát tay áo, nói, sự tình có trùng hợp, nói đến, Hoàng Nhị Thiếu cũng coi là thụ vạ lây. Cái kia Lâm Mỗ người cùng mấy cái bản địa thổ dân, nguyên vốn không phải hướng về phía lệnh đệ đến. Coi như lệnh đệ không liên lụy trong đó, chúng ta cũng giống vậy sẽ ra tay giáo huấn mấy người kia. Hoàng Cao Huy nhẹ gật đầu, cái này Tiêu Phàm quả nhiên khí quyển, cũng không dùng cái này giành công, hướng Hoàng gia lấy lòng. Bất kể nói thế nào, chúng ta đều rất cảm giác tạ Tiêu tiên sinh cùng bằng hữu của ngài nhóm. Tiêu tiên sinh, nói đến cũng thật là rất trùng hợp, có lẽ là đệ ta nghe lầm, hắn lại còn nói, cùng các ngươi cùng nhau vị kia Phạm tiên sinh, là Phạm gia trước kia thiếu gia Phạm Nhạc tiên sinh. Ha ha. Hoàng Cao Huy miệng bên trong đánh lấy ha ha, trên mặt lại không có chút nào tiếu dung, hai mắt thẳng vào tiếp cận Tiêu Phàm, thần sắc có chút khẩn trương. Mấy năm trước, Phạm gia duy nhất pháp định người thừa kế Phạm Nhạc bỗng nhiên mất tích, ngay tại chỗ người Hoa thượng tầng trong xã hội dẫn phát sóng to gió lớn. Làm người Hoa tứ đại gia tộc đứng đầu Hoàng gia, đối với chuyện này nhất là chú ý. Hoàng gia cùng Phạm gia quan hệ, cứ việc chưa nói tới cỡ nào mật thiết, nhưng một mực cũng chưa trở mặt, Phạm Nhạc mất tích. Phạm gia biến số quá lớn, tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến sau này thế lực vạch phân. Phạm Anh tiếp nhận Phạm Nhạc trưởng khống Phạm gia về sau, người Hoa thượng tầng xã hội cách cục quả nhiên vì đó đại biến, Phạm Anh không khách khí chút nào đem bàn tay hướng Hoàng gia truyền thống phạm vi thế lực, dần dần cùng Hoàng gia trở thành đối thủ cạnh tranh. Mấy năm qua, loại này cạnh tranh càng ngày càng nghiêm trọng, đoạn trước thời gian,
rốt cục triệt để không nể mặt mũi. Phạm Anh ỷ vào mình là hàng đầu sư, lại có không cổ phái cùng Zino giảm nhiều đầu sư chỗ dựa, hắc bạch hai đạo ăn sạch, vậy mà đem hoàng gia làm cho chỉ có sức lực chống đỡ, không có sức hoàn thủ. Triệt để vạch mặt về sau, càng là ngang nhiên đối hoàng gia gia trưởng Hoàng Thanh Vân xuống tay ác độc. Hoàng Cao Huy một phương diện muốn tiếp tục trưởng khống tập đoàn, đối ngoại làm ra hết thảy bình an dáng vẻ, một phương diện muốn tìm kiếm nghĩ cách cứu vãn lão phụ tính mệnh, một phương diện còn phải mật thiết đề phòng Phạm Anh tên điên kia tiến một bước đối với hắn và hoàng gia cái khác trọng yếu tộc nhân ra hại. Dù hắn lại thông minh tháo vát, ngắn ngủi mười mấy ngày kế tiếp, cũng là gân mệt kiệt lực, cả người đều gầy hốc hác đi. Còn tiếp tục như vậy, khỏi phải cùng Phạm Anh xuất thủ, chính hắn mệt mỏi cũng mệt mỏi đổ. Tại cái này trong lúc mấu chốt, nguyên bản tất cả mọi người coi là chết Phạm Nhạc, bỗng nhiên tại Lạc Già Thành hiện thân, sao không gọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Lấy Hoàng Cao Huy thông minh tài trí, lập tức liền ý thức được, nếu như cái này Phạm Nhạc là thật, như vậy, cái này chính là cải biến trước mắt hoàng gia bị động cục diện một nước mấu chốt quân cờ. Đương nhiên phải một mực nắm chặt cơ hội khó có này. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, nói, Hoàng tiên sinh, cái này Phạm Nhạc, chính là ngươi cho rằng cái kia Phạm Nhạc. Cái gì, mặc dù đã có nhất định tâm lý chuẩn bị, Hoàng Cao Huy hay là giật nảy cả mình, kém chút nhảy dựng lên. Ngay cả trầm tĩnh nghiêm nghị Nguyên Thành Tử, cũng song mi vén lên, tựa hồ đối với này cảm thấy kinh ngạc, nói Tiêu cư sĩ, chuyện này là thật. Tiêu Phàm cười cười, nhẹ nhàng gật đầu, Nguyên Thành Tử cùng Hoàng Cao Huy liếc nhau, đều có chút nửa tin nửa ngờ. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Phạm Nhạc đẩy cửa đi đến. Hoàng Cao Huy kìm lòng không đặng đứng lên, nhìn về phía Phạm Nhạc, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chi ý. Phạm Nhạc đối Hoàng Cao Huy hờ hững, sải bước đi đến Nguyên Thành Tử trước mặt, cúi người chào thật sâu, cao giọng nói, đệ tử Phạm Nhạc, bái kiến trưởng giáo sư bá. Phạm Nhạc bái tại Nguyên Thành Tử sư đệ Nguyên Cương Tử tọa hạ, là Ngọc Dương quan tục gia đệ tử. Bởi vì hắn thiên phú cực cao, rất được trưởng giáo Nguyên Thành Tử yêu thích, đã từng tự mình chỉ điểm qua hắn. Nếu không phải hắn là Phạm gia người thừa kế duy nhất, Nguyên Thành Tử thậm chí muốn để hắn xuất ra Ngọc Dương quan, thụ lấy y bát. Phạm Nhạc, thật là ngươi, Nguyên Thành Tử kinh ngạc vạn phân, ngay cả vội vươn tay đi đỡ, tiên thiên huyền công bay vọt mà ra, đem Phạm Nhạc bao vây lại. Phạm Nhạc quần áo phiêu nhiên nhi khởi, một cỗ hùng hậu nội lực phồng lên, chính là toàn chân đạo long môn phái đích truyền tiên thiên huyền công, cùng Nguyên Thành Tử tay trên tuôn ra kia cỗ kình lực nhẹ nhàng đụng một cái, liền lập tức thu về, theo Nguyên Thành Tử cỗ lực đạo kia đứng thẳng người lên. Không sai, người đúng là Phạm Nhạc. Phạm Nhạc dịch dung vẫn không có bỏ đi, bên ngoài đồng hồ cùng năm đó có khác biệt rất lớn. Nhưng cái này chính tông tiên thiên huyền công tuyệt không thể làm bộ. Nguyên Thành Tử thấm ngân trong đó mấy chục năm, có lẽ thời thế hiện nay, có người nội lực so Nguyên Thành Tử càng thêm thâm hậu, nhưng muốn tại tiên thiên huyền công bên trên lửa gạt qua hắn cảm nhận, tự nhiên tuyệt đối không thể. Mặc dù biết tiên thiên huyền công người không nhất định chính là Phạm Nhạc, nhưng mấy lần bên trong một góp, lại không nghi ngờ. Phạm Đại Thiếu, người tốt, Hoàng Cao Huy lập tức hướng Phạm Nhạc vươn tay ra, tiếu dung chân thành. Phạm Nhạc cùng hắn nắm tay, thần sắc ngược lại cũng không phải 10 điểm bình thản. Chỉ tại trước mắt mà nói, hai người bọn họ có cùng chung địch nhân cần muốn đối phó, có trở thành bằng hữu hoặc là nói trở thành minh hữu cơ sở. Phạm Nhạc, người năm đó làm sao lại bỗng nhiên mất tích? Có phải là cũng cùng Phạm Anh có quan hệ? Cùng hai người hàn huyên hai câu, Nguyên Thành Tử liền không kịp chờ đợi hỏi. Năm đó Phạm Nhạc ly kỳ mất tích, tất cả mọi người truyền ngôn nói vị này Phạm gia đại thiếu đã gặp bất trắc, sau đó Phạm Anh xuất trưởng Phạm gia, các loại đảo hành nghịch thi, Nguyên Thành Tử liền có suy đoán như vậy. Thực tế Phạm Anh động cơ quá rõ ràng, phải chỗ tốt cũng quá lớn. Chỉ là tìm không thấy Phạm Nhạc đến đối chất nhau, lại có hoài nghi cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Phạm Nhạc hướng Nguyên Thành Tử khom người, nói, đúng vậy, sư bá. Năm đó ta bên trong Phạm Anh máu hàng chi thuật, vốn là muốn đi Ngọc Dương quan hướng sư phụ cùng sư bá cầu cứu, Phạm Anh đã sớm nghĩ tới điểm này, phái người trên đường chờ lấy, muốn chặn giết ta. Ta chỉ có thể đi Hoa Nhân Đại học tìm bằng hữu của ta hỗ trợ. Phạm Anh máu hàng rất lợi hại, ta tất phải lập tức rời đi Lạc Già Thành mới có thể bảo trụ tính mệnh. Phạm Nhạc thuyết minh sơ qua một chút tình huống, bởi vì sợ Phạm Anh biết hắn còn chưa có chết, mấy năm này, Phạm Nhạc không dám tiếp tục cùng trước kia bất luận cái gì người quen thân thích liên lạc, chỉ có thể cách Lạc Già Thành xa xa, mai danh ẩn tích. Lần này quay về cố hương, nếu không phải cơ duyên xảo hợp, Phạm Linh gặp được phiền phức, mà lại đạt được Tiêu Phàm cho phép, Phạm Nhạc cũng vẫn là sẽ không tùy tiện xuất thủ, bại lộ thân phận.
Chương 455, mệnh trung quý nhân. Đã người bên trong Phạm Anh máu hàng chi thuật, vì cái gì hiện tại lại trở về rồi? Chẳng lẽ, Nguyên Thành chân nhân nhìn qua hắn, có chút nghi ngờ nói. Phạm Nhạc lập tức giải đáp nghi vấn của hắn, đúng vậy, sư bá. Ta bên trong máu hàng đã giải hết, cái gì, giải hết rồi. Hoàng Cao Huy không khỏi một tiếng kinh hô, mặt mũi tràn đầy đều là không dám tin thần sắc. Ở nơi nào giải hết, ai giúp ngươi giải hết? Tại Nam Dương, rơi hàng đầu thường xuyên nghe tới, nhưng giải hàng đầu loại sự tình này, nghe nói thật đúng là không nhiều. Hàng đầu thuật nếu có thể bị tùy tiện hóa giải, cũng sẽ không người người nghe đến đã biến sắc. Tiêu Phàm cười cười, nói, Hoàng tiên sinh, chúng ta giúp hắn giải hết. À, đúng, nghe nói Tiêu tiên sinh cũng là một vị giảm nhiều đầu sư. Hoàng Cao Huy vội vàng nói, trên mặt kính sợ lại nhiều một phân. Mỗi cái hàng đầu sư pháp thuật đều có mình độc đáo chi bí, dùng thuốc gì, cái gì cổ, làm sao rơi hàng, hàng đầu sư mình không nói, người khác rất khó biết. Có thể vì hắn nhân hóa giải hàng đầu thuật, nhất định là giảm nhiều đầu sư, công lực ở xa rơi hàng đầu sư phía trên, mới có thể phá thiên cơ, hóa giải hàng đầu. Phổ thông hàng đầu sư là bất lực, Tiêu Phàm mỉm cười nói, Hoàng tiên sinh. Có thể hóa giải hàng đầu thuật, không nhất định chỉ có hàng đầu thuật. Chúng ta tổ tông truyền thừa xuống rất nhiều pháp môn, đều có thể có tác dụng. Tỷ như đạo gia đại đức cao nhân, liền có loại này năng lực. Nói, liền liếc Nguyên Thành chân nhân một chút, Nguyên Thành tử tuyên một tiếng đạo hào, nói Tiêu cư sĩ, không nói gạt ngươi, chúng ta Long môn phái truyền thừa, đối với hàng đầu thuật đề phòng, hay là có nhất định nghiên cứu. Nhưng là hóa giải, liền hoàn toàn không phải một cái khái niệm, phổ thông hàng đầu thuật. Đương nhiên không có vấn đề quá lớn. Nhưng mà lợi hại hàng đầu thuật, muốn hóa giải, sẽ không có dễ dàng như vậy. Một nước vô ý, chẳng những hàng đầu giải không xong, ngay cả hóa giải người tự thân cũng sẽ gặp phiền phức lớn. Thực tế là bởi vì, hàng đầu thuật thiên biến vạn hóa, không phải rơi người đầu hàng bản nhân, những người khác là rất khó tìm tới căn nguyên. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, nói chân nhân, xin thứ cho ta vô dáng. Không biết Hoàng Thanh Vân tiên sinh, bên trong là cái gì hàng đầu. Hoàng Cao Huy song mi bỗng nhiên dương lên, nhìn về phía Tiêu Phàm trong ánh mắt. Tràn đầy cảnh giác chi ý, Nguyên Thành tử cũng thần tình nghiêm túc, không khách khí chút nào hỏi, Tiêu cư sĩ làm sao biết Hoàng cư sĩ bên trong hàng đầu. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, nói từ Hoàng nhị thiếu tướng mạo bên trên liền có thể nhìn ra được. Hiện tại Hoàng đại thiếu tướng mạo cũng là như thế này, vậy thì càng thêm rõ ràng. Chỉ là kỳ quái là, hai vị công tử tướng mạo đều rõ ràng như vậy. Trong phủ ngược lại là không có cái gì dị thường. Nghĩ đến là bởi vì Nguyên Thành chân nhân ở đây. Theo lý thuyết, Hoàng Thanh Vân bên trong hàng đầu thuật không hề tầm thường, ngay cả hắn hai đứa con trai tướng mạo bên trên đều có rõ ràng biểu hiện, như vậy Hoàng phủ bên trong. Càng thêm hẳn là tà khí trùng thiên mới là, ai ngờ lại yên lặng, hết thảy như thường. Đoán chừng là Nguyên Thành tử thi pháp, đem hàng đầu thuật tà khí giam cầm lại. Hàng đầu thuật tại thân nhân tướng mạo bên trên loại này biểu hiện. Cũng có thời gian hạn chế. Phạm Nhạc lần thứ nhất cùng Tiêu Phàm gặp mặt lúc, bên trong hàng đầu thuật đã nhiều năm, huyết độc ở trong cơ thể hắn ẩn núp đi, ẩn mà không hiện. Tự nhiên tướng mạo bên trên liền không có cái gì dị thường. Hoàng Thanh Vân hẳn là gần đây bị người ám toán, Nguyên Thành tử lấy làm kinh hãi, lập tức ngồi thẳng người. Trên dưới dò xét Tiêu Phàm một chút, nói Tiêu cư sĩ vậy mà là người trong đồng đạo. Xem tướng đoán mệnh loại chuyện này. Đối với một vị đạo sĩ mà nói, tự nhiên không xa lạ chút nào. Nguyên Thành tử bản thân cũng là đạo này cao thủ, nhưng từ Hoàng gia nhị tử tướng mạo bên trên suy đoán ra Hoàng Thanh Vân bên trong hàng đầu thuật, cái này liền không cao bình thường sáng tỏ. Tiêu Phàm tướng thuật chi tinh, chỉ sợ có rất ít người có thể so ra mà vượt. Chí ít Nguyên Thành tử tự nhận không có dạng này tiêu chuẩn. Bất quá tạm thời Nguyên Thành tử cũng chỉ là nửa tin nửa ngờ. Ai biết Tiêu Phàm có phải là thật hay không có thể từ Hoàng Cao Huy Hoàng Dũng Huy huynh đệ tướng mạo bên trên nhìn ra mánh khóe, hay là từ cách khác biết Hoàng Thanh Vân bên trong hàng đầu sự tình, cố ý chạy đến nơi đây đến giả thần giả quỷ. Cứ việc Tiêu Phàm nhìn qua quang minh lẫm liệt, ánh mắt thuần khiết, không giống như là diệt lừa dối người, nhưng thời kỳ phi thường, hay là cẩn thận một chút vi diệu. Cơ Khinh Sa mỉm cười nói, Nguyên Thành chân nhân, luận đến thuật pháp bên trên tạo nghệ, chỉ sợ trong thiên hạ. Không có mấy người càng tại Tiêu Phàm phía trên. Ngữ khí bình thản, nhưng kia cỗ mơ hồ ngạo khí, lại là tự nhiên mà vậy mang ra ngoài. Nguyên bản nói chính là sự thật. Chân nhân, Hoàng tiên sinh, nếu như thuận tiện, ta nghĩ đi trước bái phỏng một chút Hoàng phủ quân. Hoàng Cao Huy liền nhìn về phía Nguyên Thành tử,
hiển nhiên là hết thảy duy như thiên lôi sai đâu đánh đó ý tứ. Nguyên thành tử ngược lại là không thế nào do dự, lập tức gật đầu đáp ứng tốt, ta cũng đang có ý này. Tiêu cư sĩ là cao nhân, chúng ta mời cũng không mời được đâu. Có lẽ đây chính là thanh vân cơ duyên to lớn đến. Tiêu cư sĩ, mời. Từ nguyên thành tử đối hoàng thanh vân xưng hô đến xem, lẫn nhau quan hệ trong đó vô cùng mật thiết. Cơ khinh xa cùng phạm nhạc đều là âm thầm gật đầu. Lão đạo sĩ này quả nhiên là vô cùng có quyết đoán người. Đã tiêu phàm đều đã ở tiến vào hoàng phủ, lại cho thấy đại thuật sư thân phận, là bạn là địch, ngay tại hoàng gia một ý niệm. Hoàng gia nếu là tiểu bên trong hẹp hòi, tránh xa người ngàn dặm, chỉ sợ cũng sẽ đắc tội cao nhân. Dù sao hoàng thanh vân đã trúng hàng đầu, tình hình nguy ngập, còn không bằng tác họ hào phóng một chút, coi như tiêu phàm không có hảo ý, nếu không được là đối hoàng thanh vân bệnh tình không có trợ giúp gì, còn có thể hỏng đi nơi nào. Có nguyên thành đạo người loại này đại cao thủ tỏa chấn, cũng khỏi phải cẩn thận quá mức cẩn thận. Lập tức nguyên thành tử tự mình dẫn đường, tiêu phàm, cơ khinh xa, phạm nhạc bọn người theo sát ở phía sau, hướng trong trạch viện mặt khác một ngôi biệt thự đi đến. Về phần phạm linh cùng hoàng dũng huy, lại là không cần dính vào. Cái này trạch viện thiết kế phải cực có ý cảnh, cầu nhỏ nước chảy, hoa kính khúc chiết, nhất là trời tối người yên thời điểm, tại nhàn nhạt dưới ánh trăng, càng lộ ra thanh tĩnh xa xăm. Hoàng Thanh Vân ở khác một ngôi biệt thự, đề phòng liền muốn so tiêu phàm bọn hắn ở khách xá muốn xâm nghiêm nhiều. Súng ống đầy đủ tại cửa ra vào đứng gác mấy tên bảo tiêu, tự nhiên cũng không để tại tiêu phàm cùng trong mắt người. Những người hộ vệ này, phòng bị người xâm nhập không có vấn đề, nhưng muốn bảo vệ tốt thuật pháp đại sư, bất quá là trắng nói nằm mơ thôi. Chân chính lực lượng phòng ngự, ẩn núp trong bóng tối, nhìn không thấy, lại có thể cảm giác được. Tiêu phàm lấy giác quan thứ 6 tùy tiện quét qua. Chỉ tại trong biệt thự bên ngoài phát giác được 5 tên trở lên cao thủ, ẩn ẩn có pháp lực ba động, cho thấy phải đều là hiểu được thuật pháp thuật sư, khí tức cùng nguyên thành tử nhất trí, nghĩ đến khẳng định là Ngọc Dương Quan môn nhân đệ tử. Hoàng Thanh Vân bị người ám toán về sau, khẩn cấp từ Ngọc Dương Quan điều đến nơi đây. Hàng đầu thuật cố nhiên lợi hại, quỷ dị phi thường, lại không phải hoàn toàn không thể đề phòng. Nhất là thuật pháp cao minh đạo sĩ hoặc là hòa thượng, đều có biện pháp để tránh bị hàng đầu thuật tổn thương. Đương nhiên, cái này cũng tùy từng người mà khác nhau. Nếu như gặp phải chính là ma cưu đại quốc sư như thế một cùng một siêu cấp giảm nhiều đầu sư, như vậy lại thuật pháp cao minh đạo sĩ hòa thượng, cũng không dám khoe khoang có tự tin 100% có thể làm cho đối phương hàng đầu thuật không dùng võ chi lực. Chỉ là tu vi đến ma cưu đại quốc sư mức này, trong thiên hạ đáng giá hắn thân tự xuất thủ đi đối phó người, cũng thực tế là không nhiều. Thật có cái này tư cách người, bản thân cũng sẽ vô cùng ghê gớm, tuyệt không dễ chọc. Trừ ẩn núp trong bóng tối đạo môn cao thủ, tiêu phàm còn tại bên ngoài biệt thự bên cạnh phát giác được một cái cự đại pháp trận. Bằng pháp trận khí tức phán đoán, hẳn là toàn chân đạo cửu cung bát quái trận. Cửu cung bát quái trận là so khá thường gặp trận thế, nhưng mà nếu là từ thuật pháp cao thâm người bố trí ra, uy lực cực lớn. Cái này cửu cung bát quái trận mang theo tươi sáng long môn phái khí tức, tự nhiên cũng là nguyên thành tử chỗ bố trí. Mà lại pháp lực ba động cực mạnh mẽ, rõ ràng là trước đây không lâu mới bày xuống đến. Phổ thông tà pháp yêu thuật, muốn đột phá cái này cường đại cửu cung bát quái trận xâm nhập tiến đến, trên cơ bản không có khả năng. Khó trách tiêu phàm tại trong trạch viện không có phát giác được hàng đầu thuật khí tức tà ác, đều là cái này cửu cung bát quái trận công lao. Đi tiến vào biệt thự về sau, tiêu phàm dưới chân bỗng nhiên có chút dừng lại, ngẩng đầu đánh giá chung quanh thêm vài lần, mũi thở hấp động, song mi nhẹ nhàng nhào lên. Tựa hồ phát giác được cái gì kỳ quái sự vật. Nguyên thành tử cũng dừng bước, bất động thanh sắc hỏi, tiêu cư sĩ. Chốc lát, tiêu phàm thoảng qua gật đầu, nói, thật là lợi hại máu hàng chi thuật. Nguyên thành tử biến sắc, hỏi, tiêu cư sĩ có gì phát giác. Tiêu phàm quay đầu nhìn hắn một cái, nhẹ nói, chân nhân, cái này cửu cung bát quái trận, là chân nhân tự tay bố trí. Nguyên thành tử không khỏi khe khẽ thở dài, nói, tiêu cư sĩ ngay cả cái này cũng nhìn ra rồi. Cái này tiêu phàm, tuổi còn trẻ, chẳng những nội công tuyệt đỉnh, hơn nữa còn là một cái thuật pháp cao thủ, hiện tại xem ra, hắn đối trận pháp chi đạo, vậy mà cũng tinh thông vô so. Quả nhiên là trường giang sóng sau đè sóng trước, một đời người mới thắng người cũ. Vẻn vẹn thiên tài hai chữ, đã không cách nào hình dung. Thuật pháp giới lúc nào ra lợi hại như vậy cao thủ trẻ tuổi. Cửu cung bát quái trận là nhất đường đường chính chính đạo môn đại trận, uy lực cực mạnh. Tại pháp trận này uy lực bao phủ phía dưới, cái này huyết độc tà khí hay là bốn phía khuếch tán ra đến, chỉ muốn ra bên ngoài bên cạnh mở rộng. Cái này máu hàng chi thuật,
không khỏi quá tà ác. Bình thường hàng đầu sư, cũng sẽ không luyện chế dạng này tà ác máu hàng. Xem ra thì pháp cái này hàng đầu sư, đã hoàn toàn đi vào tà đạo. Nhưng là cứ như vậy, hàng đầu thuật uy lực cố nhiên tăng nhiều, chẳng lẽ hắn liền không có chút nào sợ phản phệ a? Tiêu Phàm có chút kinh ngạc nói, cái này rất giống người luyện võ, kiếm tẩu thiên phong, một mực truy cầu đả thương người uy lực, lại đem tự thân phòng ngự trí chi không để ý. Một khi đụng phải cao thủ chân chính, đả thương người không thành, mình liền vô cùng nguy hiểm. Lựa chọn loại phương pháp này người, bình thường đến nói, họ cách đều 10 điểm cố chấp, thậm chí sẽ có chút điên cuồng. Loại này hàng đầu sư, mặc dù lợi hại, thế nhưng là tự thân sơ hở cũng nhất định rất nhiều. Nguyên thành tử không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nhẹ nhàng vỗ tay một cái, mặt mũi tràn đầy ý vui mừng, nói Tiêu cư sĩ nói đến lại đối cũng không có, cùng cái nhìn của ta hoàn toàn tương tự. Tiêu cư sĩ quả nhiên là một đời tông sư tiêu chuẩn. Ta cho Thanh Vân thôi diễn tướng mệnh, mặc dù dưới mắt gặp nạn, cuối cùng sẽ có quý nhân tương trợ, gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành tường. Xem ra vị này quý nhân, liền ứng tại Tiêu cư sĩ trên thân. Tiêu cư sĩ, mời. Chương 456, người trong chốn thần tiên. Mệnh trung chú định sẽ có quý nhân tương trợ hoàng phủ quân Thanh Vân tiên sinh, trước mắt xem ra, tình hình coi là thật 10 điểm không ổn. Hoàng Thanh Vân nằm ở trên giường, ngược lại là mặc đồ ngủ, hóa trang coi như chỉnh tề. Bất quá nhìn kỹ, liền có thể phát hiện, vị này lạc già thành người Hoa xã hội tai to mặt lớn, giới kinh doanh lãnh tụ, kỳ thật không phải ngoan ngoãn nằm, mà là bị trói trên giường. Hoàng Thanh Vân trên mặt, tất cả đều là lít nha lít nhít chấm đỏ, tình trạng cùng bệnh mề đay có chút cùng loại, nhưng điểm đỏ nhan sắc muốn diễm lệ được nhiều, thật giống như từng giọt máu tươi, tùy thời chuẩn bị xuyên thấu làn da, bắn ra tới. Hoàng Thanh Vân thậm chí, trên giường không ngừng vặn vẹo, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, hai tay không ngừng nắm tay lại buông ra, tựa hồ dốc hết toàn lực muốn tránh thoát dây thừng trói chặt. Ngứa, ngứa a, Hoàng Thanh Vân khàn giọng gọi, trên cổ gân xanh nổi lên, đối với đi vào cửa đến Nguyên Thành Tử, Tiêu Phàm một nhóm người, nhìn như không thấy. Hai tên người khoác đạo bào ba mười mấy tuổi nữ tử, liền đứng tại Hoàng Thanh Vân bên giường, một mặt lực bất tòng tâm thần sắc. Không hề nghi ngờ, trói chặt Hoàng Thanh Vân tay chân, chính là ngăn cản hắn đi bắt ngứa, loại này hàng đầu thuật mang tới ngứa lạ, căn bản cũng không phải là nhân lực có thể ngăn cản, chỉ cần Hoàng Thanh Vân hai tay một được tự do, chỉ sợ trong khoảnh khắc, hắn liền muốn đem mình tóm đến da chóc thịt nát, vô cùng thê thảm. Bình thường hộ lý nhân viên, nhìn thấy tình hình như vậy, nơi nào còn dám ở tại trong gian phòng đó, coi như cho lại nhiều tiền, cũng không ai dám ở chỗ này phục thị Hoàng Thanh Vân. Một khi bị hàng đầu thuật dính vào, tiền lại nhiều thì có ích lợi gì, vô mệnh hưởng dụng. Cái này hai tên đạo cô, tự nhiên cũng là Nguyên Thành Tử môn nhân đệ tử, chuyên từ Ngọc Dương Quan điều tới, tu vi không kém. Sư phụ, gặp một lần Nguyên Thành Tử vào cửa, hai tên đạo cô liền vội vàng nghênh đón, chắp tay thi lễ. Ánh mắt lại chỉ ở Tiêu Phàm cơ khinh xa phạm nhạc bọn người trên mặt liếc nhìn. Làm sao khuya khoát, sư phụ mang cái này rất nhiều ngoại nhân tiến đến. Hoàng Thanh Vân dưới mắt bộ dáng này, có cái gì tốt tham quan? Cha đai, người không sao. Hoàng Cao Huy là cái hiếu tử, nhìn thấy phụ thân như vậy khó chịu bộ dáng, cũng bất chấp những thứ khác, ba chân bốn cẳng chạy tới, tại trước giường quỳ xuống, cầm Hoàng Thanh Vân bàn tay. Khẩn cấp hỏi, hai mắt đều là vẻ lo âu. Ngứa, ngứa, Cao Huy, bắt một chút, cho ta bắt một chút. Hoàng Thanh Vân ý thức rất thanh tỉnh, một chút liền đem Hoàng Cao Huy nhận ra được, lập tức cầm thật chặt nhi tử tay. Tê Thanh khiếu đạo, cha đai, ngươi nhịn một chút. Hoàng Cao Huy nước mắt lập tức liền phun ra ngoài, mặt mũi tràn đầy thê thảm đau đớn chi ý, lại vô luận như thế nào không dám đưa tay đi cho phụ thân bắt ngứa. Rất rõ ràng, đây không phải đường giải quyết, vạn nhất đem làn da cào nát, lại đồng phát lây nhiễm cái gì, tình huống sẽ càng thêm hỏng bét. Cao Huy, bắt một chút, liền bắt một chút. Hoàng Thanh Vân đau khổ cầu khẩn. Thanh Vân, Nguyên Thành Tử bước nhanh đến phía trước, khẽ quát một tiếng. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, thất thúc, van cầu ngươi, giết ta, rất khó chịu. Hoàng Thanh Vân lập tức liền chuyển hướng Nguyên Thành Tử, lớn tiếng cầu khẩn nói, trong hai mắt, có từng điểm huyết thủy chảy ra. Lại nguyên lai Nguyên Thành Tử cũng là hoàng gia người, hay là Hoàng Thanh Vân trưởng bối. Khó trách đối hoàng gia như thế tận tâm tận lực, thậm chí đem Ngọc Dương Quan lực lượng tinh nhuệ đều điều đến hoàng gia đến. Nếu không, cái kia dược hoàn lại cho ta ăn một viên. Nguyên Thành Tử song mi nhíu chặt, lại là 10 điểm kiên định lắc đầu, nói, không được.
Cái kia dược hoàn thuần túy là uống rượu độc giải khát. Mỗi ăn nhiều một viên, trong cơ thể ngươi tiềm lực liền tiêu hao nhiều hơn một phân. Đến lúc đó, coi như có thể cho ngươi giải hết cái này hàng đầu, ngươi cũng lại biến thành một cái xác sống, khổ thân. Vậy, vậy giết ta, giết ta. Hoàng Thanh Vân bỗng nhiên ưỡn một cái thân thể, quát to lên. Hoàng tiên sinh, không nên gấp, biện pháp luôn luôn có thể nghĩ ra đến. Tiêu Phàm chậm rãi đi qua, chậm chậm nói. Ngươi là ai? Hoàng Thanh Vân đầu lệch ra, hung tợn tiếp cận Tiêu Phàm, tức giận kêu lên. Nguyên bản làm Lạc Gia thành người hoa giới kinh doanh lãnh tụ, Hoàng Thanh Vân là rất có phong độ, chỉ là đến cái này ngay miệng, cái gì phong độ cái gì khí chất, tự nhiên đều gặp quỷ đi. Tiêu Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, cong lại bắn ra, xùy một tiếng vang nhỏ, một nói chân khí vô hình bắn ra, từ Hoàng Thanh Vân huyệt thiên trung một bắn mà vào. Hoàng Thanh Vân lập tức nhẹ hừ một tiếng, toàn thân chấn động. Tiêu tiên sinh, Hoàng Cao Huy giật nảy cả mình, kêu lên, Nguyên Thành Tử vội vàng khoát tay chặn lại, ngừng lại hắn. Chỉ thấy Tiêu Phàm năm ngón tay luân chuyển, suy suy không ngừng bên tai, chân khí vô hình từng đạo bay ra, bắn thẳng đến Hoàng Thanh Vân thể nội. Bất quá thời gian qua một lát, liền điểm lượt Hoàng Thanh Vân quanh thân 27 chỗ đại huyệt. Nguyên bản không ngừng vặn vẹo giãy giụa, kiệt lực muốn tránh thoát trói chặt Hoàng Thanh Vân lập tức liền an yên tĩnh, một không thể động đậy được. Bất quá trên cổ vẫn như cũ gân xanh nổi lên, hiển nhiên trong cơ thể hắn ngứa lạ, cũng chưa hoàn toàn tiêu trừ. Chỉ là bị Tiêu Phàm cao minh vô so chế huyệt thuật chế trụ thân thể, không thể động đậy mà thôi. Lần này, chẳng những Nguyên Thành Tử cùng hai tên đạo cô giận xem líu lưỡi, tựa như trong mộng, ngay cả Cơ Khinh Sa Phạm Nhạc cũng nhìn nhau hãi nhiên. Cùng Tiêu Phàm làm cái này hứa lâu dài bằng hữu, cũng biết Tiêu Phàm khó lường, lại bây giờ không có nghĩ đến, thậm chí ngay cả cách không chế huyệt dạng này trong truyền thuyết thần công đều vận dụng tự nhiên, quả nhiên là thần hồ kỳ kỹ. Không phải tại xem tivi kịch, Lục Mạch Thần Kiếm, nhất quán trầm tĩnh Phạm Nhạc, nhịn không được tự lẩm bẩm. Đối với mọi người ánh mắt khiếp sợ, Tiêu Phàm không thèm để ý chút nào, cổ tay khẽ đảo, một chương màu vàng phù lục nổi lên, Tiêu Phàm tay phải bấm quyết, miệng lẩm bẩm, tại trên bùa chú họa một cái cổ quái đồ án. Phù lục phía trên vốn có chu sa đồ hình bỗng nhiên trở nên sáng lóng lánh, lóng lánh. Tật, Tiêu Phàm quát khẽ một tiếng, lóe sáng phù lục như thiểm điện bay ra, tại không trung hóa thành một đám lửa, khoảnh khắc đốt sạch, một cái máu tươi diễm lệ hỗn độn đồ án, ở giữa không trung tránh hiện ra, lóe lên phía dưới, liền bắn vào Hoàng Thanh Vân cái trán, lập tức chui vào trong cơ thể hắn không gặp. A, à, Hoàng Thanh Vân như bị sét đánh, bỗng nhiên rất thẳng người, hai tay 10 ngón xoát mở ra, răng cắn phải lạc lạc rung động. Cha đai, Hoàng Cao Huy gấp đến độ kêu to lên, thanh âm khàn giọng, đã đổi giọng. Thế nhưng là sau một khắc, kỳ tích liền xuất hiện, chỉ thấy Hoàng Thanh Vân trên mặt, trên cánh tay điểm đỏ dần dần bắt đầu trở thành nhạt, bất quá thời gian uống cạn nửa chén trà, liền hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Hoàng Thanh Vân căng cứng thân thể bỗng dưng trầm tĩnh lại, nằm ở trên giường, mở ra miệng rộng, không ngừng hô hô thở, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu như nước suối tuôn ra, phút chốc liền đem hắn áo ngủ đều ướt đẫm. Lại là nửa chén trà nhỏ quang cảnh quá khứ, Hoàng Thanh Vân triệt để an yên tĩnh, nguyên bản tan rã ánh mắt thay đổi thần thái sáng láng, nhìn về phía Tiêu Phàm, tràn đầy ý cảm kích. Đa tạ tiên sư cứu tính mệnh của ta. Tiêu tiên sinh, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Hoàng Cao Huy càng là xung động tiến lên, dùng sức nắm chặt Tiêu Phàm tay, luôn miệng nói, lệ rơi đầy mặt. Tiêu Phàm lại còn lâu mới có được cao hứng như vậy, song mi nhẹ trao lại, thấp giọng nói, Hoàng đại thiếu, ta chỉ là tạm thời ngăn chặn cái này huyết độc, để nó tạm hoãn phát tác. Muốn triệt để hóa giải mất, không có đơn giản như vậy. Có Hoàng Thanh Vân ở đây, Tiêu Phàm cũng liền không lại gọi Hoàng Cao Huy Hoàng tiên sinh, tránh khỏi mơ hồ. Tiêu tiên sinh, ngươi nhất định có biện pháp, đúng hay không, đúng hay không? Chỉ cần ngươi có thể cứu ta cha đai, mặc kệ điều kiện gì, ta đều đáp ứng. Chỉ cần ta có thể làm đến, điều kiện gì đều được. Hoàng Cao Huy kích động vạn phân, không ngừng nói. Hắn cũng biết Tiêu Phàm thực sự nói thật, cái này máu hàng chi thuật tà ác như thế, dù coi như Tiêu Phàm lợi hại hơn nữa, cũng không phải dễ giải quyết như vậy. Nhưng mà bất kể như thế nào, Tiêu Phàm vừa rồi biểu hiện ra ngoài thuật pháp, để Hoàng Cao Huy nhìn thấy sinh cơ, dù là chỉ có một tia hy vọng, cũng phải đem hết toàn lực đi tóm lấy, quyết không từ bỏ. Cùng Hoàng Thanh Vân Hoàng Cao Huy phụ tử kích động khác biệt, từ khi Tiêu Phàm tế ra phù lục, Nguyên Thành Tử liền bắt đầu ngẩn người, hai mắt bình tĩnh hướng về phía trước, không biết hắn suy nghĩ cái gì, bất quá trong chốc lát, cái trán cùng trên chóp mũi liền thấm xảy ra chút điểm mồ hôi. Tiêu cư sĩ, cũng không biết phát bao lâu ngốc,
Nguyên Thành Tử mới bỗng nhiên từ hư vô chi cảnh bên trong trở về, ảm câm lấy giọng, gọi một tiếng. Nguyên Thành chân nhân, Tiêu cư sĩ, muốn hỏi thăm ngươi một người. Vô Cực Môn Chỉ Thủy Tổ sư, Triệu Chỉ Thủy chân nhân, cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Tiêu Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, Nguyên Thành chân nhân cũng nhận biết sư phụ ta a. Sư phụ, Chỉ Thủy Tổ sư là sư phụ của ngươi. Nguyên Thành Tử không để ý phong độ, kêu la, hai mắt trợn thật lớn, sư phụ rất khó có thể tin. Chính là gia sư, Cơ Khinh Sa mỉm cười nói, Nguyên Thành chân nhân, Tiêu Phàm là Chỉ Thủy Tổ sư truyền nhân y bát, Vô Cực Môn đương đại trưởng giáo chân nhân. Thì ra là thế, Nguyên Thành Tử ngơ ngác nhìn Tiêu Phàm một trận, lúc này mới tự lẩm bẩm một tiếng, trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Nguyên Thành chân nhân cùng sư phụ ta quen biết, đâu chỉ là quen biết mà thôi. Nguyên Thành Tử chợt cười to, tiếng cười mười điểm vui mừng. Tất cả mọi người kinh hãi nhìn qua hắn, không biết đến cùng phát sinh loại nào biến cố, làm cho vị này nhất quán uy nghiêm nặng nề Ngọc Dương Quan đương đại chủ trì chân nhân thất thố như vậy. Tiêu chân nhân, năm đó ta thế nhưng là nhận qua Chỉ Thủy Tổ sư đại ân, còn được đến qua lão nhân gia ông ta chính miệng chỉ điểm, nói đến, cũng coi là tổ sư nửa người đệ tử. Qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn đọc lấy lão nhân gia ân đức, không nghĩ tới sẽ ở đây nhìn thấy lão nhân gia ông ta đệ tử đích truyền. Thật sự là duyên phân a. Tiêu chân nhân, Chỉ Thủy Tổ sư, lão nhân gia ông ta còn tốt, nói, trên mặt lộ ra lo được lo mất biểu lộ, tựa hồ sợ từ Tiêu Phàm miệng bên trong nói ra cái gì điểm xấu lời nói tới. Thực tế Chỉ Thủy Tổ sư niên kỷ quá lớn, năm nay tối thiểu phải có hơn 100 tuổi. Mặc dù thuật pháp cao thâm, nội lực thâm hậu, nhưng sinh lão bệnh tử chính là quy luật tự nhiên. Nhiều tạ chân nhân lo lắng, sư phụ lão nhân gia ông ta rất tốt, vẫn tại bên ngoài vân du chưa về. Dạo chơi, Nguyên Thành Tử lại một lần nữa trợn mắt hốc mồm. Đối với người xuất gia mà nói, dạo chơi không thể bình thường hơn được, nhưng đối với một vị trăm tuổi lão nhân mà nói, dạo chơi cũng quá quỷ dị chút. Khi thật không hổ là người trong chốn thần tiên a. Chấn kinh thật lâu, Nguyên Thành Tử mới nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài một tiếng, nói, mặt mũi tràn đầy đều là vui mừng cùng vẻ ngưỡng mộ. Chương 457, Nạp Cát Phái. Tiêu Phàm phù lục tác dụng hết sức rõ ràng, bất quá trong chốc lát, Hoàng Thanh Vân liền đã hoàn toàn khôi phục. Chỉ bất quá không có đạt được sư phụ cho phép, hai tên đạo cô ai cũng không dám cho hắn giải khai trói chặt dây thừng. Danh chấn lạc già thành Hoàng Phủ Quân, vẫn như cũ dạng này bị trói trên giường, lấy rất chướng tai gai mắt tư thế đối mặt quý khách. Hoàng Cao Huy liền khẩn cầu nhìn qua Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cười cười, nói, Hoàng Đại Thiếu, lệnh tôn chí ít ở sau đó một ngày một đêm bên trong, là hoàn toàn không việc gì. À, kia tốt, hai vị tiên cô, mời hỗ trợ giải khai đi. Hoàng Cao Huy không khỏi đại hỉ, lập tức chuyển hướng hai tên đạo cô, nói. Hai tên đạo cô nhưng vẫn là nhìn về phía Nguyên Thành Tử, đạt được sư phụ cho phép về sau, mới cẩn thận từng ly từng tí giải khai trói chặt Hoàng Thanh Vân tay chân dây lụa. Nguyên Thành Tử thở dài nói, một ngày một đêm không việc gì, Tiêu chân nhân bùa này tác dụng, coi là thật cao minh. Tiêu chân nhân đối hàng đầu thuật, cũng rất có nghiên cứu a. Hắn cho Hoàng Thanh Vân điều chế dược hoàn, lấy kích phát thể nội tiềm lực làm đại giá. Mỗi ăn vào một hoàn, nhiều nhất cũng chỉ có thể kiên trì nửa ngày tầm đó. Vô Cực Môn lãnh tụ quần luân, quả nhiên không hề tầm thường. Bất quá Nguyên Thành Tử đoán chừng, nó còn có một nguyên nhân, chính là Tiêu Phàm bản thân cũng sẽ hàng đầu thuật, vì vậy tế gia phù lục mới sẽ như thế đối chứng thấy hiệu quả. Tiêu Phàm lắc đầu, nói, đối hàng đầu thuật, ta cũng chỉ là nghe thấy mà thôi, trước kia tiếp xúc rất ít. Chỉ là, mặc kệ cái gì thuật pháp, tác dụng tại nhân thể về sau. Luôn luôn muốn cùng thụ thuật giả vốn người thân thể phát sinh liên hệ mới có thể có tác dụng. Tại mắt của ta, Hoàng Tiên Sinh là một vị bệnh nhân. Làm bác sĩ, cần muốn tìm đối chứng dược vật. Nguyên Thành Tử nghe xong, lập tức liền ngây người, thì thào nói, đúng a. Coi là thật cao kiến, ta làm sao liền không có hướng cái phương hướng này suy nghĩ đâu. Kỳ thật Tiêu Phàm nói đạo lý này cũng không sâu áo, nhưng Nguyên Thành Tử lâu tại Lạc Già Thành, hòa nói bên trong thấy nhiều hàng đầu sư cùng hàng đầu thuật. Luôn luôn lần theo phá giải chi đạo đi suy nghĩ vấn đề, sớm đã hình thành một loại nào đó tư duy xu hướng tâm lý bình thường. Tiêu Phàm nói, Nguyên Thành chân nhân, đạo môn có rất nhiều phương pháp, có thể bài trừ tà mị, trấn áp quỷ. Người mặc kệ là yêu ma quỷ quái quấy phá, hay là hàng đầu thuật là mối họa, một mực lấy đạo môn thần lực trấn áp chính là, hiệu quả đồng dạng rất rõ ràng. Tỷ như Tiêu Phàm sư điệt trời thanh chân nhân, cũng là đạo môn đại đức. Bởi vì không có có sinh hoạt tại Nam Dương, đối hàng đầu thuật tiếp xúc không nhiều. Mặc kệ bệnh nhân là hàng đầu cũng tốt,
là bị lệ quỷ quấy phá cũng được, một mực thi triển đại thần thông trấn áp, ngược lại ứng nghiệm như thần. Nguyên thành tử tại đạo thuật bên trên tu vi, chưa hẳn liền thấp hơn thiên thanh tử. Phương thức tư duy có khác mà thôi, nhưng cũng đúng vậy, thật sự là cùng quân một lời nói hơn hẳn đọc sách 10 năm. Nguyên thành tử vuốt vuốt hoa dâm sợi dâu, liên tiếp gật đầu, cảm thán không thôi. Vô luận Phật môn hay là đạo gia, đều giảng cứu đốn ngộ, Tiêu Phàm vô cùng đơn giản một phen, đối Nguyên thành tử liền có cảnh tỉnh tác dụng, để hắn trong nháy mắt liền tiến vào đến một cái trước kia chưa hề cảm ngộ qua mới thiên địa chi. Lạc gia thành long môn phái chi mạch, ngày sau tại đối phó hàng đầu thuật phương diện, có khiến người giận xem líu lưỡi hiệu quả, để vô số giảm nhiều đầu sư đều kiêng kỵ phi thường, nguyên nhân thực sự ngay tại ở tối nay Nguyên thành tử cùng Tiêu chân nhân phen này phổ thông đối thoại. Hoàng Thanh Vân Hoàng Cao Huy phụ tử, một mực tại bên cạnh cung cung kính kính đứng, lắng nghe hai người đối thoại, thẳng đến Nguyên thành tử đại phát cảm khái, Hoàng Thanh Vân mới rốt cục nhặt một cơ hội. Hướng về Tiêu Phàm cúi người chào thật sâu, cảm kích không thôi nói, nhiều tạ Tiêu chân nhân ân cứu mạng. Tiêu Phàm ngay cả vội vươn tay tướng đỡ, mỉm cười nói, Hoàng tiên sinh, ân cứu mạng chưa nói tới. Hoàng tiên sinh thể nội huyết độc, chỉ là tạm thời bị áp chế, muốn triệt để loại trừ bên ngoài cơ thể, còn phải cái khác nghĩ cách. Hoàng Thanh Vân vội vã nói, mời Tiêu chân nhân lòng từ bi. Cứ việc tối nay hay là lần đầu cùng Tiêu Phàm gặp mặt. Nhưng kiến thức Tiêu Phàm xuất thần nhập hóa đại thần thông về sau, Hoàng Thanh Vân đối Tiêu Phàm sớm đã bội phục sát đất. Nguyên bản sớm đã tuyệt vọng, hiện tại lại không khỏi tỏa ra hy vọng mới. Xem ra vị này bỗng nhiên xuất hiện Tiêu tiên sinh, thật rất có thể là mạng hắn chú định quý nhân. Nguyên thành tử cũng ở một bên nói, Tiêu chân nhân. Quý giáo cũng là đạo môn một mạch, mà lại là thuật pháp lãnh tụ. Chỉ yếu Tiêu chân nhân chịu cho viện thủ, chẳng những hoàng gia từ nay về sau đối Tiêu chân nhân mang ơn, liền xem như chúng ta Ngọc Dương Quan, chỉ yếu Tiêu chân nhân cần dùng đến, cũng cam nguyện vì Tiêu chân nhân hiệu lực. Nguyên thành tử sở dĩ nói đến dạng này khiêm cung khách khí, một phương diện, bởi vì hắn cũng là người hoàng gia, Hoàng Thanh Vân thất thúc. Trên phương diện khác, thì là biết được Tiêu Phàm vô cực môn đương đại trưởng giáo thân phận, Nguyên thành tử hạ quyết tâm muốn cùng Tiêu Phàm kết giao. Nếu như nói lúc trước thụ chỉ thủy tổ sư dạy bảo thời điểm, Nguyên thành tử còn tuổi còn rất trẻ, tầm mắt kiến thức đều không thể cùng hiện tại đánh đồng, thân phận cũng không phải Ngọc Dương Quan chủ trì chân nhân, không nhìn nổi xa như vậy. Như vậy này sẽ, tận mắt chứng kiến đến Tiêu Phàm năng lực, Nguyên thành tử đối vô cực truyền thừa, càng là ngưỡng mộ dị thường. Chính hắn tuổi tác đã cao, tại đạo pháp bên trên tiến thêm một bước ý nghĩ là không có, nhưng Ngọc Dương Quan có mấy vị tiềm lực cực lớn vãn bối, nếu là có thể đạt được Tiêu Phàm chỉ điểm, tương lai thành tựu không thể hạn lượng. Có lẽ có rất lớn hy vọng đem Ngọc Dương Quan càng thêm phát dương quang đại, vì Long Môn phái hải ngoại chi mạch thả một dị sắc. Đương nhiên, vô cực môn xưa nay không cho là mình chính là đạo môn truyền thừa, điểm này, Nguyên thành tử lại không phải rõ ràng như vậy. Chỉ là như vậy chi tiết nhỏ, Tiêu Phàm tử cũng sẽ không để ý, càng sẽ không mở miệng uốn nắn. Nguyên thành chân nhân, Hoàng tiên sinh, ta nghĩ trước tìm hiểu một chút lần này đầu đuôi sự tình. Tiêu Phàm không có lập tức đáp ứng. Ngược lại dự định truy vấn ngọn nguồn một phen. Đương nhiên, Tiêu chân nhân không hỏi, ta cũng sẽ chi tiết báo cho. Không đợi Nguyên thành tử mở miệng, Hoàng Thanh Vân trực tiếp tiếp nhận câu chuyện, Cao Huy, còn không mời các quý khách ngồi xuống. À, đúng đúng, Tiêu chân nhân mời ngồi, thất thúc cùng mời ngồi. Từ khi Tiêu Phàm vào cửa, trong phòng liền rối bời, cho tới bây giờ mới xem như lý giải cái đầu mối, Hoàng Cao Huy như ở trong mộng mới tỉnh, luôn miệng mời quý khách nhập tọa. Lại tự mình bưng trà đổ nước, hai tên đạo cô cũng là cơ linh, ở một bên hiệp trợ. Ai nha, không dối gạt Tiêu chân nhân nói, ta Hoàng Thanh Vân tại Lạc Già Thành cũng coi như có chút thanh danh nhỏ, nhờ tổ tông phúc, kế thừa chút gia sản, bắc cầu sửa đường, công ích quyên tặng, không dám tiếc rẻ hẹp hòi. Lại cũng không nghĩ ra, sắp đến lão đến, lại bị người ta ám toán, ăn như thế to con đau khổ. Đợi Tiêu Phàm bọn người ngồi xuống về sau, Hoàng Thanh Vân mới xin lỗi một tiếng, cũng ngồi xuống. Thở dài bắt đầu tự nói mình tao ngộ. Dựa theo Hoàng Thanh Vân miêu tả, hắn bị người ám toán ngay tại hơn 10 ngày trước đó, mới vừa từ Đan Mạn quốc thủ đều trở về, ngồi nửa đêm chuyến bay trở lại Lạc Già Thành, rời đi sân bay chưa tiến vào nội thành, liền hàng đầu. Cơ Khinh Sa song mi nhẹ trao lại, hỏi, Hoàng tiên sinh, ngài bên người liền không có người bảo hộ a? Tự nhiên, Cơ Khinh Sa hỏi không phải phổ thông bảo tiêu, mà là hàng đầu sư. Bình thường đến nói, giống Hoàng Thanh Vân dạng này thân gia đại phú hào, lại đang cùng Phạm Anh đánh đến khó hòa giải, đi ra ngoài bên ngoài, đều sẽ thuê hàng đầu sư tùy hành bảo hộ. Lấy Hoàng Thanh Vân cùng Nguyên thành tử quan hệ,
hắn mời Ngọc Dương Quan các đạo sĩ bảo vệ mình, cũng rất thuận lý thành chương. Có, Hoàng Thanh Vân vội vàng hướng Cơ Khinh Xa gật gật đầu, nói. Như là Cơ Khinh Xa dự liệu như thế, Hoàng Thanh Vân bên người xác thực có hàng đầu sư tùy hành bảo hộ. Kể từ cùng Phạm gia cạnh tranh trở nên càng ngày càng kịch liệt về sau, tại bằng hữu nhắc nhở phía dưới, Hoàng Thanh Vân chuyên mời một vị nạp cát phái hàng đầu sư duy nhiều bảo vệ mình. Nguyên bản Hoàng Thanh Vân là muốn mời Ngọc Dương Quan đạo sĩ tùy hành, Nguyên Thành Tử cảm thấy không ổn. Mặc dù Nguyên Thành Tử bản nhân là Hoàng Thanh Vân thất thúc, nhưng Ngọc Dương Quan lại không phải thuộc về Hoàng gia tài sản riêng, mà là Lạc Gia Thành tất cả người Hoa ký thác tinh thần. Ngọc Dương Quan các đạo trưởng, tại Lạc Gia Thành người Hoa trong xã hội, thân phận cao quý, dù coi như là Hoàng Thanh Vân cũng còn không có tư cách kia, thuê Ngọc Dương Quan đạo nhân khi cận vệ. Phạm gia cũng là người Hoa tứ đại gia tộc một trong, Nguyên Thành Tử nếu thật là đáp ứng Hoàng Thanh Vân thỉnh cầu, phái môn người đệ tử tùy thân bảo hộ Hoàng gia gia trưởng, Phạm Anh nếu là liên hợp cái khác hai đại gia tộc cùng tiến lên cửa hỏi tội, Nguyên Thành Tử cũng không tốt trả lời chắc chắn. Nếu Phạm gia, Ngụy gia, Nhiễm gia đều dập khuôn máy móc, yêu cầu Ngọc Dương Quan phái người bảo vệ bọn hắn, Ngọc Dương Quan liền muốn biến thành bảo tiêu huấn luyện tâm. Đương nhiên, Hoàng Thanh Vân bị người ám toán rơi hàng đầu về sau, Nguyên Thành Tử cùng Ngọc Dương Quan môn nhân đệ tử khẩn cấp xuất động, bảo hộ toàn bộ Hoàng gia, ngược lại là tình có thể hiểu, bất kỳ người nào đều không tiện nói gì. Gia tộc khác nếu là có cảnh ngộ như thế, Nguyên Thành Tử đồng dạng sẽ như thế xử trí. Nạp cát phái, hàng đầu sư, Tiêu Phàm hỏi ngược một câu. Đúng vậy, Tiêu Chân Nhân, nạp cát phái, là rơi già bang lớn nhất hàng đầu lưu phái một trong, không cổ phái, quật khởi trước đó, nạp cát phái, là thứ nhất hàng đầu lưu phái. Liền xem như hiện tại, nạp cát phái, thanh thế cũng không tại, không cổ phái, phía dưới. Hoàng Thanh Vân vội vàng đáp. Rất cẩn thận từng ly từng tí tránh có bất kỳ đối không cổ phái bất kính ngôn từ, dù sao không cổ phái cao tốc quật khởi, cùng Ma Cưu đại quốc sư cùng một nhịp thở. Hoàng Thanh Vân là người Hoa, đồng thời cũng là Đan Mạn quốc tịch. Bất kỳ một cái nào phổ thông Đan Man người, cũng không dám đối Ma Cưu đại quốc sư có chút bất kính chi ý. Cơ Khinh Xa lại nói, hiện tại xem ra, vị này duy nhiều hàng đầu sư, tiêu chuẩn không cao a. Đã có hắn tùy thân bảo hộ, Hoàng Thanh Vân vẫn như cũ chiêu. Cơ Khinh Xa lời này, không tính oan uổng duy nhiều. Hoàng Thanh Vân không khỏi nở nụ cười khổ, nói, Cơ tiểu thư, duy nhiều sư phụ đã hết sức. Hắn tại đấu pháp thời điểm, trực tiếp đi thiên quốc. Cơ Khinh Xa không khỏi ngạc nhiên, như thế nói đến, vị này duy nhiều hàng đầu sư, tiêu chuẩn mặc dù không cao, đạo đức nghề nghiệp lại là một cùng một, bởi vì bảo hộ cố chủ mà chiến tử. Đã dạng này, ngược lại để lòng người bằng thêm mấy phần kính trọng. Hàng đầu sư đấu pháp. Động một chút lại quyết thắng thua phán sinh tử, quả thật hung hiểm thù rất. Nếu là như vậy, nạp cát phái, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ a. Phạm Nhạc ở một bên cắm miệng hỏi. Đối với nạp cát phái tên tuổi, hắn cũng đã được nghe nói. Đây là một cái khổng lồ hàng đầu thuật lưu phái, nó nội tình xa so năm gần đây mới quật khởi không cổ phái còn hùng hậu hơn được nhiều. Cho dù không cổ phái có được Ma Cưu đại quốc sư dạng này thiên tài giảm nhiều đầu sư, nạp cát phái cũng không phải mặc người nắm quả hồng mềm. Chương 458, kỳ chính cửu cung bát quái trận. Hoàng Thanh Vân nhẹ gật đầu, nói ta đã đem duy nhiều gặp nạn tin tức báo cho, nạp cát phái, tiền bối hàng đầu sư, trước mắt chủ chỉ nói chuyện thường vụ giảm nhiều đầu sư nói, sẽ phái người tới tìm hiểu tình huống. Nguyên Thành Tử hướng Tiêu Phàm giải thích nói, nạp cát phái, giáo chủ, Tô Nam giảm nhiều đầu sư cùng ta có mấy phân giao tình, đối người Hoa cũng tương đối hữu hảo. Đoán chừng đây cũng là Hoàng Thanh Vân mời nạp cát phái hàng đầu sư vì chính mình hộ giá hộ hàng nguyên nhân. Tiêu Phàm tay trái khẽ nhúc nhích, liền chiếm bài học, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, hỏi, vị này Tô Nam giảm nhiều đầu sư, là cái nhân vật dạng gì? Tô Nam là Đan Mạn quốc cấp cao nhất giảm nhiều đầu sư một trong, năm nay vẫn chưa tới 60 tuổi. Trước đây ít năm liền có tin tức truyền tới, nói Ma Cưu đại quốc sư tuổi tác đã cao, có khả năng muốn thoái vị. Tô Nam là có hy vọng nhất tiếp nhận đại quốc sư chi vị hàng đầu sư. Nạp cát phái, trong lịch sử, đã từng đi ra hai vị đại quốc sư. Nó một vị, chính là Tô Nam sư phụ, Ma Cưu đại quốc sư tiền nhiệm. Bất quá đảm nhiệm đại quốc sư thời điểm, tuổi tác đã cao, tại đại quốc sư vị trí bên trên chỉ đợi không đến thời gian 5 năm, liền chủ động thoái vị, tặng cho Ma Cưu. Thoái vị không bao lâu, liền cưỡi hạc quy thiên, Nguyên Thành Tử nói. Nạp cát phái, tại Đan Mạn quốc xem như tương đối ôn hòa lưu phái, tu luyện hàng đầu thuật so ra mà nói, muốn chính phái một chút, tà khí không phải như vậy nặng. Nạp cát phái, tiền bối, cùng chúng ta Ngọc Dương Quan tiền bối, vẫn luôn có kết giao.
Ta cùng Tô Nam cũng có vãng lai, ngẫu nhiên sẽ còn nghiên cứu thảo luận một chút thuật pháp bên trên tâm đắc. Tiêu Phàm khẽ vuốt cằm, hỏi, Hoàng tiên sinh, biết đối phương là ai à? Không biết, Hoàng Thanh Vân lắc đầu, nói. Hoàng Cao Huy lại tức giận nói, còn có thể là ai, khẳng định là Phạm Anh. Người này, tâm thuật bất chính, tập trung tinh thần liền biết hại người. Đối với mình đường huynh đệ đường tỉ muội đều có thể dưới ác như vậy tay, còn có chuyện gì hắn làm không được. Nguyên Thành Tử lại song mi cau lại, lắc đầu, nói, Phạm Anh mặc dù có dạng này động cơ, nhưng theo lý thuyết, công lực của hắn không có thâm hậu như vậy, duy nhiều cũng không phải hời hợt hạng người, xem như, Nạp Cát phái, nhân tài mới nổi, cùng người kia giao thủ, một khắc đồng hồ đều không có trèo chống đến, liền một mệnh ô hô. Phạm Anh bất quá là trước đây ít năm mới giữa đường xuất ra học hàng đầu thuật, chỉ là thời gian mấy năm, pháp thuật của hắn liền lợi hại như vậy rồi. Đối vị này thúc tổ, Hoàng Cao Huy hiển nhiên hết sức kính trọng thậm chí là kính sợ, lúc này khúm núm, không còn dám mở miệng nói. Cơ Khinh Sa nghĩ nghĩ, nói, Nguyên Thành chân nhân, có khả năng hay không, Phạm Anh phía sau có sư môn trưởng bối xuất thủ tương trợ. Nguyên Thành Tử nhẹ gật đầu, nói, ta cũng cẩn thận phân tích qua, loại khả năng này họ lớn nhất. Gino người này, tính tình vội vàng sao động, phi thường bao che khuyết điểm. Những năm này, hắn trên danh nghĩa là tại Ma Cưu Trang Viên tọa chấn, thực tế đa số thời gian là sinh hoạt trong thành. Phạm Anh đối với hắn nịnh nọt cực kỳ, trên sinh hoạt chiếu cố đến từng ly từng tí. Hắn không sai biệt lắm biến thành Phạm Anh, tư nhân tay chân. Nếu như là Gino thân tự xuất thủ, duy nhiều ngăn cản không nổi, đổ vào tình lý chi. Vừa nhắc tới Gino danh tự, Hoàng Thanh Vân cùng Hoàng Cao Huy phụ tử song song sắc mặt đại biến, liếc nhau, lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt đọc được nồng đậm sợ hãi chi ý. Tại hàng đầu giới, Gino cùng Phạm Anh hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Phạm Anh bất quá tại người Hoa hàng đầu sư tiệm lộ tranh vanh, khoảng cách giảm nhiều đầu sư cái này cấp bậc còn rất xa, Gino lại đủ để sắp xếp tiến vào một cùng giảm nhiều đầu sư hàng ngũ. Riêng là Ma Cưu Đại Quốc sư thân truyền đệ tử, không cổ phái nói chuyện thường vụ người phụ trách dạng này danh hiệu, liền đã không thể coi thường. Hoàng thị phụ tử không phải là không có dạng này suy đoán qua, chỉ là khuyết thiếu chứng cứ, không dám nói ra miệng thôi. Mà lại liền coi như bọn họ có đầy đủ chứng cứ, chứng minh đúng là Gino tự mình ra tay, cũng là vô pháp khả thi. Liền xem như Ngọc Dương Quan, cũng không dám tùy tiện hướng Gino lên hấn. Có lẽ nâng Ngọc Dương Quan chi lực, một cái Gino tịnh không đủ sợ, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới Gino đứng sau lưng Ma Cưu Đại Quốc Sư, vô luận là ai, đều sẽ hùng tâm biến mất. Anh hùng khí đoản, Tiêu Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, mặc kệ đối phương là ai ra tay, chúng ta việc cấp bách, là muốn trước giúp Hoàng tiên sinh chữa khỏi bệnh. Hoàng Cao Huy nghe vậy, lập tức hướng Tiêu Phàm khom người một cái thật sâu, xá dài tới đất. Loại này trời cao đất rộng ân đức, đã không cần lấy ngôn ngữ đến cảm tạ, tóm lại chỉ cần Tiêu Phàm sau này có dặn dò gì, Hoàng gia nhất định toàn lực ứng phó. Nguyên Thành Tử vui mừng nói, Tiêu chân nhân có biện pháp loại trừ Thanh Vân thể nội máu hàng. Trước đó không lâu thử qua một lần, may mắn thành công, hiện tại cũng có thể lại thử một lần. Hoàng tiên sinh, mời mạch. Hoàng Thanh Vân vội vàng cuốn lên áo ngủ ống tay áo, đưa cánh tay ngả vào Tiêu Phàm trước mặt. Trước đây không lâu, hắn trần trụi bên ngoài trên da cũng còn che kín một chút điểm huyết ấn, bây giờ lại bóng loáng trắng nõn, không nhìn thấy nửa phân bóng dáng. Tiêu Phàm duỗi ra ngón tay, khoác lên hắn mạch trên cổ tay, trong phòng lập tức liền trở nên lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người thần sắc ngưng trọng nhìn chăm chú lên Tiêu Phàm, ai cũng không dám lên tiếng. Chốc lát, Tiêu Phàm chậm rãi gật đầu, lại thay đổi cổ tay trái. Ước chừng một thời gian uống cạn chung trà quá khứ, Tiêu Phàm đem ngón tay thu hồi lại. Tiêu tiên sinh, thế nào? Hoàng Cao Huy không kịp chờ đợi hỏi, mặt mũi tràn đầy ân cần. Tiêu Phàm trầm ngâm nói, từ Hoàng tiên sinh thể nội yêu vật tình hình đến xem, lần này xuất thủ hàng đầu sư, phải cùng xuất thủ ra hại Phạm Nhạc hàng đầu sư là cùng một người. Cả hai khí tức rất tương tự, chỉ là công lực có sâu cạn có khác mà thôi, bản nguyên cơ hồ là đồng dạng. Là Phạm Anh, Hoàng Cao Huy ồn ào. Ra hại Phạm Nhạc hàng đầu sư, đã xác định là Phạm Anh. Hẳn là hắn, Tiêu Phàm khẳng định nói. Nguyên Thành Tử không khỏi vuốt vuốt hoa dâm sợi dâu, kinh ngạc nói, cái này Phạm Anh, cư nhưng đã lợi hại như vậy rồi sao? Tựa hồ có chút khó có thể tin. Tiêu Phàm cười cười, nói, Nguyên Thành chân nhân, ra hại Hoàng tiên sinh cùng giết chết duy nhiều. Khả năng cũng không nhất định là cùng một người. Có lẽ là hai người đồng loạt ra tay, một người đối phó duy nhiều, một người khác thì thừa cơ cho Hoàng tiên sinh rơi hàng đầu. Đúng a, rất có thể. Chân tướng chính là như vậy.
Nguyên Thành Tử bừng tỉnh đại ngộ, nói. Tại Phạm Anh yêu cầu dưới, Zino rất có thể cùng Phạm Anh đồng loạt ra tay. Lấy Zino chi năng, muốn đối phó Nạp Cát phái một cái vãn bối, cứ việc cái này vãn bối là Nạp Cát phái nhân tài mới nổi, độ khó cũng sẽ không quá lớn. Không có hàng đầu sự bảo hộ Hoàng Thanh Vân, tại Phạm Anh trước mặt, liền như là hài nhi, không có chút nào kháng cự chi lực. Tiêu tiên sinh, đã ngài khả năng giúp đỡ Phạm Nhạc Phạm tiên sinh giải trừ hàng đầu, khẳng định như vậy cũng có thể giúp ta cha đai giải hết, đúng hay không? Hoàng Cao Huy đầy cõi lòng mong đợi hỏi, đều là cùng một người dưới hàng đầu, đều là máu hàng thuật, trên lý luận, hẳn là hoàn toàn không có vấn đề. Tiêu Phàm khẽ vuốt cằm, nói ta có thể thử một chút, bất quá muốn mời Nguyên Thành chân nhân tương trợ. Nguyên Thành Tử bận bịu tức nói, Tiêu chân nhân cứ việc phân phó, Ngọc Dương Quan bản thân trở xuống, đều nguyện ý nghe theo Tiêu chân nhân hiệu lệnh. Đây cũng là bởi vì Vô Cực Môn đương đại trưởng giáo danh hiệu quá mức kinh người, Nguyên Thành Tử mới sẽ nói như vậy. Làm vi đạo môn một mạch, nghe từ Vô Cực Môn trưởng giáo hiệu lệnh, cũng không có cái gì không có ý tứ. Tựa hồ hết thảy đều là như vậy đương nhiên, Tiêu Phàm bốn phía dò xét một phen, nói, mặc dù ta suy đoán lúc này cũng là Phạm Anh ra tay, nhưng mấy năm trước Phạm Anh, bất quá là cái vừa mới nhập môn không bao lâu sơ cấp hàng đầu sư, công lực. Bây giờ tốt mấy năm trôi qua, Phạm Anh công lực khẳng định so trước kia thâm hậu rất nhiều. Vì để phòng vạn nhất, còn muốn mời chân nhân ở đây bố trí lại một cái kỳ môn cung bát quái trận. Kỳ chính hỗ trợ, triệt để đem nơi đây trấn áp lại. Dạng này mới có thể nhiều mấy phần tự tin, để Hoàng tiên sinh thể nội máu hàng không chỗ có thể trốn. Nguyên Thành Tử xám trắng sau mi một dương, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh ngạc, nửa tin nửa ngờ nói, Tiêu chân nhân, người muốn thu phục cái này máu hàng. Tiêu Phàm mỉm cười gật đầu, nói, xác thực có ý tứ này, ta nghĩ nghiên cứu một chút. Cái này lại không phải Tiêu Phàm tâm huyết dâng trào, cũng không phải hắn học cứu khí phát tác, thứ gì đều nghĩ nghiên cứu một phen. Mấu chốt còn là hướng về phía ma cưu đích truyền đồ tôn nguyên nhân này đi. Phạm Anh cố nhiên không phải lợi hại giảm nhiều đầu sư, cùng ma cưu đại quốc sư tướng so, kém đến cách xa vạn dặm. Dù sao hắn là ma cưu đại quốc sư đường đường chính chính lại truyền đệ tử, song phương tại thuật pháp bên trên, là một mạch tương thừa. Muốn lấy xích viêm thảo. Trong thời gian ngắn cùng ma cưu ở giữa tất nhiên sẽ có một trận chiến. Như vậy đối ma cưu cùng toàn bộ không cổ phái hàng đầu thuật tiến hành tận khả năng xâm nhập nghiên cứu, liền phi thường cần thiết. Cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Nếu như không phải muốn làm đến vạn vô nhất thất, như vậy có biệt thự dưới mặt đất bố trí tốt cung bát quái trận, cũng liền không sai biệt lắm đủ. Cái này, chỉ sợ không dễ dàng đâu. Nguyên Thành Tử trần chờ nói. Đối với hàng đầu thuật nhận biết, Nguyên Thành Tử không thể nghi ngờ muốn tại Tiêu Phàm phía trên. Lấy Long Môn phái đạo thuật truyền thừa, thật muốn chấn áp máu hàng, không phải là không có hy vọng thành công, mấu chốt là phải như thế nào đem máu hàng từ Hoàng Thanh Vân thể nội tách ra, nếu không liền có khả năng ngọc thạch câu phần. Tại chấn áp máu hàng đồng thời, thương tổn nghiêm trọng đến Hoàng Thanh Vân thân thể. Thật giống như Tây Y xạ trị bệnh bằng hóa chất đồng dạng, giết người 10.000 tự tổn 8.000. Tế bào ung thư giết chết rồi. Cái khác tốt tế bào cũng bị giết đến thừa không dưới bao nhiêu. Mà bây giờ, nghe Tiêu Phàm ý tứ này, chẳng những có thể đem máu hàng từ Hoàng Thanh Vân thể nội dẫn dụ ra, hơn nữa còn có thể thu phục. Không phải diệt sát, là nuôi nghiên cứu. Loại tình hình này, Nguyên Thành Tử trước kia đừng bảo là chưa nghe nói qua, liền xem như nghĩ đều chưa từng nghĩ như vậy qua. Tiêu chân nhân, hàng đầu thuật rất tà. Huống chi Phạm Anh đi lại là nhập đề. Nguyên Thành Tử nhìn không được nhắc nhở một câu. Có câu ngạn ngữ gọi là dưỡng hổ di hoạt, người Tiêu chân nhân không muốn chơi khác người, đến lúc đó không dễ thu thập, phản thụ nó hại. Tiêu Phàm cười cười, nói, Nguyên Thành chân nhân, không sao, ta cũng là muốn làm một loại nếm thử. Có kỳ chính hai cái cung bát quái trận chấn áp, dù coi như thất thủ, thứ này cũng trốn không thoát. Thật muốn tiêu diệt nó, vẫn là có thể làm được. Đương nhiên, người không liên hệ muốn tránh đi, miễn cho gặp vạ lây. Nguyên Thành Tử cẩn thận nghĩ nghĩ. Cảm thấy Tiêu Phàm nói như vậy, cũng có mấy phần đạo lý. Bất kể nói thế nào, chỉ cần Tiêu Phàm có thể đem máu hàng từ Hoàng Thanh Vân thể nội dẫn dụ ra, hắn liền có thành tựu trở lên nắm chắc chân áp xuống dưới. Tốt, liền theo Tiêu chân nhân lời nói. Chương 459, Quỷ Ảnh. Nguyên Thành chân nhân cùng một đám nhóm hiệu suất làm việc chi cao, cũng hoàn toàn ra khỏi Tiêu Phàm dự kiến. Một cái cỡ nhỏ kỳ môn cửu cung bát quái trận, lấy Hoàng Thanh Vân phòng ngủ làm trung tâm. Chưa tới một canh giờ, liền bố trí xong. Nguyên Thành Tử đem ẩn núp trong bóng tối năm tên đắc ý đều kêu lên, tăng thêm chính hắn, tự mình động thủ, động tác cực nhanh.
Đương nhiên, chính yếu nhất chính là, bọn hắn 7 trận pháp khí đều là có sẵn, không cần lại tế luyện. Nguyên Thành Tử hướng Tiêu Phàm giải thích nói, là bởi vì lúc trước liền có cùng loại ý nghĩ, sợ một cái đại trận không ngừng máu hàng tà mị chi khí, làm lại bố một cái phụ trợ trận pháp chuẩn bị. Không nghĩ tới thật đúng là có đất dụng võ. Đương nhiên, khoảng thời gian này Tiêu Phàm cũng không có nhàn rỗi, Nguyên Thành chân nhân đốc xuất nhóm tại nội thất bày trận, hắn lại vòng quanh mình ở lại kia tòa nhà đãi khách biệt thự chuyển lên một vòng tử đến, dòng dã một canh giờ, cũng không biết hắn đang làm những gì. Chỉ có Nguyên Thành Tử mới ẩn ẩn tại biệt thự kia vừa cảm nhận được một tia như có như không trận pháp ba động. Đoán chừng Tiêu Phàm tại chỗ ở của mình cũng khai thác nhất định phòng ngự biện pháp. Như thế hợp tình hợp lý, Tiêu Phàm hiện tại hành vi, trên thực tế tương đương đã là cùng không cổ phái là địch. Tại Ma Cưu Đại Quốc Sư đã trở về rơi giả bang, tự mình tỏa trấn Ma Cưu trang viên dưới tình hình, cẩn thận một chút tuyệt đối không có chỗ xấu. Hoàng Thanh Vân phòng ngủ, trở nên đề phòng xâm nghiêm. Trong phòng ngủ đồ dùng trong nhà đều bị chuyển qua một bên, đem vị trí giữa thanh để trống. Hoàng Thanh Vân khoanh chân ngồi tại chính giữa, Tiêu Phàm ngồi đối diện với hắn, Nguyên Thành Tử cùng Cơ Khinh Xa phân cư hai sừng. Những người khác không thấy bóng dáng, Nguyên Thành Tử mấy tên, vẫn tại bên ngoài phụ trách cảnh giới, đồng thời thủ hộ hai tòa đại trận, phòng ngừa thời khắc mấu chốt có người quấy rối. Tiêu Phàm hay là áo sơ mi bông, lớn quần cộc tử, chân trần xuyên một đôi hưu nhàn dài ra. Khoanh chân cùng Hoàng Thanh Vân ngồi đối diện nhau, lại là dáng vẻ trang nghiêm, mảy may cũng không bởi vì hắn loại này hippie phong cách phục sức mà thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Chữ màu đỏ càn khôn đỉnh tại Tiêu Phàm trước mặt tế lên, một điểm huyết châu nhỏ xuống trong đỉnh, chỉ chốc lát, nồng đậm vô so mùi máu tanh liền ở trong phòng tràn ngập ra. Cơ Khinh Xa không chớp mắt nhìn chằm chằm Tiêu Phàm động tác, trên mặt hơi có vẻ lo lắng. Cùng loại tình hình, trước đây không lâu nàng vừa mới trải qua một lần. Nhưng Phạm Nhạc thể nội máu hàng, là nhiều năm trước gieo xuống, khi đó Phạm Anh còn là vừa vặn nhập môn không bao lâu sơ cấp hàng đầu sư, chỗ rơi hàng đầu uy lực có hạn. Bây giờ tốt mấy năm trôi qua, Phạm Anh tu vi hẳn là tăng trưởng không ít, từ Hoàng Thanh Vân thống khổ tra tấn tình huống liền có thể nhìn ra được, máu hàng uy lực đại tăng. Tiêu Phàm mặc dù thuật pháp cao thâm, dù sao trước đây không thế nào cùng hàng đầu sư hàng đầu thuật đã từng quen biết, thất thủ khả năng họ chẳng những có, mà lại tương đối cao. Giải thuật lúc thất thủ, thường thường so thi thuật lúc thất thủ càng nguy hiểm. Nguyên Thành Tử cũng là thần sắc nghiêm túc, hai tay khép tại lớn trong tay áo, âm thầm bắt lấy một tấm bùa chú, chỉ cần một ngoài ý muốn nổi lên, lập tức liền đem phù lục tế ra đi, yêu vật. Khiến người ngoài ý chính là, lần này máu hàng vậy mà phi thường thuận lợi, còn lâu mới có được vì Phạm Nhạc giải hàng lúc như vậy phiền phức. Khi càn khôn đỉnh bên trong bay ra mùi máu tanh nồng đậm tới trình độ nhất định thời điểm. Hoàng Thanh Vân trên trán huyết mang lấp lóe, một cái đỏ tươi ướt át mặt quỷ, từ trong cơ thể hắn dần dần ló ra, tại không trung ngưng tụ thành hình, một đôi con ngươi màu đỏ ngòm một mực tiếp cận Tiêu Phàm trước mặt càn khôn đỉnh, mặt quỷ bên trên lộ ra nhân cách hóa tham lam chi ý, tựa hồ càn khôn đỉnh bên trong có một loại nào đó sự vật đối với nó có lớn lao lực hấp dẫn. Nguyên Thành Tử ánh mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới vô cực môn còn có pháp khí như vậy. Có thể dễ như trở bàn tay đem loại nhập thể nội hàng đầu ra, đây quả thực là chuyên môn khắc chế hàng đầu thuật thần khí. Mắt thấy yêu vật nhanh như vậy liền bị phun ra, Cơ Khinh Xa cũng cảm thấy kinh ngạc, nghĩ lại, lập tức giật mình. Lúc trước vì Phạm Nhạc giải hàng như vậy phí sức, mấu chốt ngay tại ở hàng đầu thuật ở trong cơ thể hắn dây dưa thời gian quá dài, thậm chí đã biến thành thân thể của hắn một bộ phân, muốn ra, độ khó đương nhiên phải lớn hơn nhiều. Mấy năm này Phạm Anh vì truy cầu hàng đầu thuật uy lực, một mực tẩu thiên phong. Máu hàng uy lực là tăng lớn thêm không ít, cùng nó đồng thời, nhưng cũng có không nhỏ thiếu hụt. Tỷ như nói, yêu vật định lực không đủ, có lẽ chính là thiếu hụt một trong. Tiêu Phàm ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nhìn qua kia huyết hồng mặt quỷ, bốn mắt nhìn nhau. Mặt quỷ bỗng nhiên về sau co rụt lại, tựa hồ đối với Tiêu Phàm tràn đầy vẻ sợ hãi, băn khoăn lấy không dám hướng phía trước. Cơ Khinh Xa song mi lại là một dương, chẳng lẽ quỷ vật này lại nhưng đã thông linh? Có thể cảm giác được Tiêu Phàm người mang bắt đầu kính dạng này thuần dương chí bảo, là hết thảy tà mị quỷ vật khắc tinh. Tiêu Phàm sắc mặt không thay đổi, miệng lẩm bẩm, càn khôn đỉnh bên trong bay ra huyết tinh chi khí, càng thêm nồng đậm. Lại rằng qua một lát, quỷ vật sốt cục không chống chịu được, một tiếng sắc nhọn quỷ kêu, bỗng nhiên hướng về càn khôn đỉnh đánh tới, mở ra huyết bồn đại khẩu, khí thế hùng hổ muốn đem càn khôn đỉnh một ngụm nuốt vào, càn khôn đỉnh quang hoa đại phóng, một cái đỏ tươi hỗn độn đồ án nổi lên. Thoáng qua ở giữa, liền huyễn hóa thành một chương to lớn tia, quay đầu đem quỷ vật bao khỏa trong đó. Quỷ vật kinh hãi,
lập tức trở nên cuồng bạo không thôi, liều mạng vặn vẹo giãy giụa, muốn tránh thoát máu trói buộc, thê lương quỷ minh thanh âm, đâm được lòng người bên trong từng đợt phát hàn. Hiển nhiên càn khôn đỉnh bên trong bắn ra huyết sắc tia bắt đầu vặn vẹo biến hình, tựa hồ lúc nào cũng có thể bị quỷ vật thoát khốn mà ra, Nguyên Thành Tử song mi vén lên, liền muốn tế ra trong tay phù lục, trợ Tiêu Phàm một chút sức lực. Tật, chỉ nghe hét lớn một tiếng, Tiêu Phàm tay phải năm ngón tay thành hổ trảo chi hình, bỗng nhiên hướng về phía trước chộp tới. Giữa không trung, một con to lớn máu bàn tay màu đỏ trống rỗng nổi lên, hướng về liều mạng giãy giụa quỷ vật ra sức vồ một cái mà hạ. Quỷ vật tựa hồ biết bàn tay này lợi hại, lại là rít lên một tiếng, bỗng nhiên hướng xuống lùi bước. Kết quả huyết hồng tia lại một lần nữa quang mang đại thịnh, bao vây lấy cùng đường mạt lộ quỷ vật, bỗng nhiên kéo tiến vào càn khôn đỉnh bên trong. Quỷ kêu thanh âm, im bặt mà dừng, toàn bộ phòng ngủ, lập tức trở nên yên tĩnh đến cực điểm. Phù phù một tiếng, ngồi xếp bằng lấy Hoàng Thanh Vân bỗng nhiên té ngã trên đất, không nhúc nhích, như có lẽ đã ngất đi. Tiêu Phàm không để ý tới Hoàng Thanh Vân, bàn tay một dương, mini càn khôn đỉnh liền đến ở trong tay, quan sát tỉ mỉ thêm vài lần, hài lòng gật gật đầu, lại trái ngược tay, càn khôn đỉnh liền không thấy bóng dáng. Nguyên Thành chân nhân đại hỉ, đưa trong tay phù lục thu vào, hướng Tiêu Phàm vừa chắp tay, ha ha cười nói, chúc mừng Tiêu chân nhân, đại công cáo thành. Quả nhiên là thần hồ kỳ kỹ, bội phục a. Tiêu Phàm cười cười, nói, may mắn mà thôi, không dám nhận Nguyên Thành chân nhân quá khen. Tiêu chân nhân cũng không cần khiêm tốn, tối nay, ta xem như mở rộng tầm mắt. Thật không nghĩ tới, ta nói môn thần thông, còn có thể như thế thi triển. Từ nay về sau, Ngọc Dương Quan lại nhiều một hạng tuyệt kỹ, tất cả đều là bái Tiêu chân nhân ban tặng, ha ha. Lão đạo sĩ cười đến rất là vui vẻ. Lúc này, nhìn như ngất đi Hoàng Thanh Vân lại hồi tỉnh lại, giãy giụa lấy ngồi thẳng người, hướng về Tiêu Phàm thật sâu bái ăn vào, run giọng nói, nhiều tạ Tiêu chân nhân ân cứu mạng. Hoàng Thanh Vân phấn thân toái cốt cũng khó có thể báo đáp Tiêu chân nhân đại ân. Hoàng Thanh Vân lời nói này, quả thật là xuất phát từ nội tâm. Có cái thời điểm, bỗng nhiên giáng lâm tử vong cũng không đáng sợ, nhưng loại kia ngứa lạ vô so, sống không bằng chết tra tấn, lại thực tế không phải người có thể tiếp nhận. Tiêu Phàm đưa tay nhẹ nhàng nâng lên một chút, ôn hòa nói, Hoàng tiên sinh không cần như thế. Thiện chí giúp người, rộng tích công đức, là ta vô cực môn môn quy. Lịch đại tổ sư dạy bảo, không dám vi phạm. Hoàng Thanh Vân ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy cảm kích, không biết nói cái gì cho phải. Cùng lúc đó, cách hoàng gia cách đó không xa một tòa trong đại trạch viện, một gian bố trí được âm trầm kinh khủng trong mật thất, một người đàn ông tuổi trung niên chính khoanh chân ngồi tại một chương trên giường gỗ, hai tay trùng điệp đặt ở nơi bụng, nhắm mắt dưỡng thần. Mật thất không có mở ra đèn điện, chính là giường gỗ trước đó, một chương đen nhánh trên bàn nhỏ, điểm một ngọn đèn dầu, đèn đuốc chợt sáng chợt tắt. Đem nam tử trung niên cái bóng chiếu rọi tại trên vách tường, lộ ra 10 điểm quỷ dị. Mặt quỷ bị càn khôn đỉnh thu lấy nháy mắt, nam tử trung niên bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt lập tức mở ra đến, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra, nam tử trung niên tự lẩm bẩm một câu, cảm giác bên trên, bỗng nhiên cùng máu hàng mất đi liên hệ. Tòa này khoảng cách hoàng phủ không xa đại trạch viện, chính là Phạm gia phủ đệ. Tên này âm trầm trầm nam tử trung niên. Dĩ nhiên chính là Phạm gia trước mắt gia trưởng Phạm Anh. Dưới đang bị người trên thân hàng đầu bỗng nhiên mất đi liên hệ, với hắn mà nói, ngược lại cũng không phải chưa từng xảy ra. Bình thường đến nói, bị rơi hàng đầu người tử vong, hàng đầu thuật cũng liền tùy theo mất đi hiệu lực. Hoặc là bị rơi hàng đầu người cùng hắn cách xa nhau khoảng cách quá xa, loại này tâm linh cảm ứng cũng sẽ đoạn tuyệt. Chẳng lẽ, Hoàng Thanh Vân đã chết rồi? Lại hoặc là, hắn rời xa Lạc Già Thành, trong đêm chạy trốn rồi? Có vẻ như cái này hai loại khả năng họ, đều không phải rất lớn. Đối với mình dưới máu hàng thuật, Phạm Anh trong lòng hiểu rõ, uy lực cố nhiên rất lớn, nhưng có Ngọc Dương Quan cái kia lỗ mũi châu lão đạo ra mặt, Hoàng Thanh Vân còn không có nhanh như vậy liền chết, hẳn là còn có thể lại kéo dài hơi tàn mấy ngày. Về phần phá giải, kia là nghĩ cùng đừng nghĩ, Phạm Anh đối với mình hàng đầu thuật, phi thường tự tin. Rời đi Lạc Già Thành, Phạm Anh cũng cảm thấy không đáng tin cậy. Cái này ngay miệng. Hoàng Thanh Vân sợ là đã sớm biến thành toàn thân máu me nhảy nhụa quái thai đi. Liền kinh khủng bộ dáng, có thể chạy đi nơi đâu. Lại nói, chạy đến nơi khác đi có làm được cái gì. Còn không phải một con đường chết, thế nhưng là, vì cái gì liên hệ lại đột nhiên chặt đứt đâu. Phạm Anh trầm ngâm một lát, không bắt được trọng điểm, trong mắt hung quang lóe lên, miệng lẩm bẩm, một đoạn tối nghĩa chú ngữ ở trong mật thất nhẹ nhàng về vang lên.
Trong mật thất bỗng nhiên nổi lên một trận âm phong, một đạo mơ hồ không rõ bóng người, trống rỗng xuất hiện tại giường gỗ trước đó. Đạo nhân ảnh này cực kỳ mơ hồ, vóc dáng thấp nhỏ như trẻ con, tại âm phong bên trong không ngừng chập chờn, tựa hồ lúc nào cũng có thể biến mất không thấy gì nữa. Đi, đi hoàng gia nhìn xem, chú ý cái kia lỗ mũi châu lão đạo, tận lực tránh đi hắn, có cái gì không đúng, lập tức quay lại. Phạm Anh thấp giọng phân phó nói, giống như cùng một cái rất quen thuộc những người đang nói chuyện như. Lại là một trận âm phong thổi qua, cái kia đạo mơ hồ quỷ ảnh liền hư không tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chương 460, Hoàng Thanh Vân kế hoạch. Hoàng Thanh Vân trong phòng ngủ, Tiêu Phàm buông xuống giấy bút, đem vừa mới viết xong phương thuốc giao cho Hoàng Cao Huy. Cứ việc Hoàng Thanh Vân thể nội máu hàng đã bị hắn thu phục, cuối cùng bị thứ này tai họa 10 ngày qua, khoảng thời gian này, cơ hồ là cơm nước không tiến vào, dựa vào tĩnh mạch đẩy chú chút dịch dinh dưỡng tại duy trì sinh mệnh, thân thể quả thực thiệt thòi lớn, cần phải thật tốt điều trị một chút. Hoàng Cao Huy dưới mắt đối Tiêu Phàm đã là khăng khăng một mực kính phục, ngay cả vội vàng hai tay tiếp nhận phương thuốc. Tiêu Phàm đem chú ý hạng mục phân phó hắn vài câu, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, nói, Hoàng tiên sinh, Hoàng đại thiếu, còn có một việc, cũng muốn cùng các ngươi nói một câu. Hoàng Thanh Vân liên tục không ngừng nói, Tiêu Chân Nhân cứ việc phân phó. Phân phó không dám nhận, chuyện này, là liên quan tới Hoàng Nhị Thiếu cùng Phạm Linh Tiểu Thư. Cái này hai người trẻ tuổi ở giữa sự tình, không biết Hoàng Nhị Thiếu có hay không cùng Hoàng Đại Thiếu nói rõ chi tiết qua. Hoàng Cao Huy có chút trợn tròn mắt, thực tế không nghĩ tới giờ này khắc này, Tiêu Phàm thế mà lại nâng lên hai người trẻ tuổi yêu thương. Tại Hoàng Cao Huy nghĩ đến, chuyện như vậy, thật quá tiểu, nơi nào đáng giá Tiêu Phàm như vậy đại nhân vật đi đặc biệt chú ý. Hơi sửng sốt một chút về sau. Hoàng Cao Huy rất nhanh liền lấy lại tinh thần, bận bịu tức nói, Dũng Huy mới vừa rồi cùng ta nhắc qua. Tiêu Phàm mỉm cười, nói, như vậy cũng tốt, từ tướng mạo đến xem, hai người bọn họ có vợ chồng duyên phân. Nếu như có thể nói, còn xin Hoàng tiên sinh cùng Hoàng đại thiếu tận khả năng chu toàn việc này. Có lẽ tương lai có thể dựa vào cái này hóa giải Hoàng Phạm hai nhà ân oán, khai sáng một cái toàn cục diện mới. Hoàng Thanh Vân hay là lần đầu nghe nói chuyện này, không khỏi nhìn Hoàng Cao Huy một chút. Hoàng Cao Huy lập tức hướng phụ thân giải thích nói, là Phạm Nhạc tiên sinh đường muội, Phạm Cao Minh lão tiên sinh nữ nhi, năm ngoái qua đời, trong nhà thiếu chút nợ nần. Trước mắt Phạm Linh tiểu thư tại Kim Hải bờ khách sạn diễn nghệ đại sảnh diễn xuất, Dũng Huy rất thích nàng. Hoàng Thanh Vân đầu não gì cùng thông minh, nháy mắt liền làm rõ ràng trong đó liên quan, cứ việc Phạm Linh tại Kim Hải bờ khách sạn diễn nghệ đại sảnh diễn xuất, để hắn hơi có điểm không thể tiếp nhận, nhưng nếu là Tiêu Phàm ở trước mặt nhắc lên việc này, về tình về lý, dưới mắt cũng không thể cự tuyệt. Lại nói, Tiêu Phàm nói hai người trẻ tuổi có vợ chồng duyên phân, dạng này thần tiên nhân vật nhìn qua tướng mạo, tất nhiên sẽ không sai. Ha ha, hai người trẻ tuổi ở giữa sự tình, thế mà cũng làm cho Tiêu Chân Nhân dạng này hao tâm tổn trí, ta thay mặt khuyển tử hướng Tiêu Chân Nhân sâu đồng hồ cảm tạ. Đã nhiên Tiêu Chân Nhân đều nói như vậy, kia cái này hai người trẻ tuổi khẳng định là hữu duyên có phần, chúng ta hoàng gia thật cao hứng có thể cùng Phạm Nhạc tiên sinh trở thành thân thích. Tương lai Hoàng Phạm hai nhà chẳng những có thể vứt bỏ hiềm khích lúc trước, còn có thể bắt tay hợp tác đâu. Hoàng Thanh Vân vô cùng có quyết đoán, cơ hồ không có nửa phân do dự, lập tức đáp đồng ý xuống tới. So ra mà nói, Hoàng Thanh Vân so Hoàng Cao Huy nhìn càng thêm xa. Hoàng Thanh Vân rất rõ ràng đem Phạm Nhạc xem như Phạm gia tương lai gia trưởng, kia xây dựng ở một cái cơ sở bên trên nhất định phải làm rơi Phạm Anh, Phạm Nhạc mới có thể thượng vị. Kết quả như vậy. Hoàng Thanh Vân thực tế quá thích ý kiến đến. Mặc kệ cái kia gọi Phạm Linh nữ hài tử có phải là lớn lên giống khủng long, đều không tại Hoàng Thanh Vân yêu trước tiên nghĩ phạm vi bên trong. Huống chi Hoàng Dũng Huy như vậy thích nàng, chắc hẳn khẳng định dáng dấp sẽ không quá khó coi. Tiêu Phàm gật đầu cười, đang muốn mở miệng, sắc mặt bỗng nhiên hơi đổi. Nguyên Thành Tử cũng là song mi nhẹ nhàng vừa nhấc, tựa hồ cũng phát giác được một loại nào đó dị dạng. Xem ra có khách trước tới bái phỏng. Hoàng tiên sinh, ngươi nay buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi. Khoảng thời gian này, ta đề nghị ngươi hay là tận lực không nên đi ra ngoài, trước dưỡng tốt thân thể lại nói. Ở đây, trên cơ bản là vô cùng an toàn, Tiêu Phàm sắc mặt lập tức khôi phục bình thường, nhu hòa nói. Hoàng Thanh Vân luôn miệng nói, đương nhiên, hết thảy đều chiếu Tiêu Chân Nhân phân phó xử lý. Trước mắt loại tình hình này, hắn cũng không dám tùy tiện rời đi cửu cung bát quái đại trận che chở. Như là đã triệt để vạch mặt. Phạm Anh ra tay với hắn lần thứ nhất, liền sẽ không lại có bất kỳ cố kỵ gì.
y theo Phạm Anh họ Cách, nhất định sẽ muốn đem hắn dồn vào tử địa cho thống khoái. Tốt, vậy chúng ta trước cáo từ. Nguyên Thành Tử cùng Hoàng Thị Phụ Tử liền vội vàng đứng lên đưa tiễn. Ra ngoài lễ tiết, Hoàng Cao Huy nghĩ muốn đích thân đưa Tiêu Phàm về đãi khách biệt thự đi, Tiêu Phàm khoát tay áo, ngừng lại hắn, nói, Hoàng Đại Thiếu sớm nghỉ ngơi một chút, quá muộn. Hoàng Cao Huy còn muốn khách khí, Cơ Khinh Sa nhẹ nhàng cười một tiếng, thấp giọng nói, Hoàng Đại Thiếu, có chút đồ không sạch sẽ tới, Hoàng Đại Thiếu hay là ở chỗ này tương đối an toàn. Hoàng Cao Huy giật nảy cả mình, sắc mặt bá mà trở nên, miệng há lớn, lại nói không ra lời. Dù là Hoàng Cao Huy tại trên thương trường sát phạt quyết đoán, cực kỳ thông minh tháo vát, đối mặt loại này không phải sức mạnh tự nhiên, lại là nửa phân kháng cự chi lực cũng vô, không phải do hắn không sợ. Đợi ở chỗ này không ngại sự tình, có trận pháp bảo hộ. Phạm Nhạc thêm một câu như vậy, đã Hoàng Thanh Vân cùng Hoàng Cao Huy đều đồng ý Hoàng Dũng Huy cùng Phạm Linh kết giao, rất nhanh bọn hắn liền lại biến thành thân thích. Phạm Nhạc đối Hoàng gia huynh đệ cảm nhận, đều cũng không tệ lắm. Nhất là Hoàng Dũng Huy, ngây thơ một chút, tâm địa lại rất tốt, Phạm Linh về sau cùng hắn, tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Hoàng Thanh Vân đưa mắt nhìn Tiêu Phàm đám người thân ảnh dần dần biến mất ở trong màn đêm, nụ cười trên mặt dần dần thu liếm, đối Nguyên Thành Tử nói, thất thúc, có phải là có gì không ổn rồi? Liền vừa rồi, Nguyên Thành Tử sắc mặt biến hóa, Hoàng Thanh Vân xem sớm đến. Nguyên Thành Tử nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, có đồ không sạch sẽ tiến đến. Hoàng Thanh Vân sắc mặt lập tức biến, bất quá lập tức lại chấn định lại, có thất thúc ở đây tỏa chấn, tăng thêm hai tòa đại trận phòng hộ, nơi này khẳng định không có chuyện gì, nghĩ nghĩ, nói thất thúc, ngài cảm thấy, vị này Thiêu Chân Nhân, là loại nào ý đổ đến. Người tại hoài nghi gì? Nguyên Thành Tử liếc nhìn hắn một cái, nói, ngữ khí có chút không vui. Hiển nhiên, Nguyên Thành Tử không phải như vậy có thể lý giải Hoàng Thanh Vân phương thức tư duy, người ta rõ ràng cứu hắn mệnh, hắn lại quay người lại liền bắt đầu hoài nghi người khác ý đổ đến. Hoàng Thanh Vân vội vàng nói, thất thúc, ngài đừng hiểu lầm, ta không phải đang hoài nghi Tiêu Chân Nhân, càng không phải là vong ân phụ nghĩa. Nhưng là, thất thúc, ngài nói Tiêu Chân Nhân sẽ không là thật đến nơi đây du lịch à? Chẳng lẽ là chuyên vì Phạm Nhạc chạy tới nơi này đến cho hắn báo cửu tuyết hận? Nguyên Thành Tử hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy không có loại khả năng này à? Hoàng Thanh Vân gật gật đầu, trên mặt vẻ lo lắng lại càng đậm, nói chính là bởi vì loại khả năng này họ rất lớn, ta mới lo lắng. Thất thúc, lão nhân gia ngài nghĩ, Phạm Anh mặc dù không tính là gì, nhưng sau lưng của hắn lại đứng Zino. Nhất là trước mấy thời gian, đại quốc sư đều tự mình về Ma Cưu Trang Viên. Nếu thật là toàn diện khai chiến, Tiêu Chân Nhân cố nhiên rất lợi hại, dù sao thế đơn lực bạc chút. Thắng đó là đương nhiên tốt nhất, chúng ta cũng liền bỏ đi họa lớn trong lòng. Thế nhưng là vạn nhất, chúng ta Hoàng gia phiền phức liền lớn. Một khi chọc giận Ma Cưu đại quốc sư, Lạc Gia Thành ai có thể ngăn cản lửa giận của hắn? Nguyên Thành Tử lạnh lùng nói, ngươi cho rằng, ngươi bây giờ phiền phức còn tiểu sao? Phạm Anh sớm muộn sẽ còn lại ra tay, thậm chí Zino cũng sẽ lại ra tay. Đây vốn chính là cái tử cục, không phải hắn chết chính là ngươi vong, không có con đường thứ ba có thể đi. Hoàng Thanh Vân hai mắt khẽ híp một cái, nói thất thúc, bất kể nói thế nào, chúng ta Hoàng gia cũng không thể khoanh tay chịu chết a. Nguyên Thành Tử quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt sắc bén, chậm rãi nói, có lời gì, ngươi nói thẳng, không muốn quanh co lòng vòng. Nơi này không có người ngoài. Vâng, Hoàng Thanh Vân vội vàng khom người một chút, thần thái kính cẩn. Thất thúc, lúc trước lão nhân ra người để ta thuê, Nạp Cát phái, Hàng Đầu sư, ta chuyên mời Duy Nhiều. Duy Nhiều mặc dù pháp lực, nhưng là thân phận của hắn cũng không bình thường. Ồ, hắn có thân phận gì? Hoàng Thanh Vân nhìn chung quanh một chút, hạ giọng, nói, căn cứ chúng ta điều tra. Hắn có thể là Tô Nam tiên sinh con riêng. Không có khả năng, Nguyên Thành Tử toàn thân chấn động, bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, gắt gao tiếp cận Hoàng Thanh Vân. Ngươi nghe ai nói, Hoàng Thanh Vân lại cũng không né tránh hắn nhấp nháy ánh mắt, thấp giọng nói, thất thúc, chuyện này thật là có khả năng rất lớn xác thực. Ta mời chính là cao minh nhất thám tử tư. Tô Nam tiên sinh mặc dù không có kết hôn, lại cũng không phải là không có nữ nhân. Chuyện này, tại, Nạp Cát phái, cũng không phải là cái gì bí mật. Rất nhiều người đều nói như vậy. Nguyên Thành Tử một gương mặt sớm đã chìm xuống dưới, nhưng không có lại quát lớn hắn, mà là hai tay chắp sau lưng, trong phòng ngủ chậm rãi dạo bước, chốc lát, dừng bước, nhìn về phía Hoàng Thanh Vân, chậm rãi nói, người cần phải hiểu rõ, nếu quả thật là như vậy, đây chính là một trận đại chiến. Trước kia chỉ là Phạm Anh một người muốn đối phó ngươi, ngươi còn có chỗ để thỏa hiệp.
Một khi Tô Nam cùng toàn bộ, Nạp Cát phái, đều liên lụy vào, đừng bảo là ngươi, liền xem như ta, chúng ta Ngọc Dương quan, đều không có cách nào không đếm xỉa đến. Đến lúc đó, thật sẽ là cửa nát nhà tan kết cục. Thất thúc, thật muốn như thế, cũng là mệnh chung chú định, dù sao tránh không được, còn không bằng cá chết phá. Hoàng Thanh Vân trên mặt, lộ ra cực kỳ thần sắc kiên nghị. Nguyên Thành Tử lại trầm mặc xuống, sắc mặt càng thêm ngưng trọng, Hoàng Thanh Vân hết sức chăm chú nhìn qua hắn. Bình tức tĩnh khí, nháy mắt một cái không nháy mắt. Trầm tư thật lâu, Nguyên Thành Tử thở phào một hơi, giống như là hạ quyết tâm, nói tốt, đã ngươi còn không sợ, ta một người xuất gia, có cái gì tốt sợ. Đúng vậy, cùng nó một ngày như vậy đến muộn nơm nớp lo sợ, bị người ta bước đến cùng đường mạt lộ, còn không bằng liều mạng một lần. Hoàng Thanh Vân cũng dứt khoát quyết nhiên nói, lập tức lại tăng thêm một câu, huống chi hiện tại có Tiêu Chân Nhân tương trợ, ta cảm thấy, phần thắng của chúng ta cũng không tiểu đâu. Hừ hừ, đối phó máy bay tốt nhất vũ khí là máy bay, đối phó thản khắc tốt nhất vũ khí là thản khắc. Đối phó hàng đầu sư tốt nhất vũ khí, còn phải là hàng đầu sư. Tiêu Chân Nhân nếu quả thật vì Phạm gia mà đến, có thể thành vì minh hữu của chúng ta. Nhưng ngươi không thể tồi tệ hơn thanh tất cả hy vọng đều ký thác ở trên người hắn. Nguyên Thành Tử mặt âm trầm nhắc nhở hắn vài câu. Hoàng Thanh Vân vội vàng nói, đạo lý này ta minh bạch. Nạp Cát phái, bên kia đã truyền đến tin tức. Tô Nam đại sư một mực tại bế quan, nhưng đã sai khiến ba tên hàng đầu sư đi suốt đêm tới, chuẩn bị điều tra duy nhiều nguyên nhân cái chết. Nguyên Thành Tử nhẹ gật đầu. Ngươi ghi nhớ, mặc kệ ngươi có kế hoạch gì, đều muốn trước cùng ta điện thoại cái. Cái này đương nhiên, đại cục vẫn là phải dựa vào thất thúc lão nhân gia ngài đến tự mình chủ trì. Hoàng Thanh Vân lập tức hướng Nguyên Thành Tử khom người một chút, kính cẩn nói. Chương 461, mấy thứ bẩn thỉu. Xa xa. Nhìn thấy đãi khách biệt thự, Tiêu Phàm rất khách khí đem đưa bọn họ chạy tới Hoàng Phủ Bảo Tiêu đuổi đi. Phạm Nhạc có chút nghi hoặc, nhẹ giọng nói, giống như không có gì dị thường. Câu nói này hỏi chính là Cơ Khinh Sa, không hỏi Tiêu Phàm. Cơ Khinh Sa thần sắc trở nên nghiêm túc lên, thấp giọng nói, có dị thường. Ta cảm thấy, bất quá cái loại cảm giác này tương đối mơ hồ, Cơ Khinh Sa cũng khó có thể xác định. Tiêu Phàm cười cười, nói, đã tiến vào gian phòng của chúng ta. Ngay tại bốn phía đi dạo đâu. Phạm Nhạc biến sắc, vội vã nói kia, Lanh Canh còn trong phòng nghỉ ngơi đâu. Tiêu Phàm lạnh nhạt nói, không sao, vật kia tiến vào chính là gian phòng của ta. Nghĩ muốn đi ra ngoài, sợ là không dễ dàng như vậy. Nó kinh không dọa được Phạm Linh, yên tâm tốt. Phạm Nhạc không khỏi hoảng nhiên hiểu ra, có vẻ như vừa rồi Nguyên Thành Tử xuất lĩnh lấy môn nhân bày trận thời điểm, Tiêu Phàm trở lại bên này biệt thự đi dạo một hồi lâu. Tình cảm đã sớm bố trí tốt chuẩn bị ở sau, chỉ còn chờ vật kia đến từ ném la. Tiêu Phàm, ngay cả cái này cũng có thể tính tới. Phạm Nhạc lại là có chút nửa tin nửa ngờ, cái này bói toán chi thuật, không khỏi quá thần kỳ chút. Tiêu Phàm lắc đầu, nói, lúc này không có lên quẻ, chỉ là dự làm chuẩn bị thôi. Đã đến nơi này, hướng về người ta xuất thủ, tổng cũng phải đề phòng mấy phân. Lời này ngược lại là lẽ phải. Lập tức ba người tiến vào biệt thự. Hướng về Tiêu Phàm cùng Cơ Khinh Sa ở phòng xếp đi đến. Vừa một tiến vào biệt thự, không khí lập tức khác biệt, âm phong trận trận, Phạm Nhạc nhìn không được dùng mình một cái, dù hắn võ nghệ cao cường, dũng khí rất hào, cũng không nhịn được trong lòng lật lật, bốn phía quan sát. Thực tế có nhiều thứ, không phải sức người chỗ có thể chống đỡ, huống chi Phạm Nhạc hay là bị nhiều thua thiệt người. Cơ Khinh Sa cũng ngưng thần đề phòng, chỉ có Tiêu Phàm vẫn trấn định như cũ tự nhiên, dưới chân không chậm không nhanh. Đưa tay đẩy cửa phòng ra. Hô một tiếng, một trận thê lương âm phong bỗng nhiên hướng về bên này lao đến. Trong cơn mông lung, chỉ thấy một đạo mơ hồ bóng đen quấn tại âm trong gió, bồng bềnh mà tới. Trở về, Tiêu Phàm lạnh hừ một tiếng, tay phải ngón giữa và ngón trỏ cùng nhau, hư không họa mấy lần, lại cũng chỉ như kích, hướng phía trước bỗng nhiên một điểm, thấp giọng quát nói. Một cỗ so âm phong càng thêm mạnh mẽ mãnh liệt gió lốc tịch đi lên, đón đầu đụng vào. Âm phong lập tức như là nhận trọng kích, lui về sau đi, Phạm Nhạc trong tai, mơ hồ nghe tới một trận chi chi âm thanh, lập tức toàn thân nổi da gà nổi lên, rất không thoải mái. Tiêu Phàm chậm rãi vào cửa, mở ra phòng khách đèn lớn, lập tức quang hoa lóa mắt. Trong phòng khách sáng sáng trưng, trống rỗng, nơi nào nhìn được cái gì vật kỳ quái. Bất quá thoáng qua ở giữa, vật kia liền bóng dáng không gặp. Chạy rồi, Phạm Nhạc hỏi, chạy không được, Tiêu Phàm cười cười, cổ tay khẽ đảo. Một viên mai rùa lấy ra, chính là vô cực môn trấn giáo tam bảo một trong huyền vũ giáp. Huyền giáp vừa xuất hiện,
lập tức liền tại Tiêu Phàm trong tay chấn động. Tiêu Phàm hai mắt vung mạnh, hướng về đông bắc phương hướng nơi hẻo lánh bên trong nhìn lại, nơi đó đứng thẳng một con to lớn cảnh thái lam bình hoa, có chiều cao hơn một người, cực điểm xa hoa. Tiêu Phàm lấy ra một viên màu vàng phù lục, tay phải bấm quyết, thì thào niệm chú. Tật, chỉ thấy phù lục đằng không mà lên, thật giống như có một con bàn tay vô hình nâng, chậm rãi hướng về to lớn cảnh thái lam bình hoa bay đi. Phù lục chưa bay đến cảnh thái lam bình hoa phía trên, chỗ miệng bình bỗng nhiên tuôn ra một cỗ âm phong, nguyên bản ấm áp phòng khách lập tức trở nên lạnh lẽo thấu xương. Mà sáng tỏ thủy tinh đèn treo, cũng tại thời khắc này bỗng nhiên dập tắt. Mượn nhờ ngoài cửa sổ thanh lãnh ánh trăng, chỉ thấy cảnh thái lam miệng bình hắc phụ lăn lộn, một đạo mơ mơ hồ hồ bóng người nhô ra thân trên, hướng về phía không trung phù lục một tiếng sắc nhọn tê minh, tựa hồ 10 điểm phẫn nộ. Phẫn nộ bên trong, lại xen lẫn nhẹ nhẹ kinh hoàng chi ý. Lập tức, trong phòng âm phong nổi lên, kia mơ hồ bóng người hơn nửa người đều từ cảnh thái lam trong bình hoa xông ra, ngưng thần ra vẻ, tựa hồ muốn đối lăng không mà đến phù lục tiến hành công kích. Đã đến, vậy liền lưu lại đi. Tiêu Phàm cười lạnh, nói, kiếm tay phải quyết hướng phía trước một chỉ. Nguyên bản chậm rãi hướng về phía trước phù lục thoáng qua ở giữa trở nên lóng lánh ánh sáng đỏ, nhanh như mũi tên, hướng về mơ hồ bóng người kích bắn đi. Mơ hồ bóng người vung vẩy hai tay, muốn ngăn cản, trong nháy mắt, phù lục đã trước mắt, chỉ thấy hồng quang chớp loạn, một tiếng trầm trầm quái khiếu, âm phong vừa thu lại. Thủy tinh đèn treo nặng lại trở nên sáng tỏ óng ánh, trong phòng khách yên lặng, không có chút nào dị thường. Chỉ có cảnh thái lam chỗ miệng bình, nhiều một chương lấy chu sa tô lại liền màu vàng phù lục, nhìn qua cũng là bình thản không có gì lạ, cũng vô chỗ đặc biệt gì. Phong bế rồi, Phạm Nhạc lại gắt gao tiếp cận cái kia cảnh thái lam bình hoa, như Lâm Đại Địch nói. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, chậm rãi đi tới phòng khách sofa ngồi xuống. Thứ này, ta trước kia nghe nói qua, giống như rất lợi hại. Phạm Nhạc trần trờ nói, hiện tại xem ra, tại Tiêu Phàm thủ hạ, thứ này cơ hồ không thể chống đỡ một chút nào, một đang lúc trở tay, liền bị Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cười nói, đây là bởi vì, thứ này tế luyện thời gian không dài, tế luyện nó người, công lực cũng không đủ. Xúc quỷ, cơ hồ là mỗi một cái có thành tựu hàng đầu sư bắt buộc công khóa. Tại hàng đầu thuật bên trong, xúc quỷ có đặc biệt ý nghĩa quan trọng. Bí mật tìm hiểu tin tức, theo dõi địch nhân, tại địch nhân không có chút nào phòng bị tình hình hạ lạc hàng đầu cùng các loại, đều muốn dựa vào xúc dưỡng quỷ vật đi hoàn thành. Tương đối mà nói, hàng đầu sư an toàn của mình càng có bảo hộ. Nhưng vừa mới nhập môn hàng đầu sư, nhưng không có cái này năng lực xúc quỷ. Cũng nên nền vững chắc cơ sở, chuẩn bị sẵn sàng, phương có thể bắt đầu nếm thử. Phạm Anh trước đây ít năm mới giữa đường xuất ra học tập hàng đầu thuật, coi như thiên phú lại cao, ngắn ngủi mấy năm thời gian, công lực cũng không có khả năng quá cao. Xúc quỷ chi pháp, đoán chừng cũng học tập không đến bao lâu. Chỗ xúc quỷ vật năng lực không mạnh, chính hợp tình hợp lý. Giống hắn dạng này giữa đường xuất ra hàng đầu sư, trong vài năm liền có thể bắt đầu xúc quỷ, đồng thời thúc đẩy quỷ vật tìm hiểu tin tức, thậm chí còn dám đối vô cực môn phù lục làm ra đối kháng cử chỉ. Đã rất không tệ, có thể xưng tiến bộ thần tốc. Xem chừng đây cũng là bởi vì Zino chịu hao tâm tổn trí dạy bảo nguyên nhân. Phạm Nhạc, mệt mỏi một ngày, đi nghỉ trước đi. Tiêu Phàm bắt đầu hạ lệnh trục khách, Phạm Nhạc gật gật đầu, cũng không nói nhiều, quay người liền đi ra ngoài. Ban đầu, Phạm Nhạc kiên trì muốn về Lạc Gia Thành, chính là bởi vì cơ khinh xa nguyên nhân, nhưng cái này mấy ngày kế tiếp, trong bất chi bất giác, liền bắt đầu lấy Tiêu Phàm làm chủ. Tiêu Phàm lại hướng Cơ Khinh Sa nhìn lại, Cơ Khinh Sa cười nói, nhìn ta làm gì, còn muốn đuổi ta đi à? Người ta liền cho hai ta an bài cái này một buồng. Lớn không được đợi chút nữa ta giường ngủ ngươi ngủ ghế sofa tốt. Tiêu Phàm không khỏi lắc đầu, cũng là cười một tiếng. Tối nay, sợ là không có giấc ngủ, cùng Phạm Nhạc vừa ra khỏi cửa, Tiêu Phàm liền đem càn khôn đỉnh lấy ra ngoài, nhẹ nhàng bày ra tại trước mặt trên bàn trà. Tay phải ngón giữa và ngón trỏ hướng về tiểu đỉnh một chỉ, một cỗ pháp lực bắn ra, càn khôn đỉnh thân đỉnh bên trên chữ màu đỏ hoa văn bắt đầu chậm rãi nhúc nhích. Cơ Khinh Sa ở một bên không chớp mắt nhìn xem, chỉ chốc lát, chỉ thấy miệng đỉnh huyết quang lấp lóe, lộ ra một con mơ mơ hồ hồ mặt quỷ, chính là trước đây không lâu Tiêu Phàm ở bên kia trong phòng ngủ từ Hoàng Thanh Vân trên thân thu lấy máu hàng chi linh. Bất quá dưới mắt cái này mặt quỷ hai mắt nhắm nghiền, một bộ buồn bã ỉu xìu dáng vẻ. Hiển nhiên tại càn khôn đỉnh bên trong sống được không đủ tưới nhuần. Cái này càn khôn đỉnh là vô cực môn lịch đại trưởng giáo tổ sư tự mình trưởng quản bảo vật chấn giáo, không biết bị bao nhiêu đại năng chi sĩ ở trong đó khắc họa đạo văn của mình,
chỉ là một con dưới cùng quỷ vật, đã bị Càn Khôn đỉnh thu nạp trong đó, nếu là còn có thể gây sóng gió, đó mới là kỳ quặc quái gở. Càn Khôn đỉnh nguyên vốn là có an hồn tác dụng, nghe nói lịch đại trưởng giáo tổ sư Quy Thiên về sau, đều sẽ đem một sợi hồn phách an trí tại Càn Khôn đỉnh bên trong, nghe nói có thể lịch ngàn vạn năm mà không tiêu tan. Phải chăng coi là thật như thế, ngay cả Tiêu Phàm đều không phải rõ ràng như vậy. Nhưng bây giờ Càn Khôn đỉnh bị Tiêu Phàm dùng để bắt giữ quỷ vật, ngược lại cũng coi là mở ra lối riêng. Tiêu Phàm quan sát đến kia hai mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích quỷ vật, song mi có chút nhau. Ngươi dự định xử trí như thế nào vật này? Trực tiếp luyện hóa a? Cơ Khinh Sa nhịn không được hỏi. Ta nghĩ cẩn thận nghiên cứu một chút. Làm sao nghiên cứu? Cơ Khinh Sa lập tức mừng rỡ. Nàng tại Lạc Gia Thành du học, học tập huyền thuật, đối hàng đầu thuật vốn là cực cảm thấy hứng thú. Cơ Khinh Sa tin tưởng vững chắc, chỉ cần đem hàng đầu thuật nghiên cứu triệt để, đối với mình sở tu huyền thuật, khẳng định cũng có lợi ích to lớn. Chỉ là trước đó, Cơ Khinh Sa biết rõ nghiên cứu chi đạo, chính là mình học tập hàng đầu thuật, thành vì một cái hàng đầu sư. Đây cũng là Cơ Khinh Sa không thể tiếp nhận, nàng là Hà Lạc Âm Dương phái truyền nhân chính tông, làm sao có thể bỏ vốn cầu kết thúc, đem hàng đầu thuật là chủ công phương hướng. Bây giờ nghe Tiêu Phàm ý tứ này, hắn còn có biện pháp khác. Ta dự định cùng vật này câu thông một chút thử một chút. A, à, dù là Cơ Khinh Sa kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi chố cả mắt. Tiêu Phàm nhìn nàng một chút, nói, không cần kinh ngạc, hàng đầu sư không liền có thể cùng bọn chúng câu thông a? Không phải làm sao xúc quỷ, làm sao khu quỷ, nhưng ngươi không phải hàng đầu sư a? Cơ Khinh Sa ngập nước mắt to chừng phải căng tròn, mặt mũi tràn đầy không chịu tin thần sắc. Ngươi quên ta lần trước nói cho ngươi sao? Lần trước nói, cái gì, là, luân hồi tướng ác quỷ nói. Cơ Khinh Sa bỗng nhiên ngồi thẳng người, kinh hô lên. Đúng, luân hồi tướng sáu đạo, có địa ngục đạo cùng ác quỷ nói, mặc dù địa ngục đạo còn có hai cái pháp tướng cùng khẩu quyết không có thu thập đủ, nhưng ác quỷ nói đã đầy đủ. Kia liền có thể thử một chút, cùng thứ này câu thông. Nếu như có thể được lời nói, ta thanh, ác quỷ nói, khẩu quyết cùng pháp tướng truyền thụ cho ngươi. Truyền thụ cho ta, Cơ Khinh Sa lại một lần nữa ngây người. Diệp Cô Vũ đã từng minh xác yêu cầu nàng làm tới ác quỷ nói. Hoàn chỉnh khẩu quyết cùng pháp tướng, Cơ Khinh Sa luôn cảm thấy nhiệm vụ này rất khó hoàn thành. Dù sao đây chính là vô cực môn trưởng giáo chủ tu, cái kia có khả năng truyền cho ngoại nhân. Không nghĩ tới Tiêu Phàm bỗng nhiên chủ động nói ra, muốn đem pháp tướng khẩu quyết truyền thụ cho nàng. Coi là thật có chút đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu hương vị. Vì cái gì, Cơ Khinh Sa vẫn chưa vui mừng quá đỗi, ngược lại nghi hoặc bất an hỏi. Nàng hiện tại bất quá là giả mạo Tiêu Phàm bạn gái mà thôi, lại không phải là bạn gái thật. Biết rõ nguy hiểm, ngươi vì cái gì còn muốn đi theo ta Lạc Gia Thành? Tiêu Phàm hỏi ngược lại, cũng không nhìn nàng. Cơ Khinh Sa sững sờ, gương mặt xinh đẹp bên trên lập tức hiện lên hai đoàn nhàn nhạt hồng hà, duỗi ra tiêm tiêm tố thủ, nhẹ nhàng cầm Tiêu Phàm bàn tay ấm áp. Chương 462, cuồng vọng giảm nhiều đầu sư. Cách đó không xa Phạm Phủ, âm trầm trầm trong mật thất, Phạm Anh bỗng nhiên trong lòng nhảy một cái, lập tức liền trở nên bực bội bất an. Cùng Dương Đồng tâm thần liên hệ, bỗng nhiên gián đoạn. Đây là hàng đầu sư lo lắng nhất sẽ đụng phải tình hình. Hàng đầu sư xúc quỷ, còn lâu mới có được ngoại giới truyền thuyết đơn giản như vậy, chẳng những muốn lấy tự thân tinh huyết chăn nuôi quỷ vật, còn muốn cùng quỷ vật tâm thần tương thông, mới có thể thuận lợi thúc đẩy. Một khi chỗ xúc quỷ vật xảy ra bất trắc, nhẹ thì để hàng đầu sư công lực đại tổn, nặng thì tâm thần bị hao tổn, tại chỗ nổi điên. Chẳng lẽ Dương Đồng xảy ra ngoài ý muốn? Tốt tại thể nội âm đồng coi như yên tĩnh, cũng không có cái gì dị thường, để Phạm Anh thoảng qua an tâm chút. Hàng đầu sư xúc quỷ, đều là âm dương phối đôi, cái gọi là độc dương không giải cô âm khó sinh. Âm dương quỷ vật lẫn nhau ở giữa liên hệ, xa so hàng đầu sư cùng xúc quỷ ở giữa tâm thần liên hệ phải mật thiết được nhiều. Cũng mẫn cảm được nhiều, Dương Đồng nếu quả thật xảy ra ngoài ý muốn, âm đồng tuyệt sẽ không như thế yên tĩnh. Trầm ngâm nửa ngày, Phạm Anh thử nghiệm cùng Dương Đồng liên hệ hai lần, đều không hề có động tĩnh gì, lập tức đứng dậy, đi ra mật thất. Phạm Phủ kiến trúc cách cục, cùng Hoàng Phủ không kém bao nhiêu, chiếm diện tích rộng, thậm chí càng tại Hoàng Phủ phía trên. Nguyên bản Phạm Phủ quy mô cũng không có hiện tại như thế lớn, Phạm Anh đảm nhiệm gia trưởng về sau, tiến hành trắng trợn xây dựng thêm. Trở thành Hoàng Phạm Ngụy Nhiễm tứ đại gia thứ nhất, đây là Phạm Anh mục tiêu ký định, cũng là thấp nhất mục tiêu. Đêm khuya, ánh trăng như nước, toàn bộ Phạm Phủ yên lặng, cũng lộ ra 10 điểm âm trầm.
Phạm Anh một người lẳng lặng tại to lớn trong trạch viện đi tới, lặng yên không một tiếng động. Rất nhanh, Phạm Anh đi tiến vào một tòa độc lực biệt thự, tại lầu 2 một căn phòng ngủ trước dừng bước, thấp giọng từ miệng bên trong phát ra mấy lần cực kỳ quái dị kêu to. Sau một lát, trong phòng ngủ sáng lên ánh đèn, truyền đến một người trung niên nam tử rất không kiên nhẫn thanh âm. Chuyện gì, nói là bản địa thổ dân rơi ra người ngôn ngữ. Phạm Anh liền vội vàng khom người thi lễ, thấp giọng nói, sư phụ, là ta. Lại nguyên lai ở chỗ này, chính là Phạm Anh sư phụ Gino, không cổ phái thực tế người phụ trách, giảm nhiều đầu sư. Ta biết là ngươi, khuya khoát, còn chưa ngủ. Gino ngữ khí vẫn chưa trở nên bình thản, xem ra đối vị này đắc ý môn nhân cử động, bất mãn hết sức. Cái này cũng trách không được Gino sinh khí, cho dù ai một hơi cùng bốn nữ nhân dây dưa qua đi, đều sẽ gần mệt kiệt lực. Cái này mới vừa vặn chìm vào giấc ngủ, lại bị đánh thức, không đầy bụng oán khí mới là lạ. Sư phụ, ta không cảm ứng được, Dương Đồng, tồn tại. Phạm Anh cũng biết sư phụ sinh khí, liền vội vàng đem trọng điểm nói ra. Gino cũng có chút giật mình. Chuyện gì xảy ra, Phạm Anh bận bịu sắp tình huống đơn giản miêu tả một lần. Hừ, ngươi lá gan không tiểu. Gino nghe xong, không khỏi giận dữ, không khách khí chút nào quát lớn. Biết rõ hoàng gia có lão đạo sĩ kia tự mình tọa chấn, ngay cả ta đều kiêng kỵ mấy phân, ngươi cao bao nhiêu đạo hạnh, liền dám đi điều tra hắn tin tức. Quả thực là không biết trời cao đất rộng. Phạm Anh nếu thật là vừa mới nhập hành tuổi trẻ hàng đầu sư, cũng liền thôi, nghe con mới đẻ không sợ cọp. Rõ ràng đã người giới trung niên, trưởng quản lấy lớn như vậy một cái tập đoàn công ty cùng lớn như vậy một cái gia tộc, làm việc nhưng cũng như thế xúc động. Ngọc Dương quan trụ trì chân nhân, là ngươi một cái nửa đường xuất ra hàng đầu sư có thể tùy tiện khiêu chiến a. Đúng đúng, sư phụ, là ta lỗ mãng. Bị Gino răn dậy, Phạm Anh liên thanh nhận lầm, nhưng cũng vô vẻ xấu hổ. Sư phụ chính là như thế cái tính tình, nóng nảy nổ, chờ hắn mắng qua, cũng liền không sao. Những năm này, vàng bạc tài bảo cái gì không nói trước, mình tiêu vào Gino trên thân tâm huyết có thể thực không ít. Liền giờ này khắc này, ngủ ở Gino lớn kia mấy tên người hoa nữ tử, còn không phải mình hao tổn tâm cơ làm trở về. Mình cũng không kịp nếm một ngụm, liền trực tiếp dâng hiến cho sư phụ. Lúc nào, một cái thổ dân nam nhân có thể hưởng thụ dạng này diễm phúc rồi. Không có mình cung phụng, coi như Gino là giảm nhiều đầu sư, cũng không hưởng thụ được. Âm Đồng, có cái gì phản ứng a? Gino răn dậy vài câu về sau, hỏi. Tạm thời không có, Gino liền thường thường thở phào một cái, nói kia liền không sao. Ta đoán chừng, là lão đạo sĩ kia bố trí trận pháp gì, tạm thời vây khốn, Dương Đồng. Lấy đạo hạnh của hắn, muốn tiêu diệt ngươi, Dương Đồng, bất quá là một cái nhấc tay thôi. Biết ngươi là đồ đệ của ta, hắn sẽ không như vậy không có có chừng mực. Hẳn là chỉ là dạy dỗ ngươi một bài nho nhỏ, Dương Đồng, không có đại sự. Nghe giọng điệu này, Gino tương đương tự phụ. Thế nhưng là, sư phụ, lão đạo sĩ kia dù sao cũng là Hoàng Thanh Vân thất thúc. Vậy thì thế nào, nhúng tay chúng ta, không cổ phái, sự tình, Ngọc Dương quan còn không có lá gan lớn như vậy. Chẳng lẽ không biết đạo tổ sư gia đã trở lại trang viên đã đến rồi sao? Đừng bảo là nguyên thành tử, liền xem như toàn bộ Đan Mạn Quốc, cũng không ai dám cùng tổ sư gia đối nghịch. Gino ngạo nghễ nói. Phạm Anh gật đầu nói phải. Lúc trước hắn kiệt lực nịnh bợ Gino, bái nhập không cổ phái môn hạ, không phải liền là hướng về phía Ma Cưu Đại Quốc sư hiển hách uy danh đi sao? Có cái này một cái núi dựa lớn tại, chỉ cần Ma Cưu Đại Quốc sư bất tử, liền không ai dám động Gino, cũng liền không ai dám thật đem hắn Phạm Anh thế nào. Bất quá, sư phụ, ta nhận được tin tức, Nạp Cát phái, ba vị hàng đầu sư, ngày mai liền sẽ cảm thấy lạc giả thành. Nạp Cát phái, Gino hừ lạnh một tiếng, ngữ khí càng thêm khinh thường. Nếu như đặt trước kia, Ma Cưu chưa trở thành đại quốc sư trước đó, nghe tới Nạp Cát phái ba chữ, Gino tuyệt không dám lộ ra dạng này ngữ khí tới. Dù coi như hiện tại, tại rất nhiều hàng đầu sư trong suy nghĩ, Nạp Cát phái cũng vẫn như cũ mạnh hơn không cổ phái. Loại này nội tình tích lũy, không phải dựa vào một người nào đó trong khoảng thời gian ngắn có thể đảo ngược. Qua nhiều năm như vậy, trở thành đại quốc sư hàng đầu sư không chỉ một vị, xuất từ khác biệt bè cánh, nhưng Nạp Cát phái từ đầu đến cuối đều là công nhận mạnh nhất hàng đầu thuật lưu phái, chí ít là một trong. Người đi đi, không cần lo lắng, liền xem như, Nạp Cát phái, người đến, thì phải làm thế nào đây? Hết thảy có ta, vâng, sư phụ, Phạm Anh rốt cục yên lòng. Gino tính tình không tốt về không tốt, cuồng vọng cũng là thật cuồng vọng, nhưng cũng có một cọc tuyệt đại chỗ tốt, đó chính là dũng cảm mặc cho sự tình,
gặp được phiền phức tuyệt không lùi bước, càng sẽ không đem đồ đệ ném ở nửa đường bên trên mặc kệ. Có dạng này một cọc chỗ tốt, cũng là không uổng công Phạm Anh như thế tận tâm tận lực cung phụng với hắn. Bên này sư đồ hai người cách cửa phòng đối thoại, bên kia toa, Tiêu Phàm đã ở phòng khách ghế sofa bên trong ngồi xếp bằng nhập định, trước mặt càn khôn đỉnh miệng đỉnh dần hiện ra một cái tiên diễm hỗn độn đồ án, xoay chậm chậm. Nó dưới thì là một cái đồng dạng màu đỏ tươi mặt quỷ, lại không còn là vừa rồi bộ kia nhắm mắt ngậm miệng choáng nặng nề dáng vẻ, mà là không ngừng vặn vẹo thành các loại hình dạng, tựa hồ hết sức thống khổ. Cơ Khinh Xa hai mắt không hề nháy nhìn chăm chú lên Tiêu Phàm. Nàng biết, Tiêu Phàm thần niệm đã xâm nhập vào càn khôn đỉnh bên trong, ngay tại điều tra kia mặt quỷ bí mật. Thuật sư có thể đem giác quan thứ 6 cường hóa, biến thành khả khống thần niệm chi lực, điểm này, Cơ Khinh Xa là biết đến. Bất quá qua nhiều năm như vậy, nàng vẫn còn giai đoạn sơ cấp, chỉ có thể làm đến miễn cưỡng khống cố này thần niệm lực lượng. Mà giống Tiêu Phàm dạng này, có thể khống chế tự nhiên, thậm chí xâm nhập càn khôn đỉnh trực tiếp cùng mặt quỷ câu thông, trước đó, Cơ Khinh Xa ngay cả nghĩ đều không có nghĩ như vậy qua. Trừ Tiêu Phàm thiên phú dị bẩm bên ngoài, vô cực truyền thừa cường đại, cũng là nguyên nhân chủ yếu. Cơ Khinh Xa thấy qua mấy vị vô cực truyền nhân, Văn Thiên, Diệp Cô Vũ, Tiêu Phàm đều cường hãn đến quá mức. Bất quá Diệp Cô Vũ cùng Tiêu Phàm cho cảm giác của nàng, lại là như thế khác biệt. Cùng Diệp Cô Vũ cùng một chỗ thời điểm, Cơ Khinh Xa từ đầu đến cuối cao độ cảnh giác, toàn thân trên dưới đều kéo căng dây cung, không dám có nửa phân thư giãn, thời thời khắc khắc đều muốn thu xếp lên 12 phân tinh thần. Mà cùng Tiêu Phàm cùng một chỗ thời điểm, Cơ Khinh Xa lại cảm thấy thoải mái không diễn tả được an nhàn, coi như nàng không phải Tiêu Phàm chân chính bạn gái, cùng Tiêu Phàm không có ham muốn chi thân, cũng có thể từ sâu trong nội tâm cảm thụ được cái này cái nam nhân có thể tin lại nhưng dựa vào. Khó trách có chút cổ nhân vốn không quen biết, lại có thể sinh tử cần nhờ. Tiêu Phàm, thực tế có cổ chi vương giả phong phạm. Bỗng nhiên, ngồi xếp bằng Tiêu Phàm thân thể nhẹ nhàng chấn động, song mi cũng có chút nhăn lại, cái trán ẩn ẩn có mồ hôi chảy ra. Cơ Khinh Xa một viên phương tâm, lập tức liền nắm chặt. Chỉ tiếc loại tình hình này, nàng lại chỉ có thể nhìn, không giúp đỡ được cái gì. Bởi vì thực tế không biết Tiêu Phàm gặp phiền toái gì. Tiêu Phàm song mi càng nhau càng chặt, cái trán mồ hôi cũng là càng thấm càng nhiều. Tiêu Phàm, ngươi như thế nào? Cơ Khinh Xa nhịn không được bắt lấy Tiêu Phàm cánh tay, thấp giọng hỏi. Một tiếng buồn bực hừ, Tiêu Phàm rốt cục mở mắt ra, Cơ Khinh Xa bận bịu thức từ trên bàn trà rút mấy tờ giấy khăn, vì hắn lau sạch nhẹ nhẹ lấy mồ hôi trán, lo âu nhìn qua hắn, một cỗ mùi thơm bay thẳng Tiêu Phàm chóp mũi. Vẫn được, xem ra còn phải luyện tập nhiều hơn. Tiêu Phàm thở phào một cái, nói. Cơ Khinh Xa hai mắt sáng lên, liền vội vàng hỏi, thật sự hữu hiệu. Hữu hiệu, Tiêu Phàm khẳng định gật gật đầu. Bất quá bởi vì hắn ác quỷ nói. Đạo thứ 6 khẩu quyết cùng pháp tướng thời gian còn không dài, tu la đạo 6 pháp tướng cũng chỉ là vừa mới quán thông, cách đại thành chi cảnh còn kém xa lắm, tạm thời còn chỉ có thể miễn cưỡng nhìn trộm đến máu hàng một chút bí mật, nghĩ muốn mạnh mẽ xâm nhập, lập tức liền lọt vào phản phệ. Bất quá, máu hàng là vô ý thức tự chủ đồ vật, thụ bản năng thúc đẩy mà thôi. Bên kia đồ vật bên trong, nhưng có thể có chút không giống. Nói, Tiêu Phàm ánh mắt hướng về góc tường cảnh Thái Lam Bình Hoa nhìn lại, ánh mắt chiếu sáng rạng rỡ, một bộ kích động thần sắc. Hàng đầu sư xúc dưỡng quỷ vật, thế nhưng là cùng chủ tâm thần người tương thông, trực tiếp từ quỷ vật trên người tay, thu hoạch khẳng định xa so nghiên cứu máu hàng phải lớn hơn nhiều. Có thể hay không kinh động Phạm Anh? Cơ Khinh Xa có chút lo lắng mà hỏi thăm. Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, nói, nếu như mượn nhờ, càn khôn đỉnh, cấm chế chi lực, ứng sẽ không phải. Phạm Anh tu vi cũng không cao. Cơ Khinh Xa liền gật đầu cười. Ước chừng nửa đêm lúc phân, đã trở lại mình trong mật thất Phạm Anh, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, bỗng nhiên từ trên giường gỗ đứng dậy, trong mật thất âm gió lay động, một đạo mơ hồ bóng người tại Phạm Anh trước mặt hiện ra. Dương Đồng, người trở về, không có sao chứ? Phạm Anh không khỏi đại hỉ, khẩn cấp hỏi. Mơ hồ bóng người không đáp, một trận vặn vẹo, lập tức liền biến thành hắc vụ, chui vào Phạm Anh thể nội, không thấy bóng dáng. Phạm Anh vội vàng vận khởi tâm thần chi lực điều tra, chỉ thấy Dương Đồng đã cùng Âm Đồng giúp vào với nhau, rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, tựa hồ chuyến này 10 điểm mệt mỏi. Lại cẩn thận điều tra một chút, giống như cũng không có cái khác không ổn, Phạm Anh rốt cục yên lòng. Chương 463, tính tình nóng nảy. Nạp Cát phái ba vị hàng đầu sư, thứ đặt tên trước kia liền đến Hoàng Phủ, ngồi phen tầm xe con đến. Đài này xe con, vốn là Hoàng Thanh Vân xe hơi, để tỏ lòng đối Nạp Cát phái hàng đầu sư kính trọng,
hoàng gia cố ý phái đài này xe đi nghênh đón mấy vị này hàng đầu sư. Theo Nguyên Thành Tử miêu tả, Nạp Cát phái tại tất cả hàng đầu thuật lưu phái bên trong, xem như tương đối ôn hòa. Nhưng đuổi tới hoàng phủ ba vị này hàng đầu sư, lại cùng Nguyên Thành Tử miêu tả hoàn toàn không giống, tính tình một cái so một cái nóng nảy. Cầm đầu vị kia hàng đầu sư, tên gọi Cha Cao, vóc dáng thấp nhỏ, làn da ngăm đen, tóc quăn xoắn, dưới hàm sợi râu cũng là rối bời một chùm, thực tế rất khó suy đoán ra hắn chuẩn xác niên kỷ, đoán chừng hẳn là tại 50 tuổi trên dưới. Cha Cao làm người ta chú ý nhất, không phải hắn tướng mạo dáng người, mà là trên bả vai hắn ngừng lại một đầu chim ưng. Đầu này chim ưng trình hai màu trắng đen, phần lưng xanh xám, phần bụng trắng đen xen kẽ, kiên mỏ lợi chảo, thần tuấn phi phàm. Nhìn quanh ở giữa, nghiêm nghị có uy, căn cứ ngoại hình phán đoán, ngược lại là Đan Mạn quốc thường gặp hắc điêu. Chỉ là cái này Đan Man hắc điêu hình thể không khỏi quá khổng lồ. Phổ thông Đan Man hắc điêu, chiều cao bình thường sẽ không vượt qua 60 công phân, Cha Cao trên bờ vai ngừng lại đầu này hắc điêu, chiều cao trọn vẹn tại 75 công phân trở lên, so phổ thông Đan Man hắc điêu lớn hơn một vòng cũng không chỉ, chính là danh phù kỳ thực hắc điêu chi vương. Bất quá Tiêu Phàm đoán chừng, đầu này Đan Man hắc điêu hình thể khổng lồ như thế, chỉ sợ không chỉ là tự nhiên biến dị. Có lẽ cùng chủ nhân của nó Cha Cao hàng đầu sư có nhất định quan hệ. Cứ việc đầu này Đan Man hắc điêu vững vàng dừng ở Cha Cao trên bờ vai, đầu lâu cao cao dơ lên, một bộ cao cao tại thượng, đối với người nào đều hờ hững dáng vẻ. Tiêu Phàm vẫn có thể từ hắc điêu trên thân cảm nhận được một cỗ khí tức đặc biệt. Cùng những ngày này hắn tiếp xúc máu hàng khí tức 10 điểm cùng loại. Đầu này hắc điêu, khẳng định cùng hàng đầu thuật có quan hệ. Cơ Khinh Xa ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nói. Rất nhiều hàng đầu sư đều nuôi có bản mệnh linh sủng. Chỉ bất quá dưới tình huống bình thường, linh sủng là bảo mật, cùng hàng đầu sư pháp thể đồng dạng. Sẽ không dễ dàng khiến người khác nhìn thấy. Đầu này Đan Man hắc điêu, khả năng bởi vì hình thể quá lớn, không có cách nào giấu đi, không thể không cùng chủ nhân cùng một chỗ hiện thân. Tiêu Phàm khẽ vuốt cằm, có quan hệ Nam Dương hàng đầu sư bản mệnh linh sủng, Tiêu Phàm tự nhiên cũng biết đại khái. Chính hắn liền nuôi hắc lân, chỉ bất quá. Vô cực môn bản mệnh linh sủng cùng hàng đầu sư bản mệnh linh sủng có khác nhau rất lớn. Nghe nói hàng đầu sư bản mệnh linh sủng cùng hàng đầu sư bản nhân liên hệ cực kỳ mật thiết, trên cơ bản chính là một mà nhị nhị mà một, thậm chí có người nói, hàng đầu sư bản mệnh linh sủng căn bản chính là hàng đầu sư đem linh hồn của mình luyện hóa mà thành. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, một khi bản mệnh linh sủng ngoài ý muốn nổi lên, hàng đầu sư cũng sẽ thụ trọng thương. Đồng dạng, hàng đầu sư bỏ mình. Bản mệnh linh sủng sẽ lập tức mất mạng. Bất quá từ Cha Cao tình huống đến xem, tựa hồ không phải như thế. Cái này Đan Man hắc điêu cố nhiên thần tuấn phi phàm, nhưng hình thể như thế cực đại, thế nhưng là cái rất tốt ngắm bắn mục tiêu. Người khác không nói, liền Tiêu Phàm mình, tại khoảng cách như vậy bên trên. Nếu như xuất thủ, có thể 100% khẳng định, cái này hắc điêu tuyệt đối ngay cả nửa phân chỗ trống để né tránh cũng sẽ không có. Hay là nói, hàng đầu sư bản mệnh linh sủng có cái gì đặc biệt bản lĩnh? Có thể đao thương bất nhập. Đối với hắn hai châu đầu ghé tai lặng lẽ nghị luận, Cha Cao tựa hồ có chút không vui, ánh mắt sắc bén bỗng nhiên quét tới. Nhẹ nhàng hừ một tiếng. Dựa theo Tiêu Phàm yêu cầu, hoàng gia vẫn chưa đối Nạp Cát phái đến ba vị này hàng đầu sư bại lộ thân phận của bọn hắn. Chỉ nói là hoàng gia bà con xa, nghe nói Hoàng Thanh Vân thân thể không vui. Cố ý qua tới thăm, thân phận như vậy. Tự nhiên mảy may cũng không để tại Cha Cao trong mắt. Ngay cả Hoàng Thanh Vân cùng Hoàng Đại Thiếu, Cha Cao bọn hắn đều không chút nào để ý, chỉ đối Nguyên Thành Tử khách khí ba phân. Xem chừng đây là nhìn tại Nguyên Thành Tử cùng Tô Nam trưởng giáo có giao tình phân thượng. Đối với Cha Cao đám người ngạo mạn, Tiêu Phàm tự nhiên cũng không thèm để ý. Lần này đến đây Nam Dương, Tiêu trưởng giáo không phải vì đến khoe khoang bản lãnh, mục tiêu của hắn rất rõ ràng, chính là ngắt lấy Xích Viêm Thảo. Chỉ cần những này Nạp Cát phái hàng đầu sư có thể giúp hắn đạt thành mục đích này, ngạo khí một chút cũng không có gì. Hai vị khác hàng đầu sư, một tên gọi Thái Vạn, vóc dáng cao gầy, là cái người Hoa, còn có một vị gọi Minh Lại, thì là Đan Mạn quốc bản thổ người. Thái Vạn cùng Minh Lại, xưng hô Cha Cao vì sư thúc, tại Cha Cao trước mặt tương đối cung kính, nhưng đối cái khác người thái độ, là đồng dạng ngạo mạn. Tiêu Phàm hơi hơi có chút kỳ quái. Vì cái gì Nạp Cát phái tới ba vị này hàng đầu sư, đều là loại này nắm họ. Chẳng lẽ Nguyên Thành Tử đối Nạp Cát phái cảm nhận có sai? Hoàng phủ cho ba vị Nạp Cát phái hàng đầu sư tối cao quy cách tiếp đãi, thảm đỏ một mực trải ra ngoài mấy chục thước, trong phủ tất cả nam nữ lão ấu đồng loạt tới cửa xếp hàng hoan nghênh.
đây là Hoàng Thanh Vân chính miệng phân phó. Thậm chí ngay cả Nguyên Thành Tử cũng tự mình ra mặt, cùng Hoàng Thanh Vân đồng loạt đứng tại cửa ra vào nghênh đón cha cao bọn người. Xem chừng Hoàng Thanh Vân là một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, một cái hàng đầu sư liền chút nữa muốn mạng của hắn, lập tức đối tất cả hàng đầu sư đều kính sợ có phép. Còn nữa, duy nhiều dù sao cũng là vì bảo hộ hắn mà mất mạng, Nạp Cát phái nếu là không giảng đạo lý, món nợ này cũng có thể tính vào hắn. Loại khả năng này họ tuyệt đối không phải là không có, tuyệt không phải là cái gì người cũng dám tại đi tìm Ma Cưu Đại Quốc sư phiền phức. Quả hồng nhặt mềm bóp, đem một ngụm ác khí xuất hiện ở hoàng gia trên đầu, tốt xấu cũng coi là có cái bàn giao. Chính là bởi vì ôm loại tâm lý này, cho nên Hoàng Thanh Vân đối cha cao bọn người dùng tới tối cao lễ tiết. Hoàng gia tọa lạc ở cấp cao nhất khu nhà giàu, hòa nói bên trong ít có người rảnh rỗi tại vùng này ẩn hiện. Nhưng mà cái này quang trời hóa nói, bày ra lớn như thế chiến trận, hay là hấp dẫn không ít người chú ý, đoàn người cách xa xa xem náo nhiệt, thỉnh thoảng đưa tay chỉ trỏ. Hàng đầu sư tại Đan Mạn quốc địa vị cố nhiên cực cao, thế nhưng là hoàng gia bày ra dạng này đại trận cầm nghênh đón hàng đầu sư, thật sự chính là lần đầu. Cần biết hoàng gia là Lạc gia thành người Hoa đệ nhất gia tộc, dĩ vãng tiếp đãi qua không ít khách quý, thậm chí Đan Mạn quốc nguyên thủ thị sát Lạc gia thành, đều là tại hoàng phủ ngủ lại. Một lần kia, hoàng gia cho ra cũng là hôm nay dạng này lễ tiết. Một chút có thấy xa người, lập tức liền u buồn. Sự vật khác thường vì cái gì? Hoàng gia như thế lễ kính mấy vị hàng đầu sư, không hề nghi ngờ là muốn toàn diện cùng Phạm gia khai chiến. Hai người đại hoa cự đầu gia tộc một trận đánh xuống, không biết muốn liên lụy bao nhiêu người gặp nạn. Cha cao đối đây hết thảy đều coi là đương nhiên, tại Nguyên Thành Tử cùng Hoàng Thanh Vân tự mình cùng đi, ngẩng đầu ưỡn ngực, sải bước đi tiến vào hoàng gia đại trạch. Nghênh tiến vào phòng khách, ồn ào ầm ĩ rốt cục đi xa, mọi người có thể hảo hảo ngồi xuống nói một chút chính sự. Cha cao cũng không khách khí, bưng lên trà sữa uống một ngụm, lớn tiếng nói, Hoàng tiên sinh, chúng ta là phụng giáo chủ chi mệnh đến đây. Người đem tình huống lúc đó nói rõ chi tiết cho chúng ta nghe, duy nhiều đến ngọn nguồn là thế nào chết. Chúng ta, Nạp Cát phái, hàng đầu sư thế mà bị người hại chết, giáo chủ rất tức giận. Người này vóc dáng thon gầy, lại là giọng to, một phen nói ra, chấn động đến mọi người màng nhĩ ong ong rung động. Lấy Nạp Cát phái tại Đan Mạn quốc hàng đầu giới nhất quán địa vị, cha cao nói lời này cũng không tính quá cuồng vọng. Được rồi tốt, cha cao giảm nhiều đầu sư. Hoàng Thanh Vân không dám thất lễ, luôn miệng đáp ứng, lập tức đem lúc ấy phát sinh tình huống hướng cha cao bọn người làm nói rõ. Hoàng tiên sinh, nói như vậy, lúc ấy duy nhiều đem bản mệnh linh sủng cùng pháp thể đồng loạt bày ra rồi. Hay là đánh không lại người ta, bản mệnh linh sủng tại chỗ bị diệt, lúc này mới ngộ hại. Cha cao nhướng mày, hỏi, hàng đầu sư cùng người đấu pháp, đem bản mệnh linh sủng cùng pháp thể ở trước mặt người ngoài đồng thời biểu diễn ra, đây tuyệt đối là liều mạng đấu pháp. Là như vậy, bất quá. Cha cao giảm nhiều đầu sư, ta không biết cái gì là bản mệnh linh sủng. Ta chỉ thấy một con đại xà, nhan sắc trắng đen xen kẽ. Hoàng Thanh Vân cân nhắc ngữ khí, rất cẩn thận nói. Đó chính là, cha cao rất không kiên nhẫn vung tay lên, nói. Rắn, là rất nhiều hàng đầu sư thích nhất lựa chọn bản mệnh linh sủng. Đan Mạn quốc chỗ nhiệt đới, xâm nhập đại dương, hoàn cảnh khô nóng ẩm ướt, thích hợp nhất các loại rắn rết sinh trường. Đan Mạn quốc rắn rết chủng loại nhiều, thế chỗ hãn hữu. Lấy rắn làm bản mệnh linh sủng, chẳng những tương đối có rất nhiều khác biệt chủng loại nhưng để cho lựa chọn, bồi dưỡng tốc độ cũng rất nhanh. Sư thúc, ta nhìn tình huống đã rất rõ ràng, chính là không cổ phái, hạ độc thủ. Tại cái này Lạc Gia Thành, trừ không cổ phái, người, cái khác hàng đầu sư nhưng không dám tùy tiện đối với chúng ta, Nạp Cát phái, người hạ thủ. Một bên ngồi Thái Vạn lập tức nói, một mặt sát khí. Thái Vạn nói cũng không phải là không có đạo lý, Lạc Gia Thành hàng đầu sư lưu phái không ít, nhưng chân chính có can đảm cùng Nạp Cát phái vạch mặt, thật đúng là không nhiều, không cổ phái không thể nghi ngờ là có khả năng nhất. Phạm Anh chính là Zino đệ tử. Người đây, người thấy thế nào? Cha cao chuyển hướng một vị khác sư điệt Minh Lại. Minh Lại lập tức nói, sư thúc, ta cùng Thái Vạn sư huynh cách nhìn là đồng dạng, việc này tuyệt đối cùng Phạm Anh có quan hệ. Vậy thì tốt, chúng ta cái này liền giết đến tận cửa đi, đem cái này Phạm Anh xử lý. Cha cao trùng điệp vỗ bàn một cái, nóng nảy bạo nói. Lời vừa nói ra, trừ Thái Vạn cùng Minh Lại, những người khác lập tức hai mặt nhìn nhau. Đây cũng quá nóng nảy rồi. Một phen nói còn chưa dứt lời, lập tức đánh A. Ách, cha cao đại sư, cái này, có phải là mới hảo hảo thương lượng một chút? Chấn kinh chốc lát, Hoàng Thanh Vân mới hồi phục tinh thần lại,
thử thăm dò nói. Thương lượng, có cái gì tốt thương lượng? Cùng ai thương lượng với ngươi, ngươi có thể giúp được gấp cái gì? Hoàng Thanh Vân một câu nói còn chưa dứt lời, cha Cao liền bỗng nhiên quay đầu tiếp cận hắn, miệng bên trong bắn liên thanh như nói, ngữ khí hướng có phải hay không, quả thực đem vị này nơi đó người Hoa lãnh tụ xem như tiểu hài tử răn dậy. Hoàng Thanh Vân lập tức lộp bộp, nói không ra lời. Nguyên Thành Tử song mi nhíu chặt, vuốt râu nói, cha Cao tiên sinh, đối phương nhưng không chỉ một Phạm Anh. Theo chúng ta biết, Phạm Anh sư phụ Gino, cũng ở tại Phạm Phủ. Cái kia thì thế nào? Nguyên Thành đạo trưởng, nói thật với ngươi, mặc kệ là Phạm Anh hay là Gino, dám giết Duy Nhiều, chúng ta, Nạp Cát phái, liền tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Chúng ta cũng không giống như các ngươi Ngọc Dương Quan như vậy sợ phiền phức. Cha Cao cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. Ha ha, vậy thì tốt, vậy ta ngay ở chỗ này ngồi cùng cha Cao tiên sinh đại hoạch toàn thắng. Nguyên Thành Tử không khỏi giận dữ. Lạnh lùng nói, lại không ngăn trở. Chương 464, thảm bại. Ngay sau đó, Tiêu Phàm liền tận mắt chứng kiến đến Nạp Cát phái hàng đầu sư thủ đoạn. Cha Cao hướng phía Nguyên Thành Tử cười lạnh, không nói hai lời, mang theo Thái Vạn Minh lại liền đi ra cửa, leo lên phen tầm ô tô, thẳng đến Phạm Phủ đánh tới. Mặt trời chiều ngã về Tây, sắc trời hướng muộn, thê diễm tà dương, tại Phạm Phủ công trình kiến trúc bên trên khoác vẩy một tầng ánh sáng màu đỏ ngòm. Tiêu Phàm thoảng qua sững sờ ngơ ngác một chút, cái này Đan Mạn quốc hàng đầu sư, coi là thật như thế phách lối, mặc kệ 3721, tìm thủ tướng giết. Lạc Gia Thành có còn vương pháp hay không quản lý rồi. Nguyên Thành Tử tựa hồ nhìn ra Tiêu Phàm nghi hoặc, liền lắc đầu, nói Tiêu chân nhân, hàng đầu sư tại Đan Mạn quốc thậm chí tại toàn bộ Nam Dương, đều là cực nó nghề nghiệp đặc thù, thế tục rất nhiều pháp luật cùng quy tắc, đối bọn hắn là không có tác dụng. Đan Mạn quốc cảnh sát đối với dính đến hàng đầu thuật bản án, bình thường cũng không hỏi. Coi như lập án, cũng là xuất công không xuất lực, kéo tới cuối cùng, không giải quyết được gì. Tiêu Phàm song mi có chút nhăn lại, nói, nếu là như vậy, nếu như đa số hàng đầu sư liên thủ nhất trí, chẳng lẽ có thể cưỡng ép cả quốc gia? Lúc này đến phiên Nguyên Thành Tử trợn tròn mắt, hắn thật đúng là không có như thế cân nhắc qua vấn đề, chốc lát, mới cười khổ nói, nếu thật là như thế, bọn hắn xác thực có thể cưỡng ép cả quốc gia. Thật giống như Tây Á địa khu những cái kia chính giáo hợp một quốc gia đồng dạng. Bất quá loại sự tình này, trên thực tế là sẽ không phát sinh. Đan Man đa số hàng đầu sư lưu phái, lẫn nhau không lệ thuộc. Liền xem như đại quốc sư, cũng không có khả năng đem những này lưu phái toàn bộ thống nhất. Tỷ như nói Tô Nam, hắn có lẽ sẽ không đi cùng Ma Cưu chính diện giao thủ, tranh đoạt thứ nhất hàng đầu sư vị trí, nhưng muốn hắn phục tùng Ma Cưu điều khiển. Cái kia cũng không có khả năng. Tiêu Phàm mỉm cười. Nhẹ gật đầu, điểm này, vẻn vẹn từ cha Cao đám người trên thái độ liền có thể nhìn ra được. Biết rõ Phạm Anh là Gino đệ tử, mà Gino là Ma Cưu đệ tử, mấy vị này hay là không chút do dự liền giết đến tận cửa đi, có thể thấy được Nạp Cát phái đối không cổ phái hoàn toàn không có thần phục tâm mang sợ hãi. Cái khác hàng đầu sư lưu phái, đại khái cũng hẳn là thái độ như vậy. Hàng đầu sư thế giới, là một cái cực độ sùng bái cá nhân thực lực thế giới. Mỗi vị có thành tựu giảm nhiều đầu sư, đều có mình kiên trì. Ma Cưu có lẽ là thời đại này thiên phú kiệt xuất nhất hàng đầu sư, cái khác hàng đầu sư thừa nhận hắn thứ nhất. Lại tuyệt sẽ không thừa nhận toàn bộ không cổ phái là thứ nhất. Rất nhanh, phen tầm liền mở đến Phạm Phủ ngoài cửa lớn cách đó không xa, két một tiếng. Ngừng lại, Nguyên Thành Tử, Tiêu Phàm, Hoàng Thanh Vân bọn người, thì ngồi một đài khá lớn xe van. Tại càng địa phương xa một chút dừng lại, Hoàng Thanh Vân sắc mặt tái nhợt. Trên trán mồ hôi lạnh gợn sóng mà xuống, hai mắt gắt gao tiếp cận bộ kia phen tầm. Xem chừng này sẽ, Hoàng Thanh Vân là thật hối hận, không phải này mình xe hơi đi đón cha Cao bọn người, hiện nay bộ kia chói mắt phen tầm cứ như vậy thẳng tắp dừng ở Phạm Anh cửa nhà, mặc kệ kết quả của trận chiến này như thế nào, mình cùng toàn bộ hoàng gia. Đều lại cũng khó có thể không đếm xỉa đến. Phạm Anh không quan trọng, thậm chí có Tô Nam giảm nhiều đầu sư chỗ dựa. Gino cũng không đủ sợ, nhưng là... Ma Cưu đại quốc sư. Chỉ cần hướng cái này cấp trên tưởng tượng, Hoàng Thanh Vân liền tê cả da đầu, toàn thân rét run. Nguyên Thành Tử liếc nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, Thanh Vân, việc đã đến nước này, sợ cũng vô dụng. Đưa đầu là một đao, rụt đầu hay là một đao. Vừa nói vừa quan sát Tiêu Phàm phản ứng, Tiêu Phàm tâm tư ép căn bản không hề đặt ở bọn hắn bên này, mà là một mực tiếp cận bộ kia phen tầm. Kiến thức rộng rãi như Tiêu chân nhân. Cũng vẫn là lần đầu tận mắt nhìn đến hàng đầu sư đấu pháp. Trời chiều dần dần tây dưới,
đừng nhìn cha cao bọn hắn xuất phát lúc khí thế hùng hổ, đến nơi này lại không có lập tức động thủ, tựa hồ đang chờ đợi thời cơ nào. Đối đây, Tiêu Phàm ngược lại là rất có thể hiểu được. Cha cao chỉ là tính tình nóng nảy mà thôi, cũng không phải là đồ ngốc. Một cái đần độn ra hỏa, tuyệt không có khả năng trở thành có nhất định tiêu chuẩn hàng đầu sư. Biết rõ bên kia có giảm nhiều đầu sư tọa chấn, tự nhiên sẽ không vội vàng xuất thủ. Cha cao là Thái Vạn cùng Minh Lại sư thúc, đoán chừng tại Nạp Cát phái địa vị cũng không thấp, hẳn là có thể đưa về giảm nhiều đầu sư hàng ngũ. Theo thời gian chuyển rời, phen tầm ô tô dần dần bị một loại nào đó lực lượng thần bí bao phủ, Tiêu Phàm âm thầm nhô ra thần niệm chi lực, kết quả tại phen tầm ngoài xe chừng một mét, liền bị không khách khí chút nào ngăn lại. Đương nhiên, nếu như tăng lớn thần niệm chi lực, đối với loại trình độ này ngăn cản, Tiêu Phàm vẫn có niềm tin có thể đột phá. Chỉ là Tiêu Phàm cũng không có làm như thế. Bất kể nói thế nào, cha cao hiện tại cũng có thể nói là người một nhà, ngay tại hướng Phạm Anh cùng Gino khiêu chiến, tại loại thời khắc mấu chốt này, tự nhiên không tốt đi nhiễu loạn bọn hắn công tác chuẩn bị. Lại nhìn Phạm gia đại trạch bên kia, tựa hồ hay là một mảnh yên ắng tường hòa, không có nửa phân đại chiến tiến đến không khí khẩn trương, giống như đối cha cao đám người tồn tại còn chưa từng chút nào phát giác. Nhưng Tiêu Phàm minh bạch, cái này cũng vẻn vẹn chỉ là biểu tượng mà thôi. Thần niệm chi lực điều tra quá khứ, bất quá điều tra đến đại trạch viện bên trong cách xa mấy mét gần, liền bị một cỗ lực lượng thần bí ngăn cản, không cách nào tiếp tục thâm nhập sâu. Cảm giác bên trên, là một loại nào đó pháp trận chi lực đang có tác dụng, cùng Tiêu Phàm trước kia tiếp xúc pháp trận lại hơi có khác nhau. Cụ thể khác nhau đến cùng là cái gì, đơn chỉ bằng cái này một tia cảm giác mơ hồ, lại là khó mà phân biệt phải rõ ràng như vậy. Xem ra cái này hàng đầu thuật, quả nhiên giá trị phải hảo hảo nghiên cứu một phen. Sắc trời càng ngày càng mờ, mặt trời đã có hơn phân nửa chìm xuống dưới. Đúng lúc này, phen tầm bỗng nhiên động, cửa sổ mái nhà mở ra, đầu kia cực đại vô so đan man hắc điêu phóng lên tận trời, phát ra một tiếng bén nhọn vô so kêu to, hai cánh run run, như cùng một mảnh mây đen, hướng về trời chiều bao phủ xuống Phạm gia đại trạch viện mãnh nhào xuống, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Cùng lúc đó, hai đầu rắn rết cũng bỗng nhiên từ phen tầm trong xe chui ra. Nhanh chóng vô cùng hướng về hờ khép Phạm gia đại trạch viện cửa bơi đi. Cái này hai đầu rắn rết, ngoại hình khác lạ. Bên trái kia con đại xà, ngũ thải ban lan, khoảng chừng dài hơn 2 mét, lưỡi rắn phun ra nuốt vào, tê tê có âm thanh. May mà phụ cận người đi đường phát giác không đúng, đã sớm tránh ra thật xa, không ai tới gần nơi này một bên, không phải muốn bị dạng này một đầu hình dung mãnh ác đại xà dọa ngất đi. Bên phải lại là một đầu tiểu xà, xanh xám sắc, dài không đầy 2 thước. Cùng ngũ thải gấm rắn sánh vai cùng, nhãn lực hơi kém một chút người, chỉ sợ sẽ đưa nó trực tiếp xem nhẹ. Nhưng mà đầu này tiểu xà rắn trên đầu, lại mọc ra một vòng đỏ tươi màu, diễm lệ vô so. Hai con rắn độc tốc độ tự nhiên so ra kém hắc điêu, nhưng cũng tuyệt đối không chậm. Thoáng qua ở giữa, hai đầu rắn liền từ hờ khép Phạm gia đại trạch viện cửa du lịch đi vào, nhìn không thấy. Ngay sau đó, cha cao, Thái Vạn cùng Minh lại từ phen tầm trong xe xuống tới. Ngồi xếp bằng ngay tại chỗ, hai tay bấm quyết, miệng lẩm bẩm, hiển nhiên chính đang điều khiển bọn hắn bản mệnh linh sủng công kích địch nhân. Tại ba người quanh người, thì bày biện ra một cái cùng loại kết giới tồn tại lực lượng thần bí vòng tròn, đem ba người bao khỏa trong đó, cách tuyệt nhất cắt thần niệm chi lực nhìn trộm. Lần này, Tiêu Phàm có thể cảm nhận được rõ ràng, đây là cấm chế chi lực. Chỉ bất quá thúc đẩy vận dụng pháp môn, cùng vô cực môn cấm chế có chỗ khác nhau. Mắt thấy cha cao bọn người rốt cục xuất thủ. Hoàng Thanh Vân một mực lo được lo mất tâm tư, bỗng nhiên chấn định lại, tác họ đi ra xe van, ngẩng đầu nhìn về phía Phạm gia đại viện bên kia, trên mặt lộ ra 10 điểm nóng bỏng thần sắc. Dù sao ngăn cản không được, kia chỉ hy vọng cha cao bọn người có thể chiến thắng. Mặc kệ một trận chiến này kết quả cuối cùng nếu như, chỉ cần có thể trước đem Phạm Anh xử lý, cũng coi là tiêu trong lòng của hắn mối hận. Coi như cuối cùng Ma Cưu đại quốc sư tự thân xuất mã, làm đồ đệ tôn báo thù. Hắn Hoàng Thanh Vân chết không có chỗ chôn, cũng không tính quá thua thiệt. Đáng tiếc không như mong muốn. Một khắc đồng hồ trôi qua, bỗng nhiên một đạo hắc ảnh từ Phạm gia đại trạch bên kia phóng lên tận trời, hai cánh chấn động, bén nhọn tiếng kêu to đâm người màng nhĩ, chính là cha cao xúc dưỡng đầu kia đan man hắc điêu. Đoàn người còn chưa hiểu điều này có ý vị gì, chỉ nghe tiếng kêu to im bặt mà dừng, giữa không trung, hắc điêu cái cổ từ trong cắt ra, hắc điêu đầu lâu rơi thẳng xuống, máu tươi cuồng phún. Ngay sau đó, to lớn điêu thân như là khối sắt, từ không trung thẳng tắp rơi xuống. Ngay tại khoanh chân cách làm cha cao, sắc mặt một chút tử biến thành màu trắng bệch, ngay cả bờ môi đều không có nửa điểm huyết sắc.
Cùng lúc đó, ngũ thải ban lan đại xà cùng xanh xám sắc dài màu tiểu xà cũng từ phạm gia đại trạch bên trong bay ra. Ngũ thải đại xà kiểu như du long, ở giữa không trung xẹt qua một đạo uyển chuyển đường vòng cung, giống như có một thanh vô hình lưỡi dao, đâm vào thân thể của nó chính giữa, từ đầu lâu bắt đầu, thẳng đến cái đuôi, mổ thành hai, biến thành đều đều vô so hai mảnh, cạch một tiếng, chính chính ngã tại Thái Vạn trước người. Thái Vạn lập tức cũng là sắc mặt thảm biến, gắt gao tiếp cận biến thành hai mảnh ngũ thải gấm rắn, trong mắt tất cả đều là một mảnh vẻ tuyệt vọng. Xanh xám sắc dài màu tiểu xà, nhìn qua hoàn chỉnh nhất, cứ như vậy thẳng tắp ngã tại Minh Lại trước mặt, không có nó biến hóa của hắn. Nhưng Minh Lại sắc mặt, cùng cha cao Thái Vạn không có chút nào khác nhau, thoáng qua ở giữa, liền biến thành tuyệt vọng màu cho tàn. Đi mau, sau một khắc, cha cao nhảy lên một cái, nhanh chóng vô cùng chui tiến vào phen tầm xe con, tê thanh khiếu đạo. Thái Vạn cùng Minh Lại động tác một điểm không so cha cao chậm hơn, cũng cực nhanh chui tiến vào phen tầm. Dựa theo cha cao phân phó, lái xe một mực chưa từng tắt máy, mắt thấy ba tên hàng đầu sư lên xe, lập tức đạp cần ga, phen tầm lập tức nhanh chóng hướng Hoàng Phủ chạy tới. Nhưng mà, còn không có mở ra 500 mét, phen tầm liền bỗng nhiên ngừng lại, lập tức, chỉ thấy lái xe phi thân mà xuống, hai tay vung vẩy, miệng bên trong phát ra cuồng loạn kêu to, hướng về phía trước chạy tới, thần tình trên mặt, như là trắng nói giống như gặp quỷ. Màu đỏ sậm máu tươi, từ đặt tại đại lộ chính giữa phen tầm trong ghế xe dò dỉ chảy xuôi mà ra. Bóng người chớp liên tục, Tiêu Phàm, Cơ Khinh Sa, Nguyên Thành Tử trước sau đi tới phen tầm bên cạnh xe, hướng trong xe nhìn lại. Chỉ bất quá nhìn thoáng qua, Cơ Khinh Sa liền lập tức xoay người lại, che miệng, ngồi xổm xuống, dốc hết toàn lực mới có thể chịu ở nôn mửa cảm giác. Dù là kiến thức rộng rãi như Tiêu Phàm cùng Nguyên Thành Tử, cũng không nhịn được chăm chú nhíu mày. Phen tầm trong xe, cha cao thân thể đã biến thành hai đoạn, từ chỗ cổ hở ra vì hai, thật giống như vì lưỡi dao gây thương tích, máu tươi ùng ục từ chặt đầu chỗ tuôn ra. Mà Thái Vạn thảm hại hơn, là từ đầu đến chân mở ra thành hai mảnh, cùng hắn chỗ xúc dưỡng đầu kia ngũ thải gấm rắn hạ tràng, giống nhau như đúc. Máu tươi nội tạng phun bắn tung tóe khắp nơi, chỉ có Minh Lại nhìn qua là hoàn hảo không chút tổn hại, nằm sấp trong vũng máu, sớm đã không có nửa điểm sinh mệnh khí tức. Nạp Cát phái ba tên hàng đầu sư, vậy mà trong khoảnh khắc đều toi mạng tại đây. Chương 465, Nạp Cát giáo chủ. Nhìn xem cha cao Thái Vạn Minh Lại ba người vô cùng thê thảm thi thể, Tô Nam sắc mặt tái xanh, một câu đều không nói. Tiêu Phàm là ba ngày sau đó mới nhìn thấy vị này truyền thuyết Nạp Cát phái giáo chủ, Đan Mạn Quốc một cùng một giảm nhiều đầu sư. Đan Mạn Quốc thậm chí toàn bộ Nam Dương, danh khí lớn nhất hàng đầu sư, đương nhiên là Ma Cưu, nhưng thần bí nhất hàng đầu sư, lại không phải vị kia thanh danh hiển hách đại quốc sư, mà là Tô Nam. Tại cha cao Thái Vạn Minh Lại cùng ba tên hàng đầu sư mất mạng về sau, hết thảy đều trở nên gió êm sóng lặng, không có bất kỳ cái gì cảnh sát tới cửa đến hỏi thăm cái này lên bên đường phát sinh thảm án. Gino cùng Phạm Anh bên kia, cũng không có động tĩnh chút nào, tựa hồ chuyện này căn bản liền chưa từng phát sinh qua. Tên kia bị kích thích quá độ mà nổi điên phen tầm lái xe, bị len lén đưa tiến vào bệnh viện tâm thần, giam giữ tại nghiêm mật nhất phòng bệnh chi, trừ đặc biệt bác sĩ, không có bất kỳ người nào có thể tiếp xúc đến hắn. Nhưng Tiêu Phàm bọn người minh bạch, sự tình đến một bước này, Tô Nam không phải ra mặt không thể. Không phải, Nạp Cát phái tại Đan Mạn Quốc hàng đầu giới thanh danh đem sẽ trực tiếp rơi xuống đến đáy cốc. Có quan hệ Tô Nam tình huống, cái này mấy thiên nguyên thành tử hướng Tiêu Phàm tiến hành 10 điểm kỹ càng nói rõ. Tô Nam là mười mấy năm trước tiếp nhận lão giáo chủ, chính thức xuất trưởng Nạp Cát phái. Lúc ấy tin tức này truyền sau khi ra ngoài, rất nhiều hàng đầu sư mở miệng liền hỏi Tô Nam là ai. Cơ hồ không ai nghe nói qua Tô Nam danh tự. Liền xem như Nạp Cát phái nội bộ, thực sự được gặp Tô Nam đệ tử cũng rất ít. Tô Nam điệu thấp dị thường, cơ hồ xưa nay không tại hết thảy trường hợp công khai lộ diện, truyền thuyết, hắn là một vị khổ tu chi sĩ. Nhưng lão giáo chủ hết lần này tới lần khác liền tuyển một người như vậy đến trưởng quản Nạp Cát phái. Lão giáo chủ không phải Tô Nam sư phụ, mà là Tô Nam sư huynh, tiền nhiệm Đan Mạn Quốc đại quốc sư đích truyền đại đệ tử. Theo lão giáo chủ nói, Tô Nam mới là sư phụ chỉ định giáo chủ kế nhiệm nhân tuyển. Chỉ là bởi vì khi đó, Tô Nam đang lúc bế quan khổ tu một loại nào đó lợi hại hàng đầu thuật, giáo chủ chi vị, mới tạm thời do sư huynh đảm nhiệm. Bây giờ Tô Nam công hành viên mãn, giáo chủ này chi vị. Đương nhiên phải giao cho chính chủ, Nạp Cát phái rất nhiều hàng đầu sư đều không phục Tô Nam. Nói đến cũng khó trách, người này đoàn người đều không thế nào gặp qua, chỉ là nghe nói qua có dạng này một vị đồng môn tồn tại, bỗng nhiên ở giữa, liền biến thành giáo chủ,
đoàn người muốn ở trước mặt hắn cúi đầu nghe lệnh, thực tế có chút quá mức. Hàng đầu sư thế giới, nguyên bản là cường giả vi tôn, mặc kệ là tiền nhiệm đại quốc sư di mệnh hay là lão giáo chủ chỉ định, đều không thế nào có tác dụng, Tô Nam phải xuất ra bản lĩnh thật sự tới. Kia Tô Nam đến cùng có gì bản lĩnh thật sự đâu. Nghe Nguyên Thành Tử thuật lại thời điểm, Cơ Khinh Sa cũng đang ngồi, nhịn không được mở miệng hỏi. Nói thật, cái này ta còn thực sự không rõ ràng, ta chỉ biết hai chuyện. Cái kia hai chuyện, kiện thứ nhất, mười mấy năm trôi qua, Tô Nam hay là, Nạp Cát phái, giáo chủ, không có bất kỳ người nào dung chuyển qua vị trí này. Kiện thứ hai, phàm là hướng, Nạp Cát phái, khiêu khích hàng đầu sư, không có một cái còn sống. Nguyên Thành Tử đơn chỉ nói, Cơ Khinh Sa cùng Tiêu Phàm liền liếc nhau một cái. Tại một cường giả vi tôn thế giới, hai chuyện này đủ để chứng minh hết thảy. Đến mức có dạng này nghe đồn, nói Tô Nam có khả năng tại Ma Cừu đại quốc sư thoái vị về sau, bị Đan Mạn quốc hoàng thất sắc phong làm mới đại quốc sư. Bất quá Tiêu Phàm đối vị này Tô Nam giảm nhiều đầu sư ấn tượng đầu tiên rất không tệ, Tô Nam cứ việc cũng có được người thổ dân một ít bề ngoài đặc điểm, nhưng tựa hồ không là thuần túy người thổ dân, mang theo bản địa thổ dân rất ít có tư nho nhã chi khí, phảng phất một vị uyên bác chi sĩ. Đối nhân xử thế nho nhã lễ độ, có rất ít người có thể đoán được. Hắn thế mà là một vị giảm nhiều đầu sư, cùng sư đệ của hắn cha cao tương đối mà nói, càng là khác hẳn khác thường, để người khó mà tin được, bọn hắn là đồng môn sư huynh đệ. Chỉ là cha cao tại cùng Gino giao thủ quá trình biểu hiện ra thực lực, để Tiêu Phàm lòng có hoài nghi, cha cao khả năng cùng Tô Nam không phải cùng một cái sư phụ. Tiền nhiệm đại quốc sư tự mình điều giáo đệ tử, thực lực hẳn là không đến mức yếu như vậy mới đúng. Ba người liên thủ, trong chốc lát liền bị Gino toàn diệt, nếu như cha cao là Tô Nam một vị nào đó sư thúc đệ tử, theo thứ tự sư đệ, vậy liền đúng rồi. Loại này theo thứ tự sư huynh đệ ở giữa, thực lực chênh lệch cách biệt một trời hiện tượng. Cũng không hiếm thấy, nhưng mặc kệ Tô Nam như thế nào tư hữu lễ, nhìn thấy sư đệ sư điệt nhóm thi thể, vẫn là không nhịn được nổi giận phừng phừng, thần sắc trở nên âm lệ vô so. Hoàng tiên sinh, duy nhiều thi thể ở đâu? Thật lâu. Tô Nam ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Thanh Vân, trầm giọng hỏi. Cái này, Tô Nam giáo chủ, duy nhiều tiên sinh không có để lại di thể. Hoàng Thanh Vân lấy làm kinh hãi, liên tục không ngừng đáp. Tô Nam song mi bỗng nhiên dương lên, trong mắt tinh quang bắn ra. Hoàng Thanh Vân dọa đến toàn thân run lên, vội vàng lắp bắp giải thích nói, Tô Nam giáo chủ, là như vậy, lúc ấy duy nhiều tiên sinh cả người đều hóa thành huyết phụ, hòa, cùng hắn con rắn kia đồng dạng. Nói đến đây, Hoàng Thanh Vân trên mặt hiện lên một vòng nồng đậm sợ hãi chi ý, khóe miệng cơ bắp không ngừng run rẩy, cho thấy phải tình hình lúc đó để hắn hoảng sợ không thôi. Tại tận mắt nhìn thấy khủng bố như vậy tình hình về sau, Hoàng Thanh Vân thế mà còn không có điên mất, thần kinh có thể coi là cực kỳ kiên cường. Huyết Phú Hàng, Tô Nam hai mắt, bỗng nhiên co vào, miệng bên trong thì thào nói nhỏ một tiếng. Nguyên Thành Tử giật nảy mình, nhịn không được nói, Tô Nam giáo chủ, người nói là... Gino luyện thành huyết phú hàng. Cái gọi là huyết phú hàng, chính là máu hàng thuật chi cực kỳ cao minh một loại, nghe nói muốn luyện thành nguyên huyết chi lực mới có thể thi triển huyết phú hàng. Rất nhiều luyện tập máu hàng thuật hàng đầu sư, bỏ ra sức lực cả đời cũng chưa chắc có thể luyện thành nguyên huyết chi lực. Tô Nam nhẹ gật đầu, nói chiếu Hoàng tiên sinh miêu tả tình huống đến xem, hẳn là, huyết phú hàng, cái khác máu hàng thuật, không có uy lực như vậy. Về phần có phải là Gino thi triển, ta hiện tại cũng không thể khẳng định. Nguyên Thành Tử khẽ vuốt cằm, kỳ thật đến cùng ai là giết suy nhiều hung thủ, Tô Nam tâm khẳng định đã nắm chắc, chỉ là không nguyện ý làm chúng nói ra mà thôi. Đủ thấy người này họ cách chi trầm ổn, dù sao nơi này là Lạc Gia Thành, là không cổ phái thế lực khá lớn địa bàn. Dù là như thế, Tô Nam cũng là độc thân đến đây, cũng không có mang bất luận cái gì giúp đỡ. Bởi vậy có thể thấy được, vị này điệu thấp Nạp Cát phái giáo chủ, đối tại mình thực lực, bên trong tương đương tự phụ. Hoàng Thanh Vân từ trong túi móc ra một chuỗi đen nhánh hạt châu, hai tay đệ trình cho Tô Nam, thấp giọng nói, Tô Nam giáo chủ, đây là. Duy nhiều tiên sinh lưu lại di vật, hiện trường chỉ tìm tới sâu này hạt châu. Sâu này hạt châu nhìn qua đen nhánh, tựa hồ là lấy một loại nào đó đầu gỗ điêu thành, không chút nào thu hút. Tiêu Phàm lại từ hạt châu bên trên cảm nhận được hết sức rõ ràng cấm chế ba động. Sâu này bên ngoài đồng hồ phổ thông hạt châu, kỳ thực là một kiện rất pháp khí không tồi. Bị đại năng chi sĩ ra chỉ qua pháp lực. Từ cấm chế khí tức ba động đến xem, cùng Tô Nam không có sai biệt, sâu này hạt châu hẳn là Tô Nam ban cho duy nhiều hộ thân dùng. Chỉ tiếc hạt châu dù sao cũng là tử vật, đối thủ quá mạnh,
hạt châu cũng không thể giữ được duy nhiều bình an. Tô Nam đưa tay tiếp tới, chậm rãi vuốt ve ô châu, ngón tay lại nhìn không được nhẹ nhàng run rẩy lên, ánh mắt lóe lên một vòng sâu sắc bi ai chi sắc. Tiêu Phàm nhẹ nói, Tô Nam giáo chủ, người chết không có thể sống lại, mời bớt đau buồn đi. Lệnh lang chi thương, tất cả mọi người rất bi thống. Tô Nam ánh mắt, lập tức như là đao phong quét tới, một cỗ sát cơ mãnh liệt, bỗng nhiên phồng lên mà ra, cả kinh hoàng Thanh Vân Hoàng Cao Huy phụ tử liền lùi lại mấy bước, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Làm sao ngươi biết duy phần lớn là nhi tử ta? Tô Nam trầm giọng hỏi, thanh âm trở nên 10 điểm khàn giọng, trong mắt sát khí bức người, tựa hồ một lời không hợp, liền muốn đối Tiêu Phàm xuất thủ. Hắn đuổi tới Hoàng Phủ thời điểm, Nguyên Thành Tử cũng hướng hắn giới thiệu qua Tiêu Phàm, chỉ nói là đến từ châu Á đạo môn một mạch, tu vi cao thâm. Tô Nam vội vã xem tra cao đám người thi thể, cũng không có 10 điểm để ý như thế một cái tính tú khí trẻ tuổi dị quốc nam tử. Ai ngờ Tiêu Phàm lại một ngụm liền nói rõ bí mật của hắn. Đối mặt Tô Nam sát cơ, Tiêu Phàm chấn định tự nhiên, thần sắc không có biến hóa chút nào, lạnh nhạt nói, Tô Nam giáo chủ, sâu này hạt châu bên trên khí tức cùng ngươi như thế nhất trí, duy nhiều tiên sinh rõ ràng là ngươi đích hệ huyết mạch. Mà lại, Tiêu Phàm gặp một lần Tô Nam, lập tức liền nhìn ra hắn là lão đến mất con tướng mạo, nhìn nữ máu trong dạ con quang trùng thiên, chính ứng tại duy nhiều trên thân. Chỉ bất quá lời nói này, Tiêu Phàm liền khó mà nói ra miệng đến. Quá không tử tế, mặc kệ Tô Nam có phải là giảm nhiều đầu sư, lão đến mất con bi thống, khẳng định cũng cùng thường nhân không khác. Nguyên Thành Tử liền nhìn Hoàng Thanh Vân một chút, Hoàng Thanh Vân lập tức lắc đầu, biểu thị chuyện này tuyệt không phải mình nói cho Tiêu Phàm. Về phần Tiêu Phàm có phải là thật hay không dựa vào một chuỗi hạt châu liền có thể đánh giá ra Tô Nam cùng duy nhiều chân thực quan hệ, Hoàng Thanh Vân liền không dám khẳng định. Những này thuật sư thế giới, tuyệt không phải hắn có khả năng làm được rõ ràng. Nguyên Thành Tử vội vàng hướng Tô Nam nói, Tô Nam giáo chủ, Tiêu chân nhân là đồng đạo người, thuật pháp cao thâm vô so. Là bằng hữu của chúng ta. Bằng hữu, nói như vậy, nếu như ta hiện tại đi giết Zino, Tiêu tiên sinh sẽ giúp ta một chút sức lực. Tô Nam trên thân hiện ra đến sát cơ, không giảm chút nào, mắt cũng không nhìn thẳng Nguyên Thành Tử một chút, thẳng tắp đe dọa nhìn Tiêu Phàm, lạnh lùng hỏi. Tiêu Phàm chậm rãi nói, nếu như Tô Nam giáo chủ cho rằng có cần thiết này, ta không ngại xuất thủ. Tốt, rất tốt, Tô Nam lại yên lặng nhìn Tiêu Phàm một chút, khẽ gật đầu, kia cỗ cuồng bạo sát cơ, bỗng nhiên ở giữa liền thu về, lập tức lại biến thành trầm tĩnh tư như cũ. Hoàng tiên sinh, mời ngươi thu thập một căn phòng, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Tô Nam lập tức quay đầu chuyển hướng Hoàng Thanh Vân, rất khách khí nói. À, đúng đúng, Tô Nam giáo chủ mời đi theo ta, khách xá cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ là quê mùa chút, còn xin giáo chủ đừng nên trách. Hoàng Thanh Vân luôn miệng nói, phân phó Hoàng Cao Huy dẫn Tô Nam đi nghỉ ngơi. Tô Nam hướng Nguyên Thành Tử, Tiêu Phàm gật đầu ra hiệu, đi theo Hoàng Cao Huy đi, đi lại trầm ổn, thần thái tỉnh táo, nhìn không ra trong lòng của hắn đến cùng nghĩ cái gì. Tiêu chân nhân, đưa mắt nhìn đi Tô Nam, Hoàng Thanh Vân lại tăng cường đối Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm cười cười, nói, Hoàng tiên sinh, ta cũng muốn trước nghỉ ngơi một chút, cáo từ. Nói xong, cùng Cơ Khinh Xa xoay người rời đi. Hoàng Thanh Vân cùng Nguyên Thành Tử liếc nhau, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ sầu lo. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 31.